cutting cables with all my friends. Now I can't even remember them, I don't know. Do you know what I know? Last night was pretty rough. 4 hours of sleep is not enough. No, it's not enough. Forgot to check the morning news. Forgot to check my messages from you. That's what I always do. I remember 2003. Hello anh em nha, anh trễ chút do anh mới ăn cơm xong. Với lại nghe trong anh em đang bơm biết gì tùm lum á. Đang ngồi hóng anh em ăn tiền. Like trên YouTube chắc là ít người xem hơn. Với lại để biết like trên YouTube mở nhạc có bị dính bản quyền không nữa. Cutting cables with all my friends. Now I can't even remember them, I don't know. Do you know what I know? Last night was pretty rough. 4 hours of sleep is not enough. No, it's not enough. Forgot to check the morning news. Got to check my messages from you. That's what I always do. Hello, anh em. I remember 2003. I stared for hours into my CRT. My eyes would start to bleed. Mình like trên YouTube á, thật ra mình cũng không có cần lượt xem nó đông. Tại vì vấn đề mình like là mình chỉ muốn gọi là thay vì mình ngồi mình làm clip một mình thì mình ngồi mình like, vừa đặt vừa trả lời câu hỏi, vừa kiểu như là để sẵn tiện để clip luôn. Ai mà thắc mắc thì người ta có thể coi lại được. Trên YouTube thì nó công mình phải làm lại clip ở trên trên này một lần nữa. Mọi người nghe được âm thanh của mình với lại tiếng nhạc nó rõ ràng chứ đúng không? Vốn nhiều thì đầu tư bằng cách nào thầy? Không có vốn nhiều thì mình phải tích lũy. Mình phải đi quản trị được cái lòng tham. Vốn mà không có nhiều mà còn tham nữa thì không bao giờ chơi cái môn này được. Đúng rồi, like trên YouTube nét hơn chứ. 1000 Full HD mà. Không có như bên Facebook. Facebook có 720 để coi mở lắm. Lại thằng Facebook nó hay làm mấy cái trò đùa bu cứt lợn lắm, anh cũng thích
Em thích hoạt động bên YouTube hơn, mà vấn đề bên YouTube ấy, người ta cũng ngại xem ấy. Cầm mẹ nó bây giờ ai xem, à, xem thôi chứ mình đâu có cần phải đi kêu gọi ai đúng không? Xem hay không là quyền lợi của mỗi người. Xem nhiều, tiếp thu thì có kiến thức, không thì thôi. Ai mà chịu tiếp thu thì kiếm ra được tiền, còn ai mà không có kiến thức không biết tiếp thu mà cứ thích nghe người này người kia rồi như thế này như thế nọ, không có tương lai, khẳng định luôn là không có tương lai. Mình đâu có rảnh đâu mà tự nhiên cái mình cứ ngồi mình liên thai liên thiên làm gì, mà một khi đã liên thai liên thiên rồi thì nó phải có mục đích, nó phải có tác dụng. Ôi cái em GTC của tôi em cứ chạy ngựa hoài, chạy được xe một tí là gãy ngựa thôi. Bây giờ cái vấn đề về ít vốn á, đầu tiên nói về cái vấn đề ít vốn thì mình phải nói đủ má để cái thằng này trong danh mục hướng dẫn và phong cách nó có phù hợp không vậy ta, để trong danh mục nào nhỉ? Nhạc, thú cưng, động vật, thể thao, du lịch, sự kiện, trò chơi, mọi người và blog, hài kịch, giải trí, tin tức, chính trị, giáo dục. Của giáo dục, giáo dục có vẻ đủ máy hợp lý hơn, để trong hạng mục phong cách thấy nó tào lao quá. Thì ví dụ như mà mình vốn ít, mình nói một bài toán đơn giản như là bạn có 100 đô, 100 đô là chắc là ít nhất rồi, ít hơn nữa thì mình thấy nó tại vì bạn phải hiểu như thế này nè, tiền trong tất cả chúng ta ai cũng muốn kiếm hết đúng không, mà một khi đã kiếm tiền không ai muốn kiếm ít hết, ai cũng muốn kiếm nhiều không ai muốn kiếm ít hết. Thêm một cái nữa là ở trong một cái thị trường mà cái biên độ của nó rộng như thế này á, mà mình bỏ vào một số quá vốn quá ít, mình đối với mình thì mình nghĩ là nó gọi là không 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 đủ, không đủ. Có nghĩa là ví dụ như mình nói vậy dễ hình dung nè. Ví dụ như mà mình có bản thân của mình đi, mình có 10.000 đô. Và hiện tại mình sẽ cho mọi người coi con này, 10.000 đô đúng không? Mình có 10.000 đô. Mình sẽ cho mọi người coi con này. Mình đang lướt sóng con này nè. Đây là bài toán kinh tế và quản trị kinh tế phải nắm được. Ví dụ như mình có 10.000 đô, mình hiểu về thị trường, mình biết chơi đúng không? Thì khi mà mình bắt được những cái con sóng như thế này mình lướt, thì chỉ cần mình chụp được một cái lệnh ở ngay cái vùng này, tại vì đây là cái lướt FOMO, lướt theo sóng, cho nên là mình nhận ra mình thấy được cái volume nè. Nếu mà bạn quan bạn bạn mà quan sát kỹ trên màn hình, bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái volume giao dịch đột biến. Cái volume giao dịch đột biến nó nằm ở đâu? Nó nằm ở ngay đây nè. Rồi, ngay đây có một cái chấm xanh. Bạn để Full HD lên là bạn sẽ nhìn thấy cái chấm xanh đó. Thì vì khi mà mình phát hiện cái volume giao dịch nó đột biến như thế này á, mình sẽ chạy nhẹ vào, mình lướt sóng, mình FOMO. Mình đổ ngay đây. Đúng không? Thì trước mắt từ 1.04 mà bây giờ nó chỉ cần lên 1.14 là mình đã lời được 10%. Mặc dù là mình vô chậm một tí, nó đã chạy được 11% rồi. Thì khi mà mình có số vốn 10.000 đô, mình chạy vào mình bắt những con sóng như thế này, thì bạn cứ nhìn ra là bạn sẽ thấy là với 10.000 đô của mình thì mình đã 10% mình đã lời nhuận được 1.000 đô rồi. Và ở ngay cái thời điểm hiện tại nó đang chạy, mình làm trực tiếp luôn mọi người thấy không, nó đang chạy sóng. Khi mình bắt ở đây bây giờ mình rất là tự tin, mình ngồi mình không quan tâm luôn. Bởi vì ít nhất là mình phải ăn được 10% từ cái con sóng này của nó. Mà 10.000 đô mà mình ăn 10% là mình đã lượm được 1.000 đô rồi. Nhưng mà nếu như mà bạn mà có 100 đô mà bạn nhảy vô cái con sóng mà nó chạy lớn như thế này, 10% như thế này mà bạn chỉ lấy được có 10 đô lợi nhuận, trừ phí ra 0,5 đô nữa bạn thu về 9,5 đô. Với lại bạn chưa có đủ gọi là đủ kinh nghiệm để gọi là vô bắt những sóng như thế này, có thể bạn bắt ở đâu ngay đây nè, mà từ đây đi lên cái cột sóng này nó rất là bé
nó trả bao nhiêu phần trăm hết, chỉ vài phần trăm thôi. Nhưng mà khi mà nó đã đi một cái cột sóng như thế này rồi, mình đang ngồi live stream đang nhân ký, là mình khẳng định là nó sẽ đi lên đâu vùng trên này, là nó sẽ có một đợt chỉnh nhẹ, sau đó nó tiếp tục đi tiếp. Bởi vì cái số tiền á, cái số tiền lớn như vậy thì cái tỷ lệ lãi suất phần trăm ở trên số tiền của mình có nó rất là lớn, cái biên độ nó cực kỳ lớn. Khi như vậy á thì mình tích lũy nó lên rất là lẹ, có thể trong một ngày mình sẽ kiếm được 10% lợi nhuận 1.000 đô, chỉ cần một tháng thôi là mình tài sản của mình đã có thể gấp 3 lần rồi. Nhưng mà đối với 100 đô mà bạn bỏ ra, bạn nhảy vào cái thị trường này á, một tháng sau thì bạn chỉ lên được có 150 đến 200 đô, là gấp đôi nếu bạn may, đủ may mắn và đủ kiến thức. Phải nói là đủ kiến thức và đủ may mắn và phải bắt kịp thị trường nha, chứ mà bắt không kịp thị trường thì thua. Thì mình, theo mình, nếu như mà không có tiền, không có nhiều vốn thì hãy để dành vốn, để dành một khoản, và cái khoản vốn đó mình hãy tích lũy, mình để trong tài sản, cái tài trong tài khoản ngân hàng của mình á, để dành. Trong thời gian để dành đó mình hãy học. Học như thế nào? Học có nghĩa là mình thử giả vờ dùng cái kiến thức học được để áp dụng vào thị trường, xem thử biên độ lợi nhuận mình thu về được nó có thật hay không. Chứ nếu như mà vốn mình ít đúng không, có nghĩa là vốn mình chỉ có tầm 100 đô thì có nghĩa là đó là khả năng hết sức của mình rồi. Chỉ cần mình mất cỡ 10 đến 20 đô là mình đã thấy không ổn rồi. Nó làm cho cái tâm lý của mình nó rất là biến động. Không, thay vì mình bỏ 100 đô vào thị trường, mình theo như thế này, mình theo như thế nọ, thì hãy để dành 100 đô đó không đụng vào, và mình sẽ tưởng tượng rất là đơn giản. Bạn chỉ cần lên, bạn lên cái phần mềm mà TradingView như mình nè. Bạn ngồi bạn mở một con sóng ra, bất kỳ một đồng coin nào cũng được. Bạn ngồi bạn mở ra, bạn nhìn. Với bạn áp dụng hết những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm mà mình truyền tải á, sau đó là bạn thử giả bộ là đặt một cái lệnh, bạn thử đặt một cái lệnh. Thôi ta mình sẽ đặt một cái lệnh ở ngay đây. Đặt một cái lệnh ở ngay đây. 100 đô. Thì bạn phải tính được là một lệnh bạn đặt ở ngay đây thì bạn 10% mà bạn lấy về được là nó phải tăng ở bao nhiêu? 1.06 thì ít nhiều gì nó cũng phải tăng lên ngay 1.2 này là bạn đã được 10%. Bạn đã được 10%. Nhưng mà vấn đề khi mà bạn giả vờ, cái này là mình đang giả vờ thôi. Bạn mua một cái lệnh ở ngay cái đầu đỉnh này. Bạn mua một cái lệnh ngay cái đầu đỉnh này. Sau đó nó xuất hiện một cái cục tăng như thế này và nó giật về cục đỏ, thì bạn có đủ kinh nghiệm, bạn có đủ kinh nghiệm để bạn tiếp tục gồng lên những cái cột xanh tiếp theo không? Thì bạn phải cần tập tập luyện. Cái nhất là tập luyện, cái thứ hai là biến động về tâm lý, cái thứ ba nữa là hiểu về cái quá trình di chuyển của nó. Hiểu về quá trình. Một một cái, nếu như mà chúng ta chơi lướt sóng á thì chúng ta phải hiểu được cái quy tắc chạy sóng của nó. Khi mà sóng nó đang chạy sideways điều chỉnh như thế này, không có những volume đột biến. Đây là một cái volume đột biến nè. Nhưng mà cái volume đột biến này cần phải quan sát thêm ở những cái nến sau, thử xem là đó là volume giao dịch thật hay là những cái volume của những con bot, hay là những con bot nó đẩy sóng, nó đẩy sóng để nó tạo FOMO, hoặc là nó đẩy sóng để nó tạo cái sự cân bằng cho thị trường. Cái này gọi là đi ngang thôi, sideways tích lũy. Thì khi mà mình quan sát thị trường, mình thấy nó có những con sóng đột biến như thế này, những cái lệnh mua lớn như thế này, thì mình sẽ quan sát thử xem. Hồi nãy cái lệnh này là nó đang nằm đây nha, mà hồi nãy trước khi mình like là cái lệnh ở đây nó có một cái volume đột biến, là nó nằm ở đâu ngay đây nè, nó nằm ở đâu ngay chỗ này nè. Đó thì mình thấy nó đột biến, bắt đầu mình quan sát tiếp ở cái chỗ thứ hai, nó hiện thêm một cái volume giao dịch đột biến xanh nữa, thì mình bắt đầu mình nhảy vào FOMO, thì mình FOMO ngay chỗ này và mình biết thừa là con sóng này nó vẫn còn đi. Như hồi nãy mình có nói đúng không, nó sẽ đi lên lên tua lại live chỉ chút xíu, sẽ thấy là mình nói là nãy mình vẽ ngay đây nè, nó sẽ đi lên nên nó sẽ có một đoạn điều chỉnh. Bây giờ mọi người nhìn thấy kết quả chưa, đang live stream trực tiếp luôn á, chứ không phải là nó đi xong mới nói nha, được chưa? Giờ nó sẽ có một đoạn điều chỉnh ở đây, nó sẽ có một đoạn giảm nhẹ về đây, đó là kinh nghiệm và chỉ số. Những chỉ số nó thể hiện cho mình biết, kinh nghiệm nó thể hiện cho mình biết, và một số thứ nữa, rất là nhiều thứ, nó
nó làm cho mình xác định được cái vùng sóng nó chạy, đúng không? Đúng không, đúng không? Này trước khi nó chạy đến cái đoạn này là mình đã nói mình vẽ sẵn ở đây này, ai mà tin tôi livestream lại cỡ 5 phút rồi là sẽ thấy là mình vẽ sẵn cái chấm ngay đây, ngay cái đỉnh 1.4 là bắt đầu nó giật về, đúng không? Nếu mà mình lướt sóng á, nếu mà mình lướt sóng mình FOMO ngay cái cột này nè, mình thì không bao giờ mình mua ngay cột này rồi, mình mà mua là mình mua ngay cột này nè, thì mình biết là mình sẽ lấy được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận từ cái con sóng này và mình sẽ đặt một cái lệnh bán trước. Nếu như mình biết là nó lên cái vùng giá 1.4, nhưng mà bây giờ mình biết thêm một thứ nữa, có nghĩa là nhìn tổng quát về thị trường, tất cả các đồng coin khác đang tăng. Ví dụ con GTC này mình chỉnh qua nến 15 phút luôn. BTC cũng được, chỉnh qua 15 phút. Ví dụ đơn giản thôi. Bạn thấy không? BTC nó đang dựng cột 15 phút nè. Đây. Con GTC của mình trong cái bọt của mình nó cũng đang dựng cái cột 15 phút xanh đây. Nhưng mà tự nhiên con này nó đang có một đợt tăng và nó sẽ có một cái nến đỏ, trong khi toàn bộ thị trường đang có xu hướng tăng. Toàn bộ thị trường đang có xu hướng là cột xanh hết. Chỉ có một mình nó là cột đỏ. Bởi vì sao? Bởi vì ở những cái đoạn này nó đã đi ngược sóng của thằng Bitcoin rồi. Đi ngược sóng của thằng Bitcoin rồi. Thì có nghĩa là khi mà nó đã đi ngược sóng của Bitcoin ở đoạn này, thì khi thằng Bitcoin nó đang có cái xu hướng đi xuống như thế này. Nè, đi xuống như thế này nè. Nè, ba cái cột đỏ này đi xuống nè. Mày có cái cách nào vẽ cho nó chỉnh cho nó nhỏ nhỏ mờ mờ lại tí không? Đây. Nó có ba cái cột đi xuống như thế này. Trong khi thằng CTSI này nó lại đi lên ba cột, à không, ba cột xanh như này. Thì khi mà thằng về lý thuyết thì khi mà thằng Bitcoin nó dựng những cái cột xanh như thế này, nó lộn dựng những cột đỏ như thế này. Mà thằng này nó dựng những cột xanh như thế này, ở ngay đây mới đúng nha, ở cột xanh như thế này. Và khi thằng Bitcoin nó dựng những cột xanh như thế này, thằng này vẫn có xu hướng tăng. Thì theo kinh nghiệm của mình thì ở đâu đó ngay trên vùng dưới này nó sẽ có một đợt chỉnh nhẹ. Chỉnh ở đây để làm gì? Để đợi thằng Bitcoin chạy đâu lên trên vùng dưới này nè, là bắt đầu Bitcoin dừng lại. Khi thằng Bitcoin dừng lại ở ngay trên chỗ này, nó kiểu giống như vậy nè, đó, nó giống như chỗ này nè. Mà nếu như mà thằng Bitcoin nó có xu hướng đi xuống giống như thế này, thì mình sẽ chốt lời thằng này ở ngay chỗ này. Bởi vì mình biết là khi mà thằng Bitcoin nó chạy lên cái vùng này rồi thì nó sẽ đồng bộ điều chỉnh cùng thằng này. Và khi mà nó đồng bộ điều chỉnh cùng thằng này mà Bitcoin có xu hướng đi lên nữa, thì thằng này chắc chắn nó sẽ đi lên trên này. Mà thằng Bitcoin nó đã điều chỉnh về đồng bộ với nhau, mà Bitcoin nó đi xuống như này, mà thằng này nó cũng có những cái nến đỏ tiếp theo ở cái sau, thì mình sẽ chốt lời ngay đây. Thì mình sẽ kiếm được lợi nhuận nguyên cái khoản này. Cần mình đo, mình sẽ đo cho các bạn thấy là lợi nhuận từ đây đến đây được bao nhiêu. 4%. Lướt sóng 4%. Nhưng mà đó là do mình chưa xác định được kỹ con sóng nó sẽ đi như thế nào, cho nên là mình chỉ dám lấy 4% thôi. Mà 10.000 mà 4% là mình kiếm được 400 đô rồi. Còn nếu như mà mình đã xác định được con sóng nó đi như cái chỗ hồi nãy mình chấm là 1.4 á. 1.4 là mình kéo là 1.4 nha. Đó. Thì ít nhiều gì mình cũng kiếm được 9,80%. Mà 10.000 9,80% là mình kiếm phải được 980 đô. Nó là lướt sóng nó là như vậy. Phải bắt được nhịp của thị trường, phải hiểu được con sóng nó đi. Nếu không hiểu được con sóng nó đi thì mình sẽ nói cho các bạn nha. Cuộc chơi tài chính là chủ đề ngày hôm nay luôn. Phù hợp là nó cùng chủ đề ngày hôm nay. Nếu mà mình không bắt được con sóng nó đi á, mà hợp lý một cái nữa, hôm nay cái live stream ngày hôm nay nó hay ở một chỗ nữa là toàn bộ thị trường nó đang có biến động. Chúng ta cùng xem live và cùng xem cái sự biến động của nó trong vòng 15 đến nửa tiếng tới, để xem coi mình nhận định nó có đúng hay không. Nếu như mà chúng ta không biết chơi, không biết đầu tư vào crypto, đợi mình xíu nha.
Nếu như mà chúng ta không biết gì về thị trường, không hiểu về những thứ cơ bản và nói chung là đại khái chúng ta là những con gà mờ nhảy chân vào thị trường này, thì mình nói thẳng với mọi người luôn, những người mà không biết về thị trường á, từ từ để mình đăng đăng bài lên Facebook coi. Mẹ nó bây giờ like nó đéo coi tí nữa, nói xong rồi nó nhảy vô nó hỏi nữa, trả lời mệt phải luôn. Know what to do. Nghe nhạc đợi mình xíu nha. Cái thị trường này nó rất là ma đó, nó rất là ma nè. Mọi người thấy ở đây nó có một cái volume giao dịch không? Nếu mà coi Full HD mà to lên, mọi người sẽ thấy ở đây nó có một cái volume giao dịch. Mình nói cái này không phải là mình khẳng định mình tài giỏi gì đâu, nhưng mà cái thị trường này rất là ma, nó ma ở cái chỗ là nó làm cho mình bị biến động tâm lý rất là kinh khủng khiếp. Mọi người thấy mình nói không? Nếu như mà thằng Bitcoin nó tăng, mà thằng này nó tăng nữa, thì mình nói với mọi người là tí con này nó bay mất chỉ luôn. Còn nếu như mà thằng Bitcoin nó đang tăng như thế này mà nó chỉ cần có một cái con cái cây nến tiếp theo mà nó sẽ như như cái chỗ này á, thì mình nói mọi người là thằng này nó rụng, mà một khi thằng này nó mà đã rụng rồi thì mình nói mọi người là nó rụng chạy không kịp luôn. Bởi vậy nếu như mà chúng ta mà lướt sóng á thì chúng ta cần phải nhìn toàn bộ bao quát thị trường, và cái nến của thằng Bitcoin, cái nến của một thằng đang đi theo sự điều chỉnh của Bitcoin, nó rất là giống nhau, nhưng mà ở đây nếu để ý kỹ nha, cái nến này chúng ta thấy nó giống nhau nè, cái nến vàng này chúng ta sẽ thấy nó đi giống thằng này, nhưng mà ở những cái nến trước đó là ở đây có hai cái nến đỏ, mà thằng Bitcoin này nó đang là hai cái nến xanh. Tiếp đến những cái nến như thế này và những cái nến của thằng Bitcoin, hai tụi nó đi hoàn toàn không đồng bộ nhau. Bởi vì không đồng bộ nhau cho nên thị trường nó sẽ có một đợt điều chỉnh nhẹ. Và những đợt điều chỉnh như thế này nó sẽ làm cho mọi đồng coin trở về chạy chung cái quy trình của nó để không bị lạc đường. Thì nếu như mà chúng ta chơi lướt sóng, chúng ta phải hiểu được vì sao nó đang có những đoạn chạy ngang như thế này, đột nhiên ở đây nó có những con sóng tăng đột biến. Và nhìn vào cái volume giao dịch, chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng. Ở đây nó có hai cái volume mua lớn. Ở đây nó có một cái volume mua lớn. Ở đây tiếp tục có một volume mua lớn. Và ở đây nó xuất hiện ba cái volume mua lớn. Dùng một cái thước mà kẻ ra á, thì ba cái volume này nó đi cùng, nó đồng bộ một thời điểm. Vì sao nó lại như vậy? Bởi vì ở những cái đoạn như thế này, ở những cái chỗ, cái đây là một lần, đây là hai lần cá mập nó đẩy hàng nhưng mà không thành công. Cái thứ nhất là nó đẩy hàng không thành công. Mình đang coi cái nến 15 phút để mình dễ hình dung cho mọi người đó nha. Thật ra nếu mà đánh lướt sóng mình sẽ coi những cái nến 1 giờ, 4 giờ, chứ mình không coi nến 15 phút.
Mình đang nói cho mọi người dễ hiểu và dễ nhìn thấy thôi. Đây nè. Để mình coi cái thời gian chính xác của nó là bao nhiêu. 22 giờ ngày 29. Đây là 22 giờ ngày 30. Đâu nhỉ? Xa quá vậy. Ủa, mình đang coi nến nhiêu không? Đúng rồi, nến 15 phút mà. Cái chỗ này là bao nhiêu nhỉ? Mấy giờ đây? 22 giờ 30 ngày 29. 22 giờ 30 ngày 29. Đâu sao sao thằng Bitcoin này nó dài hơn vậy? Trời, nó tích dưới này luôn. Ảo vậy? Biểu đồ chạy thiếu hả? Như mình coi cái BTC USD. BTC BTC USD cũng đúng mà, BTC PEP đi cho nó đồng bộ. Không được, BTC USD. Mấy giờ mà có này tí ngồi vẽ lại chứ chạy luôn, chết luôn rồi. Đến 15 phút. Rồi. Mình nói mọi người hiểu nha. Ở ngay 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 cái đoạn này á, nếu mà nếu mà những người mà biết coi á thì sẽ thấy là nó ở ngay đây nó sẽ có hai cái volume giao dịch đột biến xuất hiện. Nè, mọi người mở màn hình to ra sẽ thấy ở đây là một, ở đây là hai, ở ngay điểm này một cái nhỏ hơn, ở đây là ba. Thì khi mà ba cái volume này xuất hiện giao dịch thì có nghĩa là những con cá mập nó đang gom hàng và nó đang chuẩn bị đẩy sóng tăng. Thì sóng tăng. Nhưng vấn đề nó bị kẹt ở chỗ là khi 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 cái mập nó đang có ý định đẩy những con sóng tăng. Mẹ, nó coi 1 giờ đi. Coi 1 giờ đi cho dễ. Khi cái mập mà nó đang có ý định đẩy những con sóng tăng ở ngay đây nè, một nè, thấy không, hai nè, ba nè, và hiện tại nữa là bốn nè. Không được, coi đến 1 giờ mọi người coi mọi người không hiểu được đâu, mình phải coi đến 15 phút mọi người mới hiểu được, tại vì đến 15 phút nó chạy dễ quan sát hơn. Đến 15 phút để lướt ngắn thôi nha mọi người, chứ nếu mà đánh lâu dài đừng coi đến 15 phút. Đây, khi mà cá mập nó có ý định đẩy những con sóng lớn như thế này á, thì ở ngay chỗ này nè, ngay chỗ cái vùng này nó sẽ là những cây nến tăng. Thực ra ngay chỗ này nó là một cây nến tăng rồi, nó tăng ở trên này luôn, có nghĩa là nó sẽ tăng giống như thế này. Nhưng mà bị kẹt một cái là ở ngay khi nó đẩy con sóng tăng như thế này thì thằng Bitcoin đang có xu hướng đi xuống. Bitcoin đang có xu hướng đi xuống, đi từ 59.000 xuống 57.000. Và thằng Bitcoin nó đóng một cái nến kịch khung như thế này. Thì những người nào đang rất là sợ cái nến này đóng không có râu, có nghĩa là nến thể hiện xu hướng đi xuống và không có khả năng phục hồi. Thì những người nào khiến cho cái cây nến nó đi như thế này, tất nhiên là không phải là những người chơi spot, không phải những người nắm giữ chơi lâu dài, không phải là những người holder, mà là bọn future market, bọn future và market. Chính những bọn future và margin làm cho Bitcoin luôn luôn có những cái cây nến như thế này xuất hiện. Chứ ở đây chúng ta không có một con bot nào hoặc là một cái thằng nào nó điều khiển ở đây hết. Chính những bọn future và margin nó làm cho những cây nến này xuất hiện. Bởi vì khi mà cái lượng ký quỹ nó quá lớn, lượng ký quỹ vay margin và future nó quá lớn, buộc phải có lệnh thanh lý. Bởi vì nếu như mà không không thanh lý á, thì cái ký quỹ á, không có đủ để luân chuyển ở trong thị trường. Cái này mình nói á, đôi khi người ta hay nói là có con bot này nó kêu long, con bot này kêu sót, chẳng qua là nó một cách nôm na và đơn giản nó là như vậy, nhưng thực ra bản chất nó không phải là như vậy.
bản chất nó khác hơn nhiều. Không lẽ là bây giờ mình nói mọi người á, nếu mà người ta biết bot nó kêu, nó quét, nó thanh lý mình thì mình chơi làm gì? Đừng chơi. Nếu mà chơi với bot thì mình chơi không bao giờ lại hết. Nhưng mà mình, nếu như mà mình biết chơi mình vẫn có đường ăn, nếu mà mình biết chơi mình có đường ăn thì bot đâu nó, sao nó tha cho mình được. Bot nào nó tha cho mình? Nếu mình giỏi hay là không giỏi gì đi nữa, bot nó không bao giờ nó tha cho mình, đúng không? Mình nói mọi người là khi nó đã có những cái đợt volume giao dịch đột biến như thế này, có nghĩa là những thằng cá mập, cá con, cá mập thì không đúng, cá mập là nó thao túng những đồng tiền lớn như Ethereum hay là Bitcoin thôi, còn những đồng nhỏ nhỏ như thế này đó là những con cá con, những thằng có tài sản cỡ tỷ đô, nó sẽ tạo ra những, nó sẽ đặt những cái tường lệnh mua vô, mua vào ở những cái vùng như thế này. Nếu mà giờ nhìn bức tranh tổng quát, chúng ta sẽ thấy được là thằng này nó đang có xu hướng là tích lũy và đi ngang. Mà mình đã nói rất là nhiều lần rồi, khi mà thị trường, khi mà những đồng coin nó có xu hướng đi ngang như thế này, có nghĩa là nó đang ở trong giai đoạn tích lũy và cá mập nó gom hàng. Thì chỉ cần mà ta chỉ chọn được một trong những vị thế như thế này để chúng ta đi lướt sóng rất là dễ, rất là dễ. Bởi vì khi cá mập nó gom hàng lên, cá mập nó gom hàng lên thì những thằng mà bị kẹt lình ở ngay chỗ vùng này, vùng này, vùng này, vùng này, nó sẽ bắt đầu nó có khả tâm lý chốt lời hoặc là tâm lý chốt lỗ khi mà cái lợi nhuận nó đang hồi về dần lại cái vốn. Thì những thằng mà có tâm lý chốt á thì nó sẽ có xuất hiện ra những cái cây nến đỏ như thế này, những cái nến đỏ nhỏ như thế này. Và những thằng mà chơi margin future, mình nói mọi người nghe nha, những thằng chơi margin future nó còn bị, tí nữa mình sẽ nói cái future sau đi ha. Giờ mình nói trước mắt là khi mà thấy nó đang đi như thế này, những cái nến xanh như thế này nè, nhìn thì phải, nhìn thì thấy vậy thôi, nhưng mà các bạn biết là mỗi giao dịch bao nhiêu volume, bao nhiêu thì nó mới xuất hiện những cái nến xanh chạy như thế này không? Không ít tiền đâu, tính bằng vài trăm ngàn đô đến cả triệu đô một lệnh đấy. Cứ một lệnh mà cỡ tầm vài trăm ngàn đô đến triệu đô thì nó sẽ xuất hiện những cái cột như thế này. Và những thằng cá mập nó đã gom hàng thì nó sẽ luôn luôn gom ở những vùng dưới này. Và khi nó gom ở những vùng dưới này thì mọi người sẽ nhìn thấy được là nó sẽ đẩy những cây nến, những cây nến xanh đi lên. Cá mập nó không bao giờ nó xả ở những vùng này, mọi người phải hiểu như vậy, cái bản chất của nó. Cá mập nó không bao giờ nó xả hàng ở những vùng như thế này. Những cái cây nến đỏ mà chúng ta nhìn thấy ở trên cái biểu đồ, cái đồ thị này, mình nói mình xu với mọi người luôn là 90% là những thằng chơi margin future nó cắt lỗ, nó xả lệnh. 10% còn lại là những thằng không biết, không biết chơi. Nói chung 100% thằng đó là những thằng không biết chơi luôn. 100% thằng, những thằng đó là những thằng không biết chơi luôn. Còn cá mập không bao giờ mà nó gom hàng, mà nó xả hàng ở khu vực này á, mình nói mọi người nghe, nó không bao giờ nó xả hàng ở vực, nó chỉ xả hàng ở khu vực ở trên này này. Ít nhất thì con CSTI này chạy từ 1 đô cho đến 2, 1,8 đâu, cho đến 2 đô, 1,8 hoặc 2 đô. Thì hôm bữa ở trong Telegram mình có kêu mua, cô Tèo có kêu mua con CSTI này ở trên vùng giá đó đúng không? Mà nhìn vào cái biểu đồ như thế này, nhìn vào cái biểu đồ như thế này thì cơ sở đâu để chúng ta phân tích kỹ thuật? Nó không có một cái cơ sở nữa. Bây giờ vẽ đường trên line đúng không? Bây giờ ok, tôi vẽ ba hai cái đường trên line trên hai cái đỉnh này, thêm hai cái đường trên line dưới cái đích này nữa. Rồi thì tôi cho đây là cái đường trên line nó chạy và tích lũy. Về lý thuyết thì đúng là như vậy. Khi nào mà nó bẻ gãy cái đường trên line này, có nghĩa là khi mà nó có xu hướng đi xuống này thì nó sẽ đâm cái đầu nó xuống đây luôn, gãy xong và thằng này chỉ có đi xuống không có đường đi lên nữa. Nhưng mà khi nó có xu hướng đi lên như thế này thì nó đi lên luôn. Vì điểm nào là điểm an toàn để chúng ta có thể nhảy vào, chúng ta ăn những con sóng FOMO như thế này, đó nghĩa là chúng ta sẽ mua ở những cái vùng khi mà nó break out ra khỏi cái trendline này. Thì hôm bữa mình với lại cô Tèo có nói với mọi người là mua con CST này về target là 1,8 đến 2 đô, là có nghĩa là x2 đúng không? Nhìn x2 á, mọi người nhìn vào muốn x ăn được x2 mấy cái kèo này á, không có dễ nhai đâu.
Nhìn coi, nhìn cái cây nến này thì thấy nó chạy ghê như vậy, chứ bây giờ chỉnh qua cái cây nến 15 phút thấy nó ghê không? Rõ ràng nó chạy rất là ghê luôn. Nhìn nó dựng cái cột khiếp không? Nhưng mà chúng ta chuyển vào cái đến 4 giờ nhìn lại chả lại gì hết. Cái nến này rất bình thường, những cái nến này mới là những cái nến khủng khiếp. Và nếu như cái lần này mà cá mập mà nó FOMO thành công, nó đẩy con sóng thành công, thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu nè, thấy cái volume giao dịch nó đi lên, nó có những cái volume đột biến không? Thì khi mà cá mập nó đẩy con sóng này thành công thì con sóng này nó sẽ chạy luôn, chạy đủ sóng của nó luôn là lên trên vùng trên này. Còn nếu như đợt sóng này mà cái mập nó không FOMO thành công thì nó sẽ những cái nến tiếp theo nó sẽ có xu hướng như thế này đi xuống. Nếu như mà để nói mà để lướt sóng thì chúng ta không bao giờ biết được là khi nào nó sẽ tăng. Vấn đề nó nằm ở chỗ khi nào nó tăng. Khi nào nó tăng? Chả biết được khi nào đó. Nó cứ đang rù rà rù rì, nó dựng lên cái nó lại về, cái nó rù rà rù rì cái nó chạy một bánh lên đây luôn. Thì ở đây cũng vậy, nó rù rà rù rì chạy cái nó dựng lên cái nó lại về, nó chạy rù 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 cái hôm nay nó lại dựng. Chúng ta chẳng bao giờ biết được là khi nào nó sẽ nhảy vào và nó sẽ làm những con sóng như thế này, đúng không? Nếu mà nói để lướt sóng, ăn những con sóng lướt thì chúng ta phải hiểu được cái quy tắc của cá mập nó hoạt động. Phải hiểu được quy tắc của tụi cá mập nó hoạt động để xác định rõ nhất là khi mà mình ngồi mình coi những con sóng 15 phút mà mình thấy bắt đầu nó đã có xu hướng gãy rồi. Lướt sóng thì nên coi nến 15 phút để mình xác định được là cái trend tăng của nó có không, và khi mà coi được cái nến 15 phút thì cái volume giao dịch nó sẽ hiện ở đây rất là rõ. Nếu như con sóng này mà cá mập nó đẩy hàng thành công thì mình hứa với mọi người là con sóng này nó sẽ chạy luôn, chạy luôn. Còn nếu như mà con sóng này nó không đẩy hàng thành công thì nó sẽ quay về tiếp tục đi như những lần này. Bởi vậy á, mục đích của cá mập á, nó muốn làm cái gì? Mục đích của cá mập là khi mà nó đẩy về những cái giá thấp như thế này, tụi cá mập nó sẽ bắt đầu gom hàng. Và khi mà có một cái volume giao dịch lớn của cá mập gom hàng thì nó sẽ xuất hiện những cái nến xanh lớn chạy như thế này. Và khi xuất hiện những cái nến xanh chạy như thế này thì những người mà ở trong chơi future và margin mà không hiểu về thị trường cứ FOMO á, thấy nó tăng 5-7% bắt đầu chạy vô mua, xong rồi không thấy nó có xu hướng tăng nữa thì bắt đầu bán cắt lỗ. Rất là nhiều thành phần dẫn đến những cái xu hướng đi xuống như thế này. Còn nếu như mà tụi cá mập mình nói mọi người nghe là không bao giờ cá mập nó chốt lỗ ở dưới vùng này á, không bao giờ. Đối với tụi mình mà nói á, nếu mà đối với tụi mình á, những nhà đầu tư nhỏ như tụi mình mà lỡ tay mua ở ngay chỗ vùng 1,08, chỉ cần mà nó về dưới 1,09 thôi, ở 0,9 thôi, có nghĩa là mình rơi 10%, nó rơi 10% rồi bắt đầu sợ hãi, có triệu chứng sợ hãi mà có cái tâm lý nó bắt đầu muốn bán cắt lỗ, muốn bán và cắt lỗ, đúng không? Tôi nói đúng không? Trong group là bữa giờ là không ít thì nhiều cũng có vài người hỏi là con CTSI này nó có xu hướng tăng không, khi nào nó tăng. Thực ra mà nói thì những nhà đầu tư nhỏ lẻ như tụi mình mà lỡ vô tình mua ở ngay đây hoặc là ngay đây á, mà khi nó rơi về dưới này, ngay đây là bao nhiêu, 1.14, mua nó rơi về dưới này là 0.9, hơn 10%, 15 đến 20%. Khi nó rơi như vậy á, chúng ta đã bắt đầu có tâm lý sợ hãi. Bởi vì cái sự sợ hãi như vậy cho nên là chúng ta mới bắt đầu cắt lỗ. Và cái sự cắt lỗ như vậy nó đẩy những cái nến này nó càng ngày nó càng đi xuống sâu hơn. Và đó là điều mà cá mập nó muốn. Đó là điều mà cá mập nó muốn chúng ta là chúng ta bị dính vào. Khi mà những cái con sóng mà nó gãy sóng sóng gãy như thế này á, cái mập nó ngồi nó cười, nó đang cười vào mặt của mình đó. Bởi vì khi mà nó
nó gãy 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 như thế này. Đó là những nhà đầu tư non nớt sợ hãi cắt lỗ, bán đẩy nó xuống như thế này. Đây là mình đang nói ví dụ về con nến 15 phút thôi nha, chứ là nến 15 phút không thể nào nói bao quát về thị trường được, nhưng mà mình đang mở cái nến 15 phút để cho nhìn thấy toàn cảnh nó dễ hơn thôi. Nhìn nó dễ hơn thôi chứ cái nến 15 phút không phải là cái nến quyết định nha. Mình đang nói ví dụ thôi. Đừng có hiểu lầm rồi mấy anh crypto bro vô đây nhìn thấy cái nến 15 phút là chửi mình như thế này như thế nọ. Nhìn mà cái nến 1 giờ thì thấy nó chuyên nghiệp hơn đúng không? Đây thích thì nến 1 giờ đó. Nến 1 giờ vẫn chưa đủ đâu. Nến 1 giờ không ăn thua. Nến 4 giờ nhìn mới đúng chuẩn của nó. Đó, thấy không? Cái nến 15 phút nhìn vào thấy nó chạy cực kỳ ghê, cái sóng của nó, cái nến tăng của nó nhìn rất là kinh. Đó, nhìn ghê không? Ghê gớm không? Nhìn ghê gớm không? Nhìn ghê gớm không? Đây là cái nến 4 giờ nè, nhìn không? Cái đoạn này mà chỉnh về nến 15 phút là thấy nó sẽ thành như vậy nè. Đó, đoạn này mà chỉnh về 15 phút là thấy nó thành như vậy nè, thấy nó ghê không? Đó, thấy nó ghê chưa? Nhưng mà mình để cái nến 15 phút này, mục đích của mình là muốn truyền tải cái thông điệp để cho mọi người dễ hình dung hơn thôi. Chứ đừng có nhìn nến 15 phút mà quyết định được con sóng thị trường là sai lầm nha. Rồi kéo hoài không thấy bình minh luôn vậy. Rồi nói tiếp. Những nhà đầu tư non nớt và thiếu kinh nghiệm như chúng ta á, thì khi mà chúng ta không hiểu và chúng ta đại khái là nó thẳng luôn là không biết chơi, thì khi chúng ta nhìn thấy thị trường nó đang có cái xu hướng mà giảm mạnh như thế này, thì thường thường tâm trạng của chúng ta rất là sợ hãi. Trong cái sự sợ hãi đó kèm theo cái sự bất an, và cái tâm lý của mình nó khiến cho mình cảm thấy là muốn cắt lỗ và muốn bán, muốn cắt, muốn chạy. Bởi vì khi mà những con như thế này mà nó có xu hướng đi xuống ấy, những con như thế này mà nó có xu hướng đi xuống á, thì những con khác nó lại có xu hướng đi lên. Thị trường này nó ghê vậy. Đó. Ở ngay cái đoạn này chúng ta đang nhìn thấy là nó đang đi xuống, nhưng mà chúng ta qua một con khác chúng ta thấy là nó đang có xu hướng đi lên. Bởi vì những cái con đang có xu hướng đi lên vậy mà cái con mình đang giữ vào nó lại có xu hướng đi xuống vậy, khiến cho chúng ta cảm thấy là bất an và sợ bị mất phần ăn. Đâm ra nếu như lỡ vô tình chúng ta mà mua ở trên con sóng này, chúng ta mua ở trên con sóng này, mẹ nó mày cứ hiện hoài. Cút đi xuống đây đi. Nếu chúng ta mua ở trên con sóng này mà từ khi chúng ta mua vào, chúng ta thấy nó cứ chạy xuống à, lên được chút xíu là chạy đâm cái đầu xuống đây, trong khi cái con khác mà cái con mà chúng ta không nắm giữ á, nó đang có xu hướng à, tăng nè. Nó cứ tăng hoài. Bởi vì cái sự tăng và sự giảm của những cái thằng này nó không liên quan gì đến nhau, khiến cho cái thị trường này những nhà đầu tư bị mắc một cái bẫy tâm lý. Đó chính là sợ lỗ con này và sợ bị mất ăn con này. Đâm ra là ngay cái thời điểm này chúng ta sẽ cắt lỗ con này ở đâu ngay đây, và nhảy vào đu con này ở đâu ở trên này, hy vọng là chúng ta sẽ gỡ được cái phần lỗ của con này bằng cách kiếm lời từ con này. Nhưng mà rất tiếc khi chúng ta cắt lỗ con này á, ở ngay đây á, thì con này nó cũng không có xu hướng tăng nữa, và nó sẽ có bắt đầu xu hướng đi xuống. Và khi con này nó có xu hướng đi xuống rồi, chúng ta vô tình đu cái đỉnh con này ở đây luôn. Và khi đu cái đỉnh con này ở đây á, thì con này nó lại có xu hướng đi lên lại. Nó không lên liền. Bởi vì nó mà lên liền á, thì các bạn sẽ cắt lỗ con này ở ngay đây nữa. Cắt lỗ ngay đây chỗ này nè, chạy về đu lại con cũ. Vừa ghét bị đầu tư và bị lỗ là cái nhất, bị ghét nè, cái thứ hai nữa bị quê nữa, phải trả thù mới bằng được, quay lại mua. Nhưng mà vấn đề là tụi cá mập nó rất là ghê, đó nghĩa là nó không cho tăng liền mà sẽ tăng từ từ. Từ từ. Đó, mình cắt lỗ ở đây là nó từ từ là nó quay lại cái chỗ mình bị lỗ rồi nè, mình chỗ mình cắt rồi. Chứ mắc là như vậy trước rồi đã. Thì khi mà mình chạy qua mình đu cái con này trên cái đỉnh này á, đu con này trên cái đỉnh này á, thì con này nó lại đi xuống cái này.
Bây giờ chưa cần biết là ở ở tương lai, chưa cần biết là ở cái đoạn trước mắt, ở cái đoạn tương lai sau này thị trường nó chạy như thế nào, chỉ cần biết là ở cái đoạn hiện tại là mình bị chi, bị lỗ tài khoản trước rồi đó. Lỗ vì hai lý do. Cái lý do thứ nhất là không xác định được xu hướng chạy của những con sóng nhỏ. Cái lỗ thứ hai đó là thấy con này đang tăng, tưởng là nó sẽ bay cho nên bay vào FOMO đu trên những cái đỉnh này. Và con này khi mà con này nó tiếp tục giảm xuống đây là thành, nếu mà chúng ta nằm im ở này á thì nó đéo sao hết, nó chả sao hết, chả ảnh hưởng gì hết. Nếu mà nằm im, cứ để im, cứ để im, cứ để im từ ngày này qua ngày nọ là chúng ta cũng sẽ quay lại được chỗ cũ. Không, không phải là không phải là cái sóng này hôm nay nó chạy rồi mình mới nói, mà nhìn về quá khứ cũng sẽ thấy, nếu vô tình mua ở đây không chờ đợi được á, không chờ đợi được nó quay lại đây á để kiếm được cái khoản lợi nhuận ở đâu đó trên này là chúng ta mãi mãi thì thua cái thị trường này, không bao giờ thắng được, đúng không? Tại vì khi mà bạn lỡ mua ở trên này rồi mà nó chạy như thế này mà bạn cắt lỗ nó đâu dưới này nè, thì mình hứa với bạn luôn là ngày nào cũng vô mở lên nhìn coi nó có tăng chưa, ngày nào cũng vô mở coi nó tăng chưa, coi là vì cái gì, vì cái tâm lý khiến cho mình cảm thấy là mình không muốn thua cuộc. Ngày nào mình cũng vô mình coi coi nó tăng chưa, nó cứ giảm mãi thì mình thấy thích, thấy thích, đúng rồi, mình quyết định cắt lỗ là đúng. Nhưng mà ngày nào mà mình vô mình thấy nó tăng những cái nến này mình bị tiếc, tiếc là vì mình cắt lỗ dưới này là mình bị lỗ. Cái rồi cái lại ngày nào cũng vô coi thấy bắt đầu nó có những cái cục nến như thế này, bắt đầu nhảy vô đây mua, mua vì cái thứ nhất là tiếc, cái thứ hai nữa là tức, vừa tiếc vừa tức vô đây mua. Mình thấy rồi đó, nhìn thì cũng thấy rồi, vô đây mua nó đâu có tăng liền đâu, thấy không, nó đâu có tăng liền. Mình đang ví dụ thôi nha, cái này nến 15 phút mình đang ví dụ thôi chứ không có được coi cái nến 15 phút để quyết định sóng thị trường, mình nói đi nói lại rồi đó. Đó, chạy vô đây mua nó đâu có tăng liền đâu, ai nhìn thấy nó tăng không chứ mình không thấy nó tăng. Chạy vô đây vừa mua xong là nó lại làm mấy cái nến giảm nữa, là mình bị tâm lý con mẹ luôn, sợ. Lần trước mua ở cái chỗ này là nó lại làm cho một lần, làm cho một lần giống vậy rồi, giờ mua ở đây sợ nó đi thêm lần xuống đây nữa, sợ. Bởi vì sợ là vì mình không có kinh nghiệm và mình bị gọi là không biết chơi, mình không muốn dùng từ biết chơi, cái này là đầu tư. Nói chung là mình không xác định được cái thị trường nó hoạt động như thế nào. Mình không xác định được thị trường nó hoạt động như thế nào, mình mới có những cái pha nhảy ra nhảy vào nó mang tính chất hên xui như vậy. Đúng không? Tôi nói đúng không? Tâm lý các bạn đầu tư vào thị trường này các bạn nhìn thấy rõ rồi, đúng không? Hôm bữa tôi kêu mua ở trong nhóm Tele, lúc mà tôi kêu mua thì cái con sóng này nó đang tăng ở ngay chỗ này, chính xác là đâu đó ngay chỗ này, hoặc là đâu ngay chỗ này nè, đại khái là ngay chỗ này. Khi tôi thấy những con sóng này nó đang tăng thì tôi mới vào, cụ tè mới vào kêu anh em mua. Mà khi anh em mua là anh em mua ngay chỗ này, bởi vì sao? Bởi vì mình hay là cụ tèo á, nhìn vào thị trường cũng xác định được nè. Nếu như mà chúng ta nhìn kỹ đi, ở đây nó có những cái volume đột biến giao dịch, bởi vì những cái volume này nên cụ tèo mà chạy vào nhóm khi chúng ta mua, mua với mục đích là con sóng này nó sẽ đẩy luôn, con sóng này nó đẩy luôn là chúng ta liền lượm được x2 x3 gì đó không biết, đại khái là chúng ta sẽ kiếm được lợi nhuận khi chúng ta mua ngay đây và con sóng này nó đẩy mạnh, đó là điều kiện. Nhưng mà vô tình là vừa kêu mua xong chỗ này thì thằng Bitcoin nó có xu hướng đi xuống, Bitcoin nó có xu hướng đi xuống, đâm ra nó kéo con này gãy luôn cái sóng chạy của con này, nó kéo đi xuống. Nhưng mà mình mang tư cách là một nhà đầu tư vào con này, mình và cô Tèo đều biết, thì khi mình và cô Tèo mua ở đoạn này thì mình với cô Tèo không bao giờ sợ lỗ, không bao giờ sợ lỗ. Bởi vì cho nó chạy thoải mái, nó có giảm hay là nó có tăng đi chăng nữa, hay nó có giảm đi chăng nữa, tụi mình cũng không bao giờ sợ. Bởi vì tụi mình biết sẽ có một ngày nào đó những thằng cá mập nó sẽ vào, nó sẽ tạo những cái volume đột biến như thế này. Và hiện tại con sóng này nó đang bắt đầu chạy lại, và nó đang ở ngay cái vùng giá mà tụi mình mua ở trong group, đúng không? Cho nhóm Tele. Nếu như mà chúng ta sợ chúng ta sẽ cắt huề vốn ngay đây, an toàn. Nhưng mà nếu như không sợ, hãy đợi, hãy chờ đợi được xem là con sóng đẩy này của tụi này, cá mập này nó đẩy, nó có đủ lực FOMO để đẩy con sóng này lên không. Nếu như mà nó đủ lực nó đẩy con sóng này lên thì mình hứa mọi người là con sóng này nó đi múc chỉ luôn, nó đi múc chỉ luôn. Còn nếu như nó không đủ lực đẩy á, mà nó có quay về đâu ở dưới này nữa, chúng ta bắt đầu cắt stop loss. Stop loss ở đây làm gì? Stop loss đây là đợi
chờ đợi để xác định lại mua lại ở những cái vùng đáy thấp hơn một chút xíu, ở đây hoặc là ở đâu ngay đây vùng đáy thấp hơn. Thì khi mà chúng ta mua lại vùng đáy thấp hơn mà nó chỉ cần quay đầu về lại ở trên này chút xíu là chúng ta đã lời được một chút xíu rồi. Và cái target chúng ta đặt ở tích trên này á thì sớm muộn gì chúng ta cũng lời thôi, đúng không? Nếu chúng ta không đủ kiên trì và chúng ta sợ, còn nếu như không sợ, đúng không, không sợ cứ để im nó, để im đó thì sớm hay muộn gì chúng ta sẽ thấy được những con sóng mà cái mặt nó đẩy. Mà khi nó đã đẩy rồi không bao giờ tụi mình canh và chụp được. Đó, nhìn lại toàn cảnh thị trường đi, các bạn thấy không, một khi mà cái mặt nó đã đẩy sóng rồi thì chúng ta khó mà chụp được lắm. Mà nếu mà chúng ta vô chụp với lại cái tư thế là may rủi thì chúng ta chụp ở đâu ngay đây à? Rất là rủi ro, vừa rủi ro mà vừa không có tính chất là đầu tư mà lợi nhuận mà nó an toàn tí nào hết. Thay vì như vậy, nếu như mà chúng ta mua ở đây á, chúng ta biết được là sớm muộn thì nó cũng sẽ lên như này, thì chúng ta cứ kệ nó một bên. Người nào càng lì người đó càng giàu, còn người nào càng nhút nhát thì người đó sẽ chốt non ở đâu ngay đây nè, chốt non ở đâu ngay đây thôi. Khó mà ăn được những con sóng như thế này lắm, mình hứa cam đoan mọi người luôn. Còn khi mà các bạn đã hiểu về thị trường, nắm bắt được thị trường, thì từ khắc các bạn sẽ biết là trong khoảnh khắc đó mình nên làm cái gì, mình nên làm cái gì, mà mình nên quyết định như thế nào trong từng con sóng nó chạy của thị trường. Khi mà thị trường nó đã có xu hướng đi xuống và những cái đồng này nó chạy là đà dưới những cái đáy như thế này, thì mình nói mọi người là cá mập ngày nào nó cũng gom hàng. Cá mập ngày nào nó cũng gom hàng cái đó. Một ngày nó gom ít. Lâu mấy cái mập nó vô nó làm cho nó gom cái đợt mạnh mạnh tay một tí là nó đẩy con sóng lên. Nó đẩy những con sóng như thế này mục đích nó để làm gì các bạn biết không? Mục đích nó làm gì biết không? Để nó thu hút thêm những cái dòng tiền vào cái đồng con này. Mà khi vô tình nó đẩy những con sóng nhỏ này, người ta tưởng nó đang có đợt tăng nên người ta nhảy vào, người ta mua, cái nó lại giảm, người ta lại cắt. Cắt lỗ liên tục. Thì lâu nó cứ làm một hai gậy vậy đó. Đó là lo vô làm mấy gậy như thế này. Đó, nó là gì? Nó làm mấy gậy, nó làm hoài. Thị trường này nó làm hoài luôn, ngày nào nó cũng làm chứ không phải là lâu đâu, ngày nào nó cũng làm hết. Ngày nào nó cũng làm. Rồi đến một ngày đẹp trời rồi đó, nó không đùa giỡn với mình nữa, nó làm thiệt luôn. Nó làm như thế này nè. Rồi mình dám vô chụp không? Bởi vì trước khi mình dám vô chụp cái này á thì mình đã bị nó lừa ở đây mấy lần rồi nè. Mình bị nó lừa mấy lần rồi. Bởi vì nó lừa mình hoài, mình sợ. Sợ. Những cái cây nến rút râu ghê không? Nó làm cho mình sợ. Sợ rồi thì khi mà nó rút một cái nến như thế này thì lấy cái gì tư cách đâu mà mình dám nhảy vào. Chắc chắn là mình sẽ bị sợ. Đây, nhìn kỹ đây sẽ thấy có một cái nến nè. Nè, nó làm cái nến như thế này thì lấy cái gì? Bạn dám nhảy vào, bạn FOMO nó. Không bao giờ bạn dám. Bởi vì nó tăng đột biến như thế này, cái nó rơi hết cái nến này về đây, nó tạo một cái nến đỏ, nó lừa mình thôi. Nó lừa mình bởi vì nó làm nhiều lần vậy rồi mình sợ, nó lừa mình đó. Tại vì nếu mà bạn biết nhìn nến, bạn sẽ thấy được là cái nến này là một cái nến tăng. Và sau khi mà nó tăng, nó tạo cái đỉnh nó ngay đây rồi, nó đi xuống dần xuống lại. Nó đóng một cái râu ở ngay đây. Cái nến tiếp theo mới quan trọng nha. Cái nến tiếp theo nó vẫn là một cái nến tăng ngược trở lại. Đó, nhìn cái râu của nó là sẽ thấy. Nhìn cái râu này của nó là sẽ thấy. Thấy cái cây nến không? Đó. Cái nến đỏ này chính là một cái nến tăng nha. Đừng có nhìn cái nến đỏ mà lầm là cái nến giảm. Đây là một cái nến tăng. Đây là một cái nến tăng. Nhưng mà nó giả bộ tăng thôi.
nó giả bộ tăng thôi, nó giả bộ tăng xong rồi nó cho nó bán ra một cái lượng volume nhỏ vừa đủ để đẩy cái cây nến này đi xuống đỏ lại. Mục đích của nó chính là đẩy hết những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, non nớt và không hiểu gì về thị trường nhảy thuyền. Và sau khi cái cây nến đỏ này, quan sát kỹ nha, nhìn kỹ cái chỗ này mới thấy tụi cá mập là nó chơi mình như thế nào. Cây nến đỏ này kết thúc, trước khi nó kết thúc là nó là một cây nến tăng xanh. Đến gần cuối đóng nến đỏ này, nến 4 giờ á, gần cuối là nó bắt đầu, có nghĩa là 15 phút cuối cùng là nó bắt đầu tạo những cây nến đỏ 15 phút cuối cùng mà trong cây nến 4 giờ này nó tạo những cây nến đỏ như thế này. Và những cái giây phút cuối cùng trước khi nó đóng nến đó, nó làm những cái cây nến như thế này, nó có xu hướng từ xanh bật ngược về đỏ và chạy xuống cái này, giật cái râu xuống đây. Thì 80% những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, mình đang nói là 100% những nhà đầu tư không biết gì về thị trường nha, và 80% trong cái số 100% đó là nhảy thuyền ở ngay chỗ đoạn này, 20% còn lại là xác định gồng chấp nhận rủi ro, có gọi là lì lợm đó. Thì những người lì lợm đó nó sẽ làm thêm một lần nữa. Và nó làm như thế nào? Những người mà ở lại lì lợm, 20% còn lại, những người 80% kia là chạy hết ở cây nến đỏ này rồi, còn 20% còn lại là những người lì lợm hy vọng là gồng một ăn cả ngã về không, đúng không? Thì trước khi mà nó tăng những cây nến này thì nó làm một cây nến đỏ giật râu từ cây nến đỏ này, nó nhảy qua cây nến này, là nó làm một cây nến đỏ, nó giật một cây râu về dưới này. Có nghĩa là nó giật một cái râu rơi 30%. Cái râu này là râu 20-30% từ 1-8-20%. Đây là một cái râu giật 20%. Nó giật cái râu đỏ này, sau đó nó loại bỏ hết những 20% cái số lượng mà gồng đến chết còn lại á. Những người thằng đó nhảy thuyền bắt đầu nó gom hàng tiếp. Nó gom hàng và nó đẩy những con sóng lớn hơn. Nó đẩy những con sóng. Nó đẩy đến con sóng này. Nó đẩy đến đây thôi, nó không đẩy nữa. Nó chỉ đẩy cái volume giao dịch đến đây thôi, nó không đẩy thêm nữa, bởi vì nó chỉ cần đẩy đến con sóng này thôi, đến cái nến này thôi, là những người mà thấy con này đang có xu hướng tăng, những người biết đến nó, những hội nhóm nghe thấy nó, ngóng thấy nó, biết đến nó và bắt đầu có một cái lực FOMO cực kỳ lớn nhảy vào, volume giao dịch biến động cực kỳ lớn nhảy vào. Và tất cả những nhà đầu tư từ có kinh nghiệm cho đến thiếu kinh nghiệm bắt đầu nhảy vào FOMO mua ở ngay đây. Bởi vì cá mập nó chỉ gom hàng là nó gom từ dưới này rồi, nó gom từ đây, nó đẩy mấy con sóng lên trên này là nó dừng, nó không mua ở đây nữa. Sau đó là những nhà đầu tư nhỏ lẻ và những con cá con, rồi những hội nhóm, rồi FOMO gọi kêu gọi mua này nọ lung tung tùm lum, nói chung là rất là nhiều thể loại thành phần ở trong thị trường này. Thấy nó có xu hướng tăng, bắt đầu ngồi vẽ mấy cái kỹ thuật, đúng không? Giờ ngồi vẽ kỹ thuật, mà cái sóng nó đi như này thì vẽ cái kỹ thuật cái gì? Người ta sẽ vẽ như thế này, kẻ hai cái trên line ra. Rồi thì cái trên line như thế này mà nói mọi người nghe, cái thằng không biết gì nó kẻ cũng được. Bởi vì khi mà kẻ cái trendline như vậy, có nghĩa là xác định xu hướng là xu hướng sideways, có nghĩa là xu hướng đi ngang. Mà đi ngang thì biết khi nào nó tăng, biết khi nào nó giảm. Mà nó đã đi ngang rồi, nó sẽ xuất hiện ra hai trường phái, có nghĩa là khi mà nó break out ra khỏi cái trendline này, nó có xu hướng tăng thì nó sẽ là những nó tăng luôn. Và khi nó break out ra khỏi cái xu hướng cái trendline giảm này là nó sẽ giảm luôn. Thì những anh chàng phân tích kỹ thuật, những hội nhóm lớn và kẻ những cái trendline như thế này á, thì người ta hay nói hai hướng, hai đường, một lên hai xuống, một là chạy lên, hai chạy xuống, giờ mình biết ở đâu. Thì khi mà người ta kể những cái line như thế này, người ta sẽ kèm thêm những cái dòng chữ giống như là buy ngay đây. Quan trọng là lúc nó tăng ngay đây mình biết không, để mình buy không, với lại nó tăng như thế này rồi nó dám nhảy vô FOMO không. Nè, lùi lại chút xíu quá khứ tí là thấy nè. Đây. Đó, giờ mà kéo cái line như thế này rồi xong, nó break out ra khỏi trên line, nó giật cái râu giả lên trên, nhảy vào FOMO đuôi này hả? Đúng không?
đu cho nó đúng không? Đu nó cái nó giảm như thế này nè. Nó chạy như thế này thì lấy cái gì mà ngày nào cũng vô coi thấy chán nản luôn chứ lấy cái gì? Đó đó từ 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 lúc mua đến giờ có thấy được lời đâu. Ngày nào cũng vô thấy lỗ từ lỗ 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 chưa thấy lời đâu hết. Đó, nó break out ra khỏi trên line này bây giờ lời chưa? Nó tăng chưa? Đâu thấy tăng đâu. Nó không có tăng. Bây giờ cái mô hình nó đi xong rồi. Cái mô hình nó đi xong rồi thì người ta quay lại người ta khen là cái đường break out này chuẩn xác chính xác này nọ như cái như thế nọ. Mua ngay đây chính xác. Kiếm được lợi nhuận. Rất là nhiều hội nhóm Việt Nam từ lớn đến bé. Rồi từ Twitter của người này có tiếng, người kia có tiếng, rồi những con cá con, rồi nói chung là đủ loại thành phần sẽ bắt đầu nhảy vào FOMO ở ngay đây. Mua ở đây. Bởi vì cái số lượng lớn, cái volume giao dịch nó đột biến là bởi vì cái lực, bởi vì cá mập nó đã đẩy con sóng lên như thế này, nó đẩy thị trường FOMO đi lên rồi. Thì khi mà cái volume giao dịch nó lớn, nó đẩy những con sóng lớn thì mới có những con sóng tăng đột biến như thế này. Những con sóng tăng đột biến như thế này chứ không phải là cái quỹ này đổ tiền vào, quỹ kia đổ tiền vào nha các bạn. Các bạn mà nghĩ thị trường crypto này quỹ kia nó rót vốn vào thì các bạn bị lầm, bị hiểu sai về crypto rồi. Đừng có lên những cái chỗ này đọc là hôm nay hệ Solana rót vốn 1 tỷ đô vào vào cái blockchain của Solana, có nghĩa là toàn bộ cái hệ xung quanh Solana là nó được rót vốn. Đừng có bị lầm cái chỗ là nó rót vốn vào có nghĩa là nó mua vào ở đây là đẩy những cột xanh nha, bị lầm, nghĩ vậy là sai, không hiểu về crypto. Những cái thông tin mà nó rót vốn vào á chỉ là những thông tin mà khiến cho chúng ta cảm thấy là những con này nó có xu hướng tăng, chúng ta nhảy vào chúng ta FOMO. Nó rót vốn không phải là đùng một cái nó bỏ 1 tỷ đô nó mua vào con đồng con này để cái đồng con này giật cái cột lên như thế này. Bởi vì cái tính chất cơ bản của thị trường crypto mình đã nói rất là nhiều lần ở đây là gì? Sự tăng và giảm của thị trường nó ảnh hưởng đến người mua và người bán, ảnh hưởng bởi người mua và người bán. Số lượng người mua nhiều thì nó sẽ tăng và số lượng người bán nhiều thì nó sẽ giảm. Cái đó là quy tắc và cái đó là cơ bản. Chứ không phải là cái hội này, cái quỹ kia nó đổ tiền, nó rót tiền vào mà nó tăng những cái nến này. Đừng có nghe cái thằng này thằng kia nó liên thoai liên thuyên. Đừng có lên trên Twitter hay là Telegram nghe Solana bơm 1 tỷ đô vào layer 1, layer 2 rồi đi app này, đi app kia là nó sẽ tăng như thế này. Đừng có bị lầm. Nó bơm tiền là để nó cơ cấu lại toàn bộ ứng dụng, để nó phát triển ứng dụng, có nghĩa là cái số tiền đó nó sẽ rải đều ra để nó sử dụng vào cái DApp đó. Và cái số tiền mà nó bơm vào cái quỹ mà nó bơm vào đó, có nghĩa là cái tác dụng của cái đồng tiền đó chính là bơm vốn vào để phát triển mạnh hơn. Và những cái thông tin như vậy nó đưa ra mục đích đó là để làm cái gì? Để nó thông báo đến toàn thể anh chị em là hãy vào FOMO đi, bởi vì ta sắp bơm vốn cho nó rồi. Bởi vì tao sắp bơm vốn cho nó rồi. Và khi mà tụi mày vào FOMO đi, tao bơm tiền cho nó rồi đó, mày vào đi. Thì những người như tụi mình nhảy vào đẩy 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 con sóng nó mới lên như thế này. Con sóng nó mới lên. Còn cá mập, mà cá mập lớn mà cá nhà tán là nó đã gom hết dưới này rồi nè. Đây là vùng con cá nó gom. Vẽ giống cá mập ta. Rang cá mập không? Cá mập là nó gom hết dưới này rồi. Vẽ ra hình cá mập đó. Nó vẫy đuôi, nó rảy nước lên thôi. Đây là biển nè. Đó, đây là dòng biển ha. Cá mập nó bơi 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 dưới này nè. Đó. Nó cứ bơi, nó gặm 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 mấy con cá con dưới này nè. Mấy con cá con là tụi mình đó. Tụi mình là những cá con đó. Cá lòng tong đó, đó, tụi mình là cứ bị nó gom dưới này nè. Mua vào cắt lỗ nhảy ra chốt lời, mua vào cắt lỗ nhảy ra chốt lời, cứ lập quá trình đó, nó lặp đi lặp lại hoài. Nó lặp đi lặp lại hoài là tụi cá mập nó gom, nó nuốt hết trong ruột nè. Bắt đầu nó ỉa ra một tí. Nó vẫy cái đuôi một tí thôi là để cái con sóng này nó vẫy cái nước. Nó vẫy cái cây nước. À, đây là biển đúng không? Khi cá mập mà nó bắn lên trên mặt biển là mình sẽ thấy là một cái sóng nước nó vung lên. Thì cá mập này nó vẫy đuôi một cái thôi. Nó vẫy đuôi nhẹ thôi là cái sóng này bắt đầu nó dập dìu rồi. Bắt đầu những con cá con như tụi mình nhảy vô đớp. Thằng nào giỏi á
thì đớp được nhiều ha. Con cá nào mà pro chuyên nghiệp nhảy nhảy lên, nhảy từ mặt nước ngoi lên đây đớp cái bụp bay xuống nước lại lẫn. Còn con cá nào mà dở nhảy lên như này đớp một cái bị mấy thằng thợ săn á, nó chụp cái đầu vô lưới á, nó nằm trên này đu đỉnh đó. Mô tả như vậy mà còn không hiểu được thị trường nữa thì thua, được không? Mình mô tả cờ đó mà còn không hiểu được nữa thì chịu chết luôn. Bây giờ này quá khứ rồi, mình kéo lại tương lai đi đó. Bây giờ mình nói chúng ta đang nằm ở ở đoạn nào trong thị trường. Đấy, bây giờ mình vẽ lại con cá mập ha. Đó, vẽ cái đuôi. Đó, bây giờ chúng ta đang ở trong, chúng ta đừng có làm những con cá con. Mà chúng ta hãy bám vào con cá mập ở ngoài cái lớp da của nó, bám vào nó. Chúng ta sẽ bám chi chít trên cái lớp da phía ngoài nó. Chỉ cần nó vùng vẫy lên khỏi cái mặt hồ một cái thôi là chúng ta sẽ rời ra khỏi cơ thể của nó. Chúng ta tìm nơi khác chúng ta trú ẩn. Đi tìm những con cá mập khác trú ẩn vào. Hợp lý không? Chúng ta hãy làm những con cá con bám. Bám. Bám xung quanh cái lớp vảy. Chúng ta làm những con cá ký sinh đó. Chúng ta là những con cá ký sinh đó. Ký sinh ở ngoài cái lớp da của nó vậy nè. Còn ai mà giỏi vô trong ruột của nó nằm luôn cũng được. Nhưng mà vô được phải tìm được đường ra nha, chứ vô nằm luôn ngủ luôn trong đó là chết đó. Chúng ta hãy làm những con cá, chúng ta mà những con cá ký sinh á, đừng có làm mấy con cá lòng tong, lần làm cá cho tụi nó ăn thịt. Ký sinh lớp ngoài của nó thôi, chỉ cần mà một ngày nào đó con cá mập mà nó chỉ cần vùng vẫy ra khỏi mặt nước thôi thì chúng ta sẽ rời khỏi cơ thể của nó ở đâu trên mấy cái đỉnh này. Và khi chúng ta rời khỏi rồi có nghĩa là chúng ta an toàn rồi. Bắt đầu chúng ta lặn xuống dưới mặt nước. Lặn xuống mặt nước. Đi tìm con cá mập khác để trú ẩn. Đúng không? Bản chất của thị trường nó là như vậy, làm sao mà sai được? Không bao giờ sai được. Bây giờ chúng ta đừng có để cho con cá mập mà... Còn bây giờ con cá mập là nó đang ở trong cái đoạn này đúng không? Đừng có để cho nó vùng vẫy cơ thể, đừng có để nó rung lắc, đừng có để nó bay lên, nó đạp xuống mà nó rời khỏi cơ thể của nó thì mình sẽ thua cuộc. Mình lại tiếp tục đi tìm con cá mập khác, mình trú ẩn vào rồi con cá mập khác nên lại vùng vẫy thì mình lại rơi tiếp, cứ rơi lả tả như vậy đến một ngày mình kiệt sức mình đi bụi đời mình chết thôi. Bởi vậy cho nên chơi cái này mình phải hiểu mình chơi gì. Nói đầu tư tài chính cho ao, cho oai thôi chứ mình đang chơi một trò chơi tài chính chứ không phải là đầu tư tài chính. Mình đặt cái tiêu đề mình đã nói trước là chúng ta đang ở trong một cái mẹ mày đang lướt sóng mà nó cứ hiện ở bên này hoài. Người ta nhìn vô thấy mình lướt sóng mình có lời chết luôn á. Ôi trời, Bitcoin người Bitcoin làm gì đây? Mới ngơ 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 lơ lơ cái chạy ghê thế. Chúng ta đang chơi trò chơi tài chính đấy các bạn, nhưng mà chúng ta đang đầu tư tài chính thôi. Đừng nghĩ mình là nhà đầu tư mà bị lầm, khi mà mình nghĩ mình là nhà đầu tư là mình thua rồi đấy. Bởi vì mình phải hiểu được trò chơi tài chính là nó sẽ có những cái gì. Nắm được những cái đó thì mình sẽ thắng. Thì mình nói với các bạn á, trong một cái trò chơi tài chính á, cá mập nó không bao giờ cho chúng ta bám lên cơ thể của nó bằng cách này hay cách khác, nó sẽ vùng vẫy, nó sẽ làm bằng mọi cách để chúng ta rời khỏi cơ thể của nó. Nó biết thừa có những con cá như chúng ta ký sinh trên cơ thể của chúng nó mà. Bởi vì cá mập nó là ai? Cá mập nó là ai? Cá mập nó chính là người tạo lập ra cái sân chơi này. Nó là người tạo lập ra cái sân chơi này thì nó không không hiểu được cuộc chơi hay sao mà đợi đến chúng ta phải nhắc nhở nó. Đúng không? Nó là người tạo ra mà nó không hiểu chúng ta, nó không biết cách chúng ta. Bây giờ mình nói, nếu như mà nói về sóng Elliott, mình sẽ mở một cái biểu đồ sóng Elliott cơ bản luôn nha, mọi người thấy luôn nha. Đó, mình vẽ sẵn luôn rồi đó. Bây giờ mình vẽ cái Elliot này, bây giờ mình vẽ kiểu gì cũng ra Elliot đó. Mình nói thiệt. Đây, giờ nói kỹ thuật đúng không? Elliot. Kéo Elliot. Rồi bây giờ kéo thêm cái sóng điều chỉnh. Rồi. Có một đợt hồi nhẹ ở đây. Rồi giảm vào đây.
0,382 nghe này. Đó, thì đây là sóng Elliot nè. Sóng Elliot này. Nếu mà nói về phân tích kỹ thuật thì con sóng này nó phải đi xong rồi mình mới vẽ ra được cái hình Elliot. Thì nếu mà nó đi xong rồi mình vẽ ra thì nó có tác dụng gì nữa? Nó chả có tác dụng mẹ, đúng không? Nó chỉ có tác dụng duy nhất là nhìn cho nó ngầu và nó đẹp thôi, chứ ngoài đó nó không có tác dụng gì. Vẽ màu mè cho nó đẹp, giờ vẽ ra trả ra Elliot, vẽ cỡ nào cũng ra là Elliot. Cho nên là về mặt lý thuyết, phân tích kỹ thuật hay là những cái indicator thì nó chỉ làm giúp cho chúng ta nhận định về cái xu hướng của thị trường. Xu hướng thị trường khi tăng và khi giảm. Ví dụ như chúng ta con sen này, bây giờ nó đơn giản như con sen này. Những nhà đầu tư mà sờ bọt lâu dài, nắm giữ lâu dài thì có thể là không quan tâm lắm. Nhưng mà những người mà chơi margin future, đúng không, là có nghĩa là chơi long short á, thì khi mà người ta nhìn vào cái biểu đồ Elliott này, người ta sẽ xác định được là ở vùng này chính là vùng mà người ta short cho nó đi xuống. Và người ta canh được cái vùng đáy của nó thì người ta sẽ cắt short ở ngay đây. Và người ta chạy. Chạy khi nó có một đợt hồi về trên vùng này, người ta bắt đầu người ta short tiếp, người ta ăn cái đoạn này. Nếu người ta bỏ lỡ cơ hội ăn Elliott thì Elliott chúng ta có thể dựa vào như vậy để chơi trong phạm vi ngắn hạn. Còn về dài hạn, về dài hạn khi mà cái biểu đồ nó chạy như thế này thì mình nói với mọi người là mọi người có đủ kiên nhẫn để chờ đợi để chúng ta có thể hưởng thụ những con sóng như thế này không? Không bao giờ các bạn đủ kiên nhẫn hết. Không bao giờ các bạn đủ kiên nhẫn. Bởi vì sao mình khẳng định như vậy? Bởi vì để khi mà nó ở dưới cái vùng dưới này á, là cá mập là nó gom hàng đủ rồi. Nó gom hàng đủ rồi và nó cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ ngồi chơi với nhau. Ngồi chơi với nhau cho nó không có tăng, không có giảm gì đột biến hết. Đến một ngày đẹp trời nó làm cái bùm cái nó chạy một mạch, không ai chụp kịp. Mà có chụp kịp cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Cái số lượng người mà kiếm được lợi nhuận từ cái những con sóng này ít lắm, cực kỳ ít. Còn cái số lượng mà đu ở trên cái đỉnh này nè. Đu ở trên cái đỉnh này mà nói mọi người là thôi, 90% thị trường là đu trên đỉnh này, chỉ có 10% còn lại là kiếm được lợi nhuận từ nó thôi, mà ít lắm. Ít cực kỳ. Bởi vậy phân tích cơ bản á, phân tích kỹ thuật á, nó chỉ giúp cho chúng ta là nhận định về thị trường, nhận định về cái xu hướng tăng và xu hướng giảm của thị trường, để chúng ta quyết định được vùng nào chúng ta nên nhảy vào mua và vùng nào chúng ta nên nhảy vào bán. Chứ phân tích kỹ thuật nó không phải là cái thứ để chúng ta dựa vào nó để chúng ta giao dịch. Nên nhớ kỹ như vậy, không phải là thứ để chúng ta dựa vào giao dịch. Hồi nãy lúc mình mới like á mọi người á, có phải mình nói là thằng này nó chạy lên trên vùng 1,4 và nó sẽ có một đợt điều chỉnh nhỏ, đúng không? Mình nói trước khi nó chạy nha, mà nói trước khi nó xuất hiện những cái nến này luôn nha. Mình nói là lúc đó nó chỉ mới có cái nến này thôi nè. Thì bây giờ mọi người thấy chưa? Thì nếu như mình là một người biết đầu tư, mình không cần đầu tư dài hạn, mình vô mình chụp nó ở đâu những con sóng như này, mình chạy lên đây mình chạy chốt, mình đặt lệnh mình chạy trước 10% thôi. Thì các bạn cứ tính đi, 10% của 10.000 đô là nó bao nhiêu một lần? Là nó chạy xong rồi mình mới nói, chứ không phải là mình nói sau khi nó chạy xong, đúng không? Có cái live stream này nó là bằng chứng luôn nha. Mấy anh mà phân tích kỹ thuật bro này nọ nhảy vào đây mẹ lại kêu mình tinh tướng, tinh vi. Đó, tinh vi này, mình dự đoán trước kiểu đồ nó chạy luôn. Thì bây giờ có tinh vi không? Bởi vì sao mình dự đoán được á? Bởi vì khi mà những con cá mập nó đẩy những con sóng như thế này mà lượng người vào FOMO không đủ lớn thì chắc chắn nó sẽ có những con sóng giảm lại, bắt buộc chúng ta phải cắt, chốt lời dù ít hay nhiều. Bởi vì chúng ta không chốt lời thì các nhà đầu tư nhỏ lẻ cứ đẩy nó, đẩy nó đi xuống đây, có nghĩa là qua cái vùng mà chúng ta nhảy vào FOMO luôn là chúng ta sẽ bị lỗ. Bởi vì chúng ta đi lướt sóng không thể nào, chúng ta ngồi, đã nói là lướt sóng không thể nào ngồi chờ đợi từ ngày này qua năm nọ để nó quay về lại. Đã nói là lướt sóng thì bắt buộc chúng ta phải đánh những con sóng ngắn. Không thể nào lướt sóng mà chúng ta đánh những con sóng dài, mua cái vùng này xong rồi ngồi đợi từ ngày này qua năm nọ để nó quay trở lại cái điểm, để nó quay lại cái điểm này và nó xu hướng tăng là chúng ta chốt lời. Mà mua ở ngay đây mà đợi mãi đến ngày hôm nay nó tăng được chút xíu, lời được bao nhiêu phần trăm đâu, mà nó mất thời gian không? Mất thời gian mà lợi nhuận không được bao nhiêu, từ lướt sóng vô tình trở thành holder luôn. Cho nên là trước khi mà đầu tư vào thì phải xác định được
mình là một nhà đầu tư dài hạn hay là nhà đầu tư trung hạn hay là nhà đầu tư lướt sóng. Đó thì hồi nãy mình nói với anh em là nếu nó quay lại về vùng này, nó điều chỉnh về vùng này thì mình vô mình cắt chốt lời. Mình cứ chốt lời trước cái đã, lấy tiền về túi trước. Đóng đóng lệnh lấy tiền về túi trước cái đã. Cứ đóng đi, bây giờ mình đóng cái lệnh mình chốt lời về đây để mình ăn từ đây lên đây thôi. Nó có tăng lại mình cũng không tiếc, nó tăng lại mình đi tìm con khác mình chơi. Mình vô mình FOMO thôi. Giờ nó tăng lại mình nhảy qua con này mình đi FOMO tiếp. Đó. Mình nhảy qua con này mình đi FOMO tiếp. Phải không? Con này nó vừa có đợt tăng mạnh rồi nè. Giờ mình đợi, mình ngồi mình đợi. Mình đợi nó chỉnh đâu về dưới vùng như này, bắt đầu mình nhảy vô mình FOMO mình ăn con sóng nhảy lên tiếp. Nếu như mà lượng 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 volume nó đủ lớn để mình đủ 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 để mình nhảy vào thì mình sẽ nhảy, còn không thì thôi mình bỏ. Không có con này thôi mình lại đi tìm con khác tiếp. Mình đi tìm con khác tiếp. Đâu thiếu đâu, thị trường này nó có cả tỷ con đó. Bây giờ mọi người thấy mình không cắt lời là bây giờ mình lỗ luôn. Mình gần về lại lỗ rồi. Nó đang đâm cái đầu nó xuống kìa. Thì khi mà nó đâm đầu nó xuống nhẹ, chúng ta phải chạy qua nhìn thằng Bitcoin coi nó làm gì. Vì sao nó xuống? Thì tự nhiên người ta xả, người ta cắt lỗ nó xuống, hay là vì thằng này kéo nó xuống thì đó. Thì giờ chúng ta sẽ thấy thằng này kéo xuống. Thì hồi nãy mình có nói với mọi người là nếu như mình đánh lướt sóng mà mình xác định được là thằng Bitcoin này nó sẽ tăng luôn lên trên này thì chắc chắn là thằng này nó bẻ luôn cái gãy sóng này và nó chạy luôn một mạch luôn, nó không có cái nến đỏ nào giảm. Nó giảm thì nó có giảm giả bộ thôi, mà nó đã giả bộ đây rồi, nó đã giả bộ đây rồi, một hai cái nến giả bộ đây rồi, còn cái nến này là cái nến thật chứ không có giả bộ nữa. Thì khi mà so sánh tương quan giữa hai thằng này á, thấy thằng này nó đang có xu hướng tăng, tự nhiên cái nó chạy vào đây nó điều chỉnh đi chung với thằng này thì thôi, tốt nhất mình nên dừng, mình không nên để lại làm gì nữa. Bởi vì mình để lại nó sẽ xuất hiện hai cái rủi ro. Cái thứ nhất đó chính là ấy lộn, nó sẽ xuất hiện hai trường hợp. Cái thứ nhất là nó sẽ quay cái nến tiếp theo, nó sẽ quay đầu chạy một mạch lên đây luôn, mình sẽ mất ăn. Hoặc là cái nến tiếp theo nó đâm luôn cái đầu nó về đây, mình bị lỗ. Và khi mà mình đầu tư mà mình rơi vào cái trạng thái mà không xác định được và chúng ta sẽ phó mặc cho cái sự may rủi thì mình không bao giờ mình đầu tư. Mình sẽ không bao giờ mình đầu tư kiểu như vậy. Không bao giờ mình đầu tư kiểu như vậy được. Khi nào mình xác định được là nó có xu hướng quay ngược lên và tăng trở lại thì lúc đó mình sẽ bắt đầu mình nhảy vào, mình FOMO tiếp, mình sẽ mua nó, tập mình chấp nhận mua nó ở trên những vùng trên này. Và mình sẽ ăn nó những con sóng ở trên này. Mình ăn sóng nhỏ ngắn 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 vậy thôi, nhưng mà cứ lần 10% lần 10% là nó ấm cái bụng. Chứ bây giờ nãy mình mua ngay đây, giờ nó lên đây mình không chốt lời, giờ nó quay lại thành chỗ, nó quay lại chỗ mình mua rồi đó. Nó quay lại chỗ mình mua rồi đó. Đó là cái phân tích kỹ thuật. Giờ mình nói mọi người nghe phân tích kỹ thuật ở đâu ra chỗ này, lấy cái gì mấy cái nến 10 15 phút 1 giờ này phân tích làm sao ra kỹ thuật, nó ra hình thù gì đâu mà phân tích kỹ thuật, đúng không? Bây giờ mà kêu ngồi kể trên live giống như mấy anh pro trên mấy hội nhóm, mẹ kể cỡ nào mình kể không được, nó đi xong rồi mới kể à. Đó giờ nó break out ra rồi, nó có xu hướng tăng, nó nhìn con nó giống tăng không? Đó nó tăng được hai cái nến, mỗi cái nến 1 giờ nó tăng lên, rồi cái nến tiếp theo, cái nến cái giờ thứ ba là thành cái nến đỏ, có nghĩa là cái nến 4 giờ nó sẽ quyết định được là cái nến này tăng hay giảm. Nếu như mà kết thúc cái nến 4 giờ này lỡ vào lúc 11 giờ tối nay nè. 11 giờ 4 này, 11 giờ tối nay nó mà ra thêm một cái nến xanh nữa và nó có xu hướng tăng bay qua cái đỉnh này. Cái nến tiếp theo của cái nến 4 giờ này nè. Mà nó có xu hướng quay ngược đầu lên mà nó tăng qua cái đỉnh này thì chắc chắn mình sẽ nhảy vào, mình mua ở trên cái vùng đỉnh này luôn, mình đặt trước lệnh luôn. Nếu như nó dính thì mình tăng, không thôi, mình bỏ. Bởi vì khi mà nó làm thêm một cái nến thứ hai nữa mà quay cái đỉnh thì mình chắc chắn là nó sẽ chạy đâu đó trên vùng như này. Sau đó nó sẽ có một đợt giảm nữa để nó loại bỏ bớt mấy thằng timer. Nó sẽ có xu hướng đi lên tiếp. Đại khái nó là như vậy, đại khái nó là như vậy, cho nên là nếu như mà các bạn xác định được là mình đầu tư vào thị trường với lại xu hướng là dài hạn, trung hạn và lướt sóng thì phải xác định được cái sự dài hạn là nó chu kỳ của nó kéo dài trong bao nhiêu lâu. Bởi vì chúng ta đang chơi một trò chơi tài chính thì chúng ta phải hiểu được là muốn chiến thắng thị trường này chúng ta phải bám theo cái mập, như hồi nãy mình vẽ cái hình đúng không? Mình vẽ cái hình thì mọi người phải thấy rồi. Chúng ta phải đi vào những cái vùng lớp da của cá mập để chúng ta bám trên lưng của nó ký sinh lên. Hãy làm những con cá ký sinh lên cá mập chứ đừng làm những con cá bơi vô trong họng của con cá mập. Bơi vô trong họng của nó thì nó ị ra sau là mình chết hết. Ra thành phân hết. Bị nó ăn mục xương. Cuộc chơi nó là như vậy, bị nó ăn mục xương mà nói mọi người là không có đường về. Không biết chơi, nhảy vô chơi là không có đường quay đầu luôn. Đó, đó, nhìn cái nến thấy nó sợ lắm. Cứ cắt lời kiếm tiền, nhét vào túi trước rồi để tiền nó
tiền trong túi là tiền của mình. Đó này ông, bây giờ qua nhìn thằng Bitcoin nè, thằng Bitcoin nó giật cái râu về đây không đó, nó lên ngược lại rồi mà ông nội này chưa có xu hướng quay ngược lại. Thì đây chỉ là những con sóng đẩy của nó thôi, những con sóng đẩy của tụi cá mập, nó muốn đẩy lên để thu hút người ta vào thôi, nhưng mà rất tiếc là tầm này người ta không vào, cho nên là nến của nó không đủ lực để nó đẩy. Bởi vì sao người ta không vào thì các bạn cần phải nhìn lại bao quát toàn bộ thị trường. Thì mình sẽ kéo cái này qua đây cho các bạn nhìn, mình sẽ kéo cái này qua đây cho các bạn nhìn. Đây là bao quát toàn bộ thị trường. Mình hay nhìn đến 15 phút để mình xác định được cái volume giao dịch của tụi nó. Thì các bạn nhìn vào đây, các bạn sẽ nhìn thấy được những cái con hàng mình đang quan tâm. CLR là mình kêu các bạn mua nè, CTSI là mình kêu các bạn mua nè, GTC là con hàng mình đang ôm nè, MAX là con hàng mình kêu các bạn mua nè, mình cũng đang ôm. Và một thằng Ethereum nữa là mình cũng đang ôm. Ở đây là toàn bộ những con hàng mà đang có trong danh sách của mình ôm hết. Để các bạn nhìn thấy không? Bởi vì sao mà thằng GTC ở đâu rồi? Ở bên này cũng có. Thằng CTSI này nó đang tăng xong rồi đột ngột nó lại giảm. Thì chúng ta phải nhìn lại bao quát thị trường. Cái nhất nhìn ở đây là nhìn cái gì? Nhìn thằng Bitcoin. Tại vì thằng Bitcoin là nó đang có những cột tăng và nó làm một cột giả, giảm giả, sau đó nó lại rút lâu ngược lên lại. Nhưng ở đây chúng ta có hai thằng ông nội, ba thằng ông nội là không tăng. Là ba thằng nào? Một là thằng CLR này, có nghĩa là ở đây không có volume giao dịch của những con cá nó đi FOMO, con cá nó đẩy sóng. Ở đây đang là volume giao dịch của những người chơi, nhà đầu tư nhỏ lẻ với nhau. Phần lớn volume giao dịch xuất hiện là từ bên future. Còn volume mà giao dịch mà trade holder rất ít, rất bé ở trong những cái giai đoạn như thế này của con CLR này. Một con. Tiếp đến, anh thứ hai, anh CTSI, con này mình vừa nhảy vào ăn được cái sóng đẩy của nó rồi. Ăn được cái sóng 1 giờ của nó nè. Hai cái sóng 1H1 này là mình lượm được hai sóng rồi. Đó. Thì thằng này là thằng thứ hai và thằng này là thằng Max. Thằng này mình ôm dài hạn. Là thằng thứ ba, ba thằng này đều không có xu hướng tăng. Đều không có xu hướng tăng. Nhưng mà nhìn vào toàn cảnh thì mình sẽ thấy có hai anh chàng đang tăng rất là mạnh, đó là anh Bitcoin và anh Ethereum. Ethereum mình nói mọi người là nó sẽ lập đỉnh trong chu kỳ này, nó phải lên 8.000 đến 12.000 đô cho mọi người coi. Thì thằng Ethereum này nó đang vượt ngoài tầm kiểm soát của thằng Bitcoin. Có nghĩa là thằng Bitcoin nó đừng tăng cũng đừng giảm, mà nó chỉ cần đi ngang như cái kiểu này thôi là thằng Ethereum này nó sẽ bật lên. Nó sẽ bật lên, đó, nó sẽ bật lên. Thấy không? Nhìn ở đây, nhìn tổng quát ở đây nè, nhìn cái nến 1 giờ là sẽ thấy rõ nè. Đây. Nhìn là ông nội này đang đi ngang, ông nội này đang đi từ từ là đà lên. Còn ông này chỉ có cắm đầu đi xuống. Ông này cũng đang đi ngang. Nhưng mà ông này nó lại đi lên. Đi lên như thế này mới gọi là đi lên nha, còn đi như ông này vẫn chưa là gì cả. Còn những cái cây nến này là cây nến đẩy sóng thôi. Đẩy sóng tìm FOMO thôi. Không ăn thua. Đó. Nhìn vào không? Thằng này lên, thằng này xuống, thằng này lên, thằng này đi ngang. Thằng này lên, thằng này ngang. Thằng này lên, thằng này là đà đi lên. Đâu lộn, thằng này ngang, ba thằng này ngang với nhau, đi cùng nhau hết. Thằng này lên từ từ, thằng này là nó bay luôn. Như thằng này gọi là bay nè, thằng Ethereum này gọi là bay. Nó bay từ 3.900 đô mà lên gần 4.900 đô là lên 1.000 đô rồi. Mà 1.000 đô mọi người biết là nó tăng bao nhiêu phần trăm của con Ethereum từ bữa đến giờ rồi. Mười phần trăm, 20%, 30%, nó tăng 30% rồi nhưng không ai để ý tới nó, tại vì mỗi ngày nó chỉ tăng à, mọi người nhìn thấy là mỗi ngày nó tăng có 15%, 3%, 2%, ngày nào nó cũng tăng nhẹ, 2, 3, 4, 5% hết, bởi vì những cái phần trăm tăng nó quá nhỏ như vậy, cho nên là người ta không để tâm đến nó. Còn những nhà đầu tư lớn, mình nói mọi người nghe nha, những nhà đầu tư lớn người ta luôn luôn tích trữ Ethereum, Bitcoin. Là hai thằng đồng, hai cái thằng Bitcoin và Ethereum này, những thằng cá mập lớn nó luôn luôn cất trữ trong ví một số lượng lớn. Nó gom là gom những con này. Còn ba cái con CLR, CTSI, MAX, GTC này bé lắm, không ăn thua. Tại vì nhìn vào cái market cap của thằng GTC này á,
nhìn vào cái market cap của thằng GTC này đâu rồi nhà, mình lưu nó đâu nhà. Nhìn vào cái market cap của thằng GTC này nó có 200 triệu. Đâu rồi? 236 triệu đô. Tổng vốn hóa thị trường của thằng GTC này. Mà 236 triệu đô thì ăn thua gì với cái thị trường này? Không ăn thua gì hết đó. Nó đi gom là bây giờ nó chỉ cần bỏ 100 triệu đô ra thôi, nó đẩy một con sóng rồi là con này lên 50%. Có nghĩa là nó bỏ 200 triệu đô nó đẩy phát thôi là con này lên gấp đôi. Lên gấp đôi. Đẩy cái sóng lên gấp đôi. Để bữa là tụi mình hên đúng không? Tụi mình hên một cái là tụi mình bẫy vô, tụi mình bắt được con sóng đẩy của nó. Đỉnh luôn. Ăn được con sóng đẩy của nó đỉnh luôn. Đó là tụi mình, cái thứ nhất là tụi mình hên, cái thứ hai là mình bắt mạch được đúng lúc, đúng thời điểm. Chia sẻ cho mọi người cái kèo này ăn ít hai là gọi là, một là hên, hai là có một chút hiểu biết nữa. Chứ đừng có nghĩ mình giỏi, mình hay, mình nói mọi người đéo ở đây không có thằng nào giỏi, thằng nào hay hết á, thằng nào hên thôi. Thằng hên và thằng lì thôi. Thằng hên thì bớ phải tát phải rùi, còn thằng lì thì chắc chắn là sẽ sống. Còn ở đây không có nào giỏi, nào hay, đừng có hiểu lầm. Mình không có giỏi, không có tài lanh, không có hay ho gì đâu. Đó, từ lúc nó lập cái đỉnh nó rơi đến ngày hôm nay là 35% rồi nè. Thì có nghĩa là mọi người phải hiểu là những cái con hàng nó nhỏ bé như thế này á, thì chúng ta chờ đợi điều gì? Chúng ta chờ đợi thằng nào nó, thằng cá mập nào nó thương tình đó. Thằng cá mập nào nó thương tình, nó nhảy vô, nó đẩy phát, thì chúng ta kiếm được ít 2, ít 3 tài khoản. Nếu nó thương nha. Còn nó không thương thôi, xác định luôn là độ má cứ ngày nào cũng vô chờ đợi rủ bỏ lòng thương. Bây giờ vẽ Elliot để xác định sống, đúng không? Nếu mà nói về con GTC, con hàng mà đang ôm nhiều nhất này, bây giờ mình vẽ sống Elliot, mình sẽ vẽ như thế này. Mình sẽ vẽ như thế này. Sống Elliot. Rồi, bây giờ ra con sóng Elliot chưa? Ok chưa? Đó. Nếu như mà con sóng Elliot này mình vẽ đúng, với điều kiện mình vẽ đúng, bây giờ mình kéo cái Fibo để mình coi được cái đáy. Mình xác định được cái đáy số 4. Nhằm xác định cái số 2 trước chứ chưa có đây số 4 bị ảo. Rồi, xác định cái đây số 2 thì cái đáy số 2 này nó sẽ rơi ở vùng 16.878 đô hoặc là 19.235 đô, nhưng mà 19.235 đô nó đã gãy. Và khi nó gãy ở cái vùng 19.235 đô này thì nó xuất hiện một cây nến tăng. Có nghĩa là ở cái nến này nó chỉ là xác lập lại những con sóng nhỏ trong cái Fibo điều chỉnh lớn này. Thì nếu mình canh cái đáy của con sóng 2 này nó rơi ở ngay đây, đại khái là tầm 15 đến 16 đô. Và đáy cuối cùng của nó là đáy 13,962 đô. Khi mà nó lũng cái đáy này, khi mà thằng GTC nó lũng cái đáy này về dưới vùng 13,92 đô, có nghĩa là nó về dưới 14 đô. Khi thằng GTC này rơi về dưới quá 14 đô, mình bắt buộc phải cắt lỗ. Mình bắt buộc phải cắt lỗ. À, cắt lỗ đây có nghĩa là mình cắt lỗ trên lời chứ không phải là mình lỗ nha. Mình cắt lỗ trên lời. Mình bắt buộc phải cắt lỗ. Bởi vì khi mà nó đã đi như thế, có nghĩa là nó nằm ngoài cái dự toán của mình về con sóng này, là mình dự tính sai. Và nó không hề xác lập một con sóng nào cả, mà nó chỉ là một đợt bơm thổi của tụi cá mập thôi. Và một đợt bơm thổi của tụi cá mập thì nó sẽ đi như thế này. Mình không thể nào mình bỏ tiền của mình treo tòng ten ở đây để mình đợi ngày này qua ngày nọ, để mình đợi một ngày đó nó đẩy lên đây. Không thể nào. Không thể nào được. Bắt buộc là hiện tại mình vẫn còn đang nắm giữ nó, nhưng mà với điều kiện là nó phải nằm ở trên vùng 14 đô. Khi mà nó rơi về quá dưới quá 14 đô, mình bắt buộc mình phải cắt. Mình sẽ cắt lỗ, nhưng là có nghĩa là cái lợi nhuận mà mình kiếm từ con này nó sẽ bị ít đi lại, nhưng mà nó sẽ mang lại cho mình được cái sự an toàn. Và an toàn ở đây nó sẽ là tiền của mình, nó sẽ về lại túi của mình, và mình sẽ đi kiếm con khác mình đầu tư. Mình không vội.
Còn nếu như mà mình không biết cái gì về thị trường mà mình cứ để cho nó lạc trôi như thế này á, lạc trôi như thế này á, thì mình cũng không biết được là tương lai là mình sẽ kiếm được lợi nhuận hay là mình lỗ luôn. Bây giờ không xác định được, cái nó chưa có đi một cái sóng nào gọi là xác lập sóng hết, cho nên bây giờ nó thích thì giờ nó đi lên đây, không thích thì giờ nó đi xuống đây. Mình không lẽ mình bỏ tiền vào để mình phó mặc cho hên xui như thế này đâu được, không được. Bởi vì khi mà chúng ta đi đầu tư á, mà chúng ta đầu tư theo phó mặc cho hên xui thì chúng ta không bao giờ kiếm được lợi nhuận từ thị trường này. Ít hay nhiều thì chúng ta đều cần phải biết đó là thị trường này nó chạy dựa trên cái gì, và chúng ta cần phải biết được là điểm nào là chúng ta nên vào hàng và điểm nào chúng ta nên nhảy ra. Đôi lúc chúng ta bị lỗ 10%, 20%, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận lỗ. Chấp nhận lỗ ở đây có nghĩa là chấp nhận lỗ bởi vì chúng ta biết là chúng ta có thể lỗ nhiều hơn nữa, lỗ tới 50 đến 60%, và chúng ta sẽ lấy cái phần lỗ đó bằng cách là chúng ta sẽ đi tìm con khác để chúng ta đầu tư vào, chúng ta gỡ cái phần lỗ đó. Bây giờ mình nói mọi người ví dụ thêm một con nữa cho dễ hình dung luôn nè. Con này là con có kêu gọi mua trong nhóm. Đây, em xú xì, khá là thất vọng về con hàng này. Lúc mình kêu anh em mua trong nhóm, đó là lúc mà nó đang có thị trường, nó đang FOMO. Đang FOMO tụi Decentralize, tụi tiếng Anh đọc như nào để em nhớ. Tụi gì nhỉ? Đâu rồi? Tụi tụi tài chính phi tập trung á, đi 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 Decentralized Exchange gì nè. Đó, tụi này nè. Đây nè, đó, tụi tài chính phi tập trung này có Sushi Swap này, thấy không? Uniswap, Sushi Swap rồi tụi Pancake Swap để chơi con rác đồ nè, kiểu vậy. Thì tụi tài chính phi tập trung này lúc đó nó đang có trên tăng, cái ROI tăng của nó thời điểm đó là đang là hơn 10%. Thì khi mà thị trường nó đang có trên tăng vậy thì mình và cô Tèo sẽ nhảy vào, kêu anh em mua, kêu anh em mua. Và điều mà tụi mình không dự đoán trước được á, có nghĩa là kêu anh em mua ở ngay vùng này và sau đó nó không còn chen tăng nữa và gọi là gần như là bị chia đôi tài khoản. Đó là sai lầm duy nhất trong nhóm mà từ lúc mình bắt đầu lập nhóm đến giờ mình kêu gọi anh em, cứ xác định xác lập có nhớ không? Mình luôn luôn nói là con này là con mà mình bị sai lầm khi kêu anh em vào mua. Bởi vì khi mà cú tèo kêu anh em vào mua là nó đang nằm ở đây nè. Đó. Thì mình và cú tèo đều có thảo luận trước rồi và thấy là nó đang có chân tăng nên xác định kêu anh em vào mua, bởi vì mua được ăn những con sóng tăng của nó ở trên vùng 16 với 78 đô như thế này. Nhưng mà nó bị gãy chen. Cái chen gãy của nó là bởi vì cái thứ nhất là thằng Bitcoin lúc này nó bị rơi từ 69.000, nó rơi dần dần về 50 mấy nghìn như mấy ngày nay anh em chúng ta thấy. Nó bị gãy cái chen tăng là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó ra một cái thông tin để hợp thức hóa cái sự việc giảm mạnh như thế này của thằng Sushi, đó là mấy thằng dev nó chửi nhau, mấy thằng dev ở trong đội tạo lập của nó chửi nhau và sa thải nhau, nó hợp thức hóa những cái sự gãy này. Bởi vì lúc mà thằng Sushi này nó đang gãy trên tăng thì ở ngay chỗ vùng này á là vùng 11 đô cho tới vùng 9 đô này, là lúc này là mình đang ở trong cái hộp này nè. Thì lúc mà trong cái hộp này là mình phải quyết định được là liệu là mình nên nắm giữ con này để mình chờ đợi những cơn sóng phục hồi của nó về để mình gỡ lại lợi nhuận không. Bởi vì từ đây đi xuống đây là mình đã lỗ phải hơn 10%, gần 20%, mình lỗ khá là nặng con này. Thì ở trong cái hộp này thì mình bắt buộc mình phải quyết định là mình tiếp tục nắm giữ nó hay là mình nên đẩy nó ra. Bởi vì khi mà mình đã quyết định cắt lỗ nó ở trong cái khuôn hộp này thì mình phải mang cái hộp này mình đắp vào những cái hộp khác. Mình đắp vào những cái hộp khác. Đến 4 giờ đúng không? Đây, đến 4 giờ đây. Đây. Mình đang ở trong cái hộp này nè. Đây. Đang ở trong cái hộp này. Thì khi cái hộp này, cái hộp lỗ mình bị âm 20% BNL, 20% lợi nhuận. Thì mình phải quyết định một trong hai quyết định của mình, một là cắt, hai là gồng, gồng tới chết.
Mà một khi mà đã quyết định cắt thì mình phải cắt từ trên này, chứ mình không cắt ở dưới này. Mà một khi đã quyết định cắt nó ở trên này thì mình phải xác định được là thị trường nó đang có xu hướng gì. Thị trường nó đang có xu hướng. Bởi vì nếu như thằng Bitcoin nó rơi về cái vùng này mà mình không xác định được là thằng Bitcoin liệu nó sẽ rơi về tầm bao nhiêu. Thì lần trước mình có phân tích cho mọi người nghe là thằng Bitcoin nó đang đi chuẩn sóng Elliott, cho nên là mình biết là những con sóng nhỏ này nó chỉ đang là trong con sóng điều chỉnh 4 thôi, tại vì nó còn một pha tăng trưởng 5 nữa, đúng không? Còn một pha tăng trưởng 5 nữa. Nó còn một pha tăng trưởng 5 nữa. Thì có nghĩa là mình đang bị lệ thuộc vào những con sóng nhỏ điều chỉnh của thằng Bitcoin. Mẹ mày vẽ lắm mê lốt vậy. Đúng chưa các bạn? Mình đang bị lệ thuộc vào những con sóng nhỏ của thằng Bitcoin, trong khi thằng Bitcoin nó chỉ rơi có 10 đến 20% thôi, mà cái con á lộn vài phần trăm thôi, mà con hàng mình ôm nó là rơi 20% giá trị. Thì có nghĩa là nếu Bitcoin nó chỉ cần rơi thêm 10% nữa thì mình con hàng của mình phải rơi đến 50 chia đôi. Thì mình phải xác định được là cái đáy của cái thằng điều chỉnh 4 này nó nằm ở đâu. Thì các bạn, như các bạn nhìn trên biểu đồ, các bạn nhìn thấy là mình vẽ cái hình này từ lâu lắm rồi, chứ không phải là đến bây giờ mình mới ngồi mình vẽ từ lâu lắm rồi. Và mình đã có nói với mọi người trước là xu hướng Bitcoin sắp tới nó di chuyển như thế nào, mình cũng đã có nói đó. Bây giờ ở cái chỗ này nó bị cái là hai cái đỉnh này là nó bị thằng cá mập là nó đang làm trò nè, hai cái đỉnh này là bị cá mập đang làm trò này. Bởi vì ở đây là ngay chỗ cái đỉnh này là tụi cá mập nó đang đẩy sóng để nó lừa dân chúng đó. Nó lừa chúng ta tưởng là con sóng này chuẩn bị con sóng năm chạy ngay, không phải, nó bị lừa. Thì khi mà mình xác định được cái đáy số 4 này á thì mình mới nghĩ là nếu như mà thằng Bitcoin nó mà rơi về cái vùng đáy này, ngay cái chỗ mình vẽ ngay đây nè, thì ở Bitcoin rơi về 53.000 thì thằng Sushi này nó rơi về bao nhiêu. Thì khi mà mình đang ở trong cái hộp này nè, thì mình nghe mình đi tìm thông tin thì mình thấy được có một thông tin là thằng Sushi này nó tụi tao lập nó đang làm trò, nó đẩy giá xuống để nó gom hàng. Thì một khi mà nó đẩy giá mà theo cái hình thức mà Bitcoin đang có điểm rơi mạnh như thế này nữa thì chắc chắn con này nó sẽ bị chia đôi. Thì đó, nếu mà mình giữ lại nó đến bây giờ là mình bị chia đôi luôn, mình không có cơ hội luôn. Bắt buộc mình phải cắt lỗ ở đây. Mình đang phân vân cắt lỗ hay không thì mình đọc được một vài tin tức xấu về nó thì mình quyết định cắt lỗ thôi. Mình cắt lỗ con này thì mọi người cũng thấy là mình nhảy vào mình kêu mọi người lướt những con hàng gì, Mana, Sen, FTM hay này nọ, từ bữa giờ lướt con hàng nào cũng chưa có con hàng nào lỗ, con nào cũng lời đó. Chỉ có con CTSI là cu tèo gọi, con CLR là cu tèo gọi, là hàng trung hạn, hàng là đi khung khung lớn, đi theo tuần. Còn mình mà kêu lướt sóng một hai ngày là từ từ bữa giờ là mọi người thấy là mình chưa có lỗ con nào, đúng không? Thì mình phải lấy những, mình phải bắt buộc mình phải cắt lỗ con này để mình nhảy qua những con khác mình gỡ lại. Và hơn một cái nữa là mình chụp được con sóng chạy của thằng GTC, không những gỡ lại mà mình còn lợi nhuận được nhiều hơn nữa, vượt quá mong đợi. Thì khi mà cái lợi nhuận của mình vượt quá được mong đợi rồi thì bây giờ mình đâu có cần thiết phải nhảy ra nhảy vào cắt lời cắt lỗ làm gì cho nó mệt, bởi vì cái kỳ vọng trong tháng này của mình nó đã đạt được rồi, thì việc của mình bây giờ là ngồi im nhìn. Thì khi mà cái dòng tiền của mình trong trong cái lúc mà mình quyết định mình ngồi im để mình coi dòng chảy của thị trường, thì mình sẽ chia vốn của mình ra nhiều phần. Chia vốn của mình ra nhiều phần. Vì sao chia nhiều phần? Vì cái thứ nhất, khi ở trong nhóm ai cũng biết là mình kêu mua con này ở ngay cái cột này, đúng không? Ngay cái cột này nè. Đó, 12 phẩy mấy đô. Tụi mình đi ngủ một đêm dậy nó dựng mấy cột, đúng không? Chúng ta ăn được ít đôi và ít 2,5 lần. Thì biết, mọi người biết vì sao mình kêu mua con này không? Bởi vì như thế này nè. Đó, mình cũng ngồi mình kể trên live nè. Nó tích lũy quá lâu rồi. Nó tích lũy giờ kéo trên live từ mệt mỏi luôn, tích lũy quá lâu. Khi mà mình vô tình mình thấy được một vài tin tức về nó á, mình ngồi mình nhìn cái trên live này mình thấy nó, mình ngồi mình đợi. Mình đợi trước khi mình coi anh em mình, trước khi mình kêu anh em mua là mình ngồi mình đợi trước. Mình đợi mất mấy đâu cả ngày trời á, mà trong lúc mình đợi mình rất là sợ. Sợ là sợ mình bị mất ăn. Cho nên là ngay chỗ cái vùng giá 10 đô này
10 đô này là mình đã mua một ít rồi, mình mua một ít mình giữ vị thế, mình mua cỡ 500 đến 1000 đô mình giữ cái vị thế trước. Lỡ mà nó có vụt lưu mình không kịp gọi anh em thì mình cũng không bị mất ăn. Mà nó có giảm về thì cũng một mình lỗ anh em cũng không sao. Và mình đã chờ đợi cho đến khi mà nó break out ra khỏi cái trendline và có xu hướng tăng và những cái volume đột biến của nó xuất hiện. Thì mình bắt đầu vào nhóm kêu anh em mua, thì mình là mình mua dưới 10 đô và anh em mua trên 12 đô trở lên. Nhưng mà chúng ta đi ngủ một đêm thì chúng ta cảm thấy tài khoản ngủ dậy mở mắt ra thấy tài khoản ít 2,5 lần. Đúng không? Toàn bộ tất cả chúng ta ai cũng đi ngủ về ngủ dậy có lời hết toàn bộ luôn. Nhưng mà mình nói mọi người nghe nha, đó là chúng ta may mắn bởi vì sao? Bởi vì khi nó break out ra khỏi trên line nó vẫn có xu hướng break out giả là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta may mắn chúng ta mua nó vào buổi tối. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta mua vào buổi tối cho nên là mẹ tụi mình đi ngủ hết. Đéo thằng nào thức hết. Đúng không? Đi ngủ hết, mở dậy thấy tài khoản là nó tăng xong cái cột này là 24 đô rồi. Đúng không? Toàn bộ anh em gần như chốt ở vùng 24 đến 25 đô. Đúng chưa? Bởi vì tụi mình đi ngủ cho nên tụi mình mới ăn được ít hai cái con này nha, mình nói thiệt. Để nó điêu đâu. Anh em có công nhận mình không? Tụi mình hên có ba cái hên ở đây. Cái hên thứ nhất là mình xác định được con này nó có khả năng tăng, đó là cái hên thứ nhất. Cái hên thứ hai có nghĩa là mình đã giữ vị thế của con này ở dưới 10 đô rồi, cho nên nếu như nó có giảm thì mình cũng không sợ, mà nó có tăng lên nữa mình cũng không sợ mất. Cái thứ hai, cái đó là hai cái tự tin là cho mình gọi anh em là mua. Cái thứ ba là khi nó mình thấy nó có những cái volume giao dịch đột biến, có nghĩa là nó rải một cái tường lệnh mua vào gom con này rất là lớn. Khi mình nhìn ra được cái điểm đó là mình kêu anh em là bằng mọi cách là phải mua hai con này cho bằng mọi giá, con này và con Max, đúng không? Bởi vì sao mua hai con thì mình khỏi giải thích. Nhưng mà nói chung là mình kêu là chia 7 phần ra mua con này, 3 phần ôm con Max. Con Max chỉ là con hàng ăn ít, ăn sỏi thôi. Con này mới là con chính. Nhưng mà mình kẹp thêm con Max vào, tại vì hai con hàng Web3 này thì mình sợ là một trong hai con nó sẽ có một con tăng. Nhưng mà mình tự tin con này tăng nhiều hơn nên mình kêu anh em là 7 phần mua con này, 3 phần mua con Max. Thì con Max là ai mua 16 đô thì lúc mà nó lên 21 đô kịp chạy chốt lời được là cũng kiếm được rồi. 30%. 30%. 30% rồi đó, trong ít đâu nha. Con Max từ lúc mình kêu mua đến lúc mà nó lên 20 21 22 đô là ăn 30% rồi đó. Ai mà lanh là chốt rồi, còn ai không lanh giờ ngồi gồng tiếp, gồng đợi đi. Kiểu gì nó cũng bay lên lại thôi. Thì lúc mà mình kêu anh em mua con này là có hai cái đó, là hai cái may mắn. Cái may mắn lớn nhất để quyết định được chúng ta kiếm lợi nhuận từ nó là gì, là đụng má chúng ta mua vào lúc đi ngủ. Anh em tụi mình mua lúc đi ngủ thì mày thế nó mới độc. Còn mình cam đoan mọi người luôn nha, không phải là riêng các bạn đâu, bản thân của mình luôn, mình hay là các bạn mà mua lúc mà chúng ta còn thức á, thì chỉ cần ví dụ như chúng ta mua lúc 12 đô là ngay đây đúng không? Ngay đây đi, chúng ta mẹ gọi hay hơn gọi mua ngay cái đấy, ngay đây luôn. Chúng ta mua ngay cái vùng này. Nếu mà chúng ta còn thức nha. Chúng ta mà còn thức á là khi mà nó tăng hai cái nến này rồi, có nghĩa là lên đây là chúng ta đã ăn được 50 đến 60 70% gì rồi. Thì khi mà chúng ta có 7% lợi nhuận ở trong cái vùng này á, kể ra cái biết liền cái gì đây nè, 50%, chúng ta lời được 5% á, cái nến 1 giờ tiếp theo á là đủ, mà nó là một cái nến đỏ đúng không? Mà theo 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 những lý thuyết, những cái nến mà cái nến đỏ mà nó như thế này nè, thì không không những là các bạn sợ mà mình còn sợ mình sẽ nhảy luôn, nhảy thuyền ở ngay đây. Đụng má, cái nến đỏ này đó là một cái nến thể hiện xu hướng giảm, thể hiện cái xu hướng giảm, đóng nến lại và cái nến này là xu hướng giảm.
mình chỉ quyết định quay về mua lại nó khi nào cây nến xanh này nó phải đi qua gấp đôi cây nến đỏ này, có nghĩa là mình sẽ mua lại nó ở đây. Mình lời được nha, mình nhảy ra nhảy vào vậy mình, các bạn thấy nó đâu có được bao nhiêu đâu, đúng không? Mua ở đây mà để im trên này thì nó mới lời được nhiều, chứ mà mua ở đây cắt ở đây rồi lại nhảy vô mua ở đây thì thật ra nó chả được bao nhiêu lợi nhuận hết. Mà hơn cái tụi mình đi ngủ, cho nên là ổ má tụi mình quên mẹ nó luôn, cái nến này luôn, rồi mình đéo biết luôn. Mình mở bát ra mình ngủ dậy mình vô mình thấy nó tăng đâu lên 25 đô, 25 đô. Lúc mà nó tăng lên 25 đô bắt đầu mình ngồi mình nhìn lại con sóng của nó, mình nhìn cái volume giao dịch, mình nhìn lại những cái volume giao dịch để mình xác định được cái vùng, cái target mà mình kỳ vọng. Mà khi mà mình đéo vẽ kỹ thuật cái gì hết, đúng không? Những con chạy như thế này mình đó, lúc mà mình ngủ dậy mình thấy cái đỉnh nó như thế này thì cái vùng kỳ vọng của mình là nó phải ở trên 34 đô, mình phải chốt. Nhưng mà mình nói với các bạn rất là nhiều rồi, cái từ target có nghĩa là, cái từ target có nghĩa là cái mục tiêu mà chúng ta hướng đến có nghĩa là nó nằm ở trên 34 đô này. Nhưng mà target 34 đô không có nghĩa là 34 đô chúng ta mới bán. Phải hiểu về cái bản chất của nó. Chúng ta hãy lựa chọn bán ở những vùng an toàn, có nghĩa là từ 24 đô cho đến 34 đô thì chúng ta phải bán dần dần từ đây bán lên để tối ưu nhất cái lợi nhuận có thể. Bởi vì ở trong cái vùng giá này chúng ta không bao giờ nắm được là nó sẽ chạy đến chỗ nào và nó có bắt đầu xu hướng giảm, không bao giờ chúng ta biết được, không bao giờ, never biết luôn. Không bao giờ biết được. Chỉ cần cái mập nó làm một cục như thế này thôi là bà con là nhảy thuyền hết rồi. Các bạn phải hiểu nha. Hôm nay ai mà coi live phải nhớ nha. Chứ đừng có vô nhóm mà hỏi những cái câu ngớ ngẩn nữa là mình chửi cho, đừng hỏi tại sao. Hồi chiều mình có post bài mình gửi, mình ghi TG là 50 đô, có ông nhảy vô trong tele hỏi là TG là thời gian hả anh? Mình ghi TG 50, anh nhảy vô anh hỏi mình TG là thời gian là 50 hả? Thời gian 50 là 50 gì? 50 phút hay 50 ngày hay 50 giờ hay 50 năm hay 50 tháng? Vậy mà cũng nghĩ ra được cái chữ TG, viết tắt cái chữ TG, nghĩ ra thời gian, có nghĩa là cái nhất là không coi mình live stream, cái thứ hai không chịu học, cái thứ ba gần như là chưa coi clip nào mình, tại vì nếu coi clip của mình phải biết TG có nghĩa là gì, TB có nghĩa là gì, TG có nghĩa là target. Hồi nãy các bạn hỏi đúng không, sẵn đây ngay chỗ đoạn này tạm dừng cái đoạn này lại một chút, mình giải thích một vài từ cơ bản luôn. Lần trước mình đã có giải thích rồi chứ không phải là chưa đâu nha. TG mẹ nó, chuẩn bị qua tháng có thằng em ruột mình, nó thằng nhóc nó đầu tư chung với mình, nó tặng cho mình cái bàn phím với lại cái camera xịn hơn rồi. Bữa giờ mình kéo nó, mình chưa kéo nó được về bờ nữa, từ lỗ nó lời không à. Ủa má, nó gửi tiền cho mình đúng ngay lúc mình mua sushi miếng phiêu luôn. Nhưng mà bữa giờ kéo nó về gần về bờ rồi. Đợi đi em, con này lên 20 đô hai anh em mình đi nhậu. 20 đô thôi, tại vì số lượng của mình nắm giữ con này bây giờ nhiều rồi. Tí nữa mình sẽ nói các bạn thêm nữa là chúng ta tích trữ con như thế nào. Nhân số lượng con lên nó mới quan trọng, chứ đừng có nhân số lượng đô. Tí nữa các bạn nhớ comment, nhớ nhắc mình cái đoạn mà tích trữ con nha. Thì mình sẽ nói lại, còn bây giờ mình sẽ nói những cái từ ngữ phổ thông, xong rồi mình sẽ nói tiếp về cái target. Tí nữa anh em nhớ nhắc mình cái đoạn mà tích trữ số lượng con. Nói chung là làm sao để cái số lượng con nó tăng lên. Target TG là bằng target nha. Target có nghĩa là mục tiêu, mục tiêu mình hướng đến. Rồi nhớ nha, đụng mấy thằng nào mai mốt thằng nào mà lên trên group mà hỏi tao từ TG là gì nữa, tao block, tao kích ra khỏi group, đáng chịu quá. Nếu chịu học thì tao kích, chứ tao không có giữ mấy thằng lười học mà cứ bám râu là tao không thích. Mục tiêu tao lập ra group là để muốn toàn bộ anh em tiếp thu được kiến thức, hiểu được giá trị của cái thị trường, kiếm được lợi nhuận từ nó, chứ không phải lập ra group là anh em mua con này, anh em mua con kia, mãi mãi vậy. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Một thời gian nữa tao với cô Tèo không gọi con nào nữa. Chỉ kêu, con này. Ví dụ như kêu GTC kìa anh em, thì anh em phải chạy vào tự đo, tự nhìn, tự tìm hiểu là nên mua con này ở giá nào và nên bán ở giá nào. Chứ không có bao giờ có chuyện là mua con này đi anh em, bán ở giá này, entry ở giá này. Sau này không bao giờ có chuyện đó nữa nha. Ai mà không học thì đáng chịu, thụt lùi lại.
Nói chung group anh tạo ra anh không có sợ thiếu người đâu. Bây giờ 400 người đúng không, mà không chất lượng tí tao buồn buồn tao, mà tao kích hết 200 người, tao để là 200 người thôi không được. Tại vì cái giá trị mà mình cho đi nhưng mà người ta không tiếp nhận ha, thì chả có lý do mình phải giữ lại. Tại vì cơ bản là toàn bộ những người ở trong cái hội nhóm nó không có ai mang lại một giá trị gì cho anh hết. Có Trường ơi, clip này livestream xong rồi nó sẽ tự đăng lên. Sau này là anh sẽ làm theo cái hướng là cứ tối là lên livestream là để lại clip thôi, chứ không có ngồi làm clip một mình như ba clip trước nữa. Làm clip như vậy nó có sự tương tác thì anh mới nghĩ được nhiều cái thứ để anh trả lời mọi người, chứ mà ngồi tự nghĩ ra để nói thì đôi khi anh nghĩ không ra cái đề tài để anh nói. Yên tâm đi, bây giờ cứ livestream xong là clip để lại hết, không có xóa cái nào hết. Ai mà khôn thì coi like thì được hỏi han, hỏi hỏi đáp này nọ, không thôi chịu. Thì cái giá trị mà toàn bộ những người trong group mang lại cho anh là chưa có, không có giá trị hết, còn phiền não thêm nữa, nói thiệt luôn á. Tạo ra group còn phiền hơn, hỏi nhiều, lười học, rồi hay xàm le nữa, đủ má hay xàm le lắm, hay nói chuyện tào lao. Mà cơ bản á, lập từ lúc gặp group là anh em được mấy người đăng ký qua cái link Binance của anh với cô Tèo hay là Huobi của cô Tèo, ít, cực kỳ ít. Cho nên lập group ra để ăn cái rep thì đéo có rồi. Cái thứ hai nữa là kêu giao dịch mua bán U, mà từ bữa giờ trong group ta chưa bán U giao dịch được cho ai hết, đúng không? Hiện tại là toàn bộ mục tiêu của ta sau này ta chưa thực hiện được cái nào hết. Cho nên thời điểm này một khi mà đã đưa cái giá trị ra là phải tiếp thu, còn không tiếp thu được thì bị loại khỏi cuộc chơi. Chứ đừng có nghĩ độ má ta tạo ra group sau này lên 1.000, 10, 2.000 người á hả, tôi lên tôi con kèo cái bắt đầu nhảy vô mua cho NG cho target không có đâu nha, không chịu học là sau này chắc chắn là sẽ kích bớt. Vài ngày nữa không tin mọi người nhìn cái số lượng thành viên đi. Thành viên bây giờ là 414, ta nói vài ngày nữa số lượng thành viên chỉ còn cỡ 300 đến 200 người thôi, không hơn được đâu. Ngày nào mà lười học chịu tiếp thu mà cứ bám 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 là tôi kết hết. Giá trị không có mang lại giá trị được cho mình. Mà mình trao đi giá trị còn miễn phí mà còn không chịu nhận thì mình không bao giờ mình chơi. TG là target là bằng mục tiêu. Mục tiêu có nghĩa là gì? Mục tiêu có nghĩa là mình đặt cái mục tiêu ở vùng đó, nhưng mà mình phải biết là cái vùng an toàn của mình nó nằm ở đâu. Là từ cái vùng an toàn là từ bao nhiêu cho đến bao nhiêu là mình sẽ chốt lời dần. Có nghĩa là ví dụ đặt target ở 34 đô thì từ 20 đô cho đến 30 đô là vùng an toàn mình bắt buộc phải chốt lời nha. Vùng an toàn là nó đi, nó phải tính từ 0786 này lên 168 nè, chứ không thể nào ngồi đợi con sóng nó đi đủ lên 168 để chốt lời đâu nha. Ngồi đợi vậy là chỉ có lỗ thôi, không có lời nổi đâu, không có tối ưu được đâu. Tí nữa nó sẽ nói tối ưu sau. Target có nghĩa là cái mục tiêu mình hướng tới, và mình phải xác định được cái vùng an toàn để mình hướng tới cái mục tiêu đó, mình chốt lời ở vùng nào. Thì tốt nhất là anh em nên trừ hao ra cái target là từ 12 đô mà lên 34 đô là x3. X3 đúng không? Thì khi x2 là anh em đã bắt đầu chốt lời dần theo theo cái cách mà phân bổ vốn của từng người. Mỗi người sẽ có một kiểu, còn của anh với của Tèo thì sẽ là 50 20 20 20 10. Nói chung là 100% cái chia dần ra. Chốt 50 trước, lấy lại cái vốn của mình trước đã, làm gì thì làm. Chốt 50% vốn của mình ở vùng 20 đô. Nó dựng cái cột lên 29 đô, chốt thêm 25% nữa rồi, thả 25% còn lại cho nó trôi. Nó trôi đến đâu nó trôi, nó muốn lên được, muốn xuống được. Target là mục tiêu. Mục tiêu không phải là cái điểm mà mình chốt lời, nên phân biệt kỹ TB bằng profit. Chốt lời. Khi nào mà anh con kèo mà anh kêu là NG 11 TB 20 thì đặt lệnh TB ở ngay 20. Tại vì đó là khi mà anh đã xác định được cái vùng mà nó sẽ chạm đến và nó có thể giật rau ngược về lại. Thì khi đó anh sẽ dùng từ TB. Còn dùng từ TG thì chắc chắn là phải trừ hao ra để chốt lời dần. Theo phương pháp quản lý vốn của từng người. Phải phân biệt rõ hai cái này nha. Hai cái này nó không có giống nhau đâu. Đừng có thằng nào hồi trưa thằng Thương giải thích cho anh kia kêu TB với lại TB với lại TG giống nhau là sai đấy. Rồi NG. NG thì nó luôn luôn có nhiều nhiều NG. Có nghĩa là cho mua từ 10 đô cho đến 12 đô. Nghĩa là ở trong cái phạm vi này, trong cái vùng giá này chúng ta có thể mua vào bất kỳ giá nào cũng được. 11,9 cũng mua được. Chứ không nhất thiết phải là 10 đô, cũng không nhất thiết phải là 12 đô. Cứ dưới 12 đô và trên 12 đô chúng ta có thể mua được. Tại vì sao? Tại vì cái mục tiêu mà chúng ta hướng đến nó là x3 lần. Mà x3 mà từ 10 đến 11, 12 đô nó lệch có 1 đô thì x3 của từ
ba cái da đó nó chả lệch bao nhiêu hết, thì chúng ta khi chúng ta xác định được cái sóng của nó chạy thì chắc chắn chúng ta phải nhảy vào, chúng ta mua liền, đúng không? Ví dụ vô tình mà mua từ 11,5 đô mà nó giảm về 10 đô cũng không thành vấn đề. Đợi đợi con sóng nó chạy, chúng ta sẽ có lời. Còn ví dụ như mà độ má kêu NG từ 10 đến 12 mà phải ngồi đợi cố cho đến về dưới 10 nó mua thì đó là sai lầm. Bởi vì sao? Bởi vì không xác định rõ được, bởi vì không xác định rõ được cái vùng mua nó là chính xác là cái vùng nào. Bởi vì có thể là khi mình vừa đặt lệnh mua thì nó sẽ có một đợt giảm nhẹ, khi mình vừa đặt lệnh mua nó có đợt tăng nhẹ. Bởi vì không có cái sự xác định rõ ở sự tăng giảm nhẹ đó, cho nên mình mới để cái NG lúc nào cũng bị lệch một vài giá. Giống như cái con XVS đúng không? NG là 22 đến 24. An toàn nhất chúng ta hãy mua từ 24, 30% vốn, mà khi nó về 20 chúng ta mua thêm 3% vốn nữa là 60. 40% vốn còn lại để phòng ngừa rủi ro, có nghĩa là khi BTC điều chỉnh về 52, 51, 50 nghìn gì đó, chúng ta còn 40% nữa là chúng ta DCA. DCA nó là khi nào nó lên thì chúng ta đã có lời. Về lại cái vùng chúng ta mua ban đầu là nó đã có lời rồi. Đừng có nói đến chuyện nó bay nhảy đâu hết, cứ về lại cái vùng chúng ta mua ban đầu 30% là chúng ta đã có lời rồi. Đó là phương pháp DCA. NG là xác định vùng mua, có nghĩa là trong phạm vi này chúng ta có thể mua bất cứ giá nào cũng được, nhưng mà phải mua theo phần trăm vốn đi xuống dần. Thứ ba là DCA, có nghĩa là tiếng Anh của nó là decrease. Từ đó là gì con quên con mẹ rồi. DCA là gì, cái từ tiếng Anh của nó là gì ta? Dollar cost averaging, nói tiếng Việt mẹ ha. Cái từ DCA này có nghĩa là trung bình giá. Trung bình giá phải hiểu đúng về nó, còn hiểu sai về nó thì chắc chắn bạn sẽ lỗ. Bởi vì sao? Bởi vì DCA nó là một phương pháp để chúng ta xác định được xu hướng tăng của thị trường và chúng ta tối ưu cái lợi nhuận. Nó là phương pháp tối ưu lợi nhuận khi thị trường có xu hướng tăng. Và nên nhớ rõ là DCA nó có tác dụng là trung bình giá ở khi nào nha. DCA dịch ra là trung bình giá. Trước tiên nói về trung bình giá là gì thì mình phải nói rõ là chúng ta chỉ DCA khi xác định được thị trường có xu hướng tăng và cái đồng con đó mua vào nó có những con sóng tăng tiếp theo thì chúng ta mới DCA, chứ không bao giờ được trung bình giá khi thị trường có xu hướng giảm. Ví dụ ở đây vô tình chúng ta mua ở cái đỉnh 29 đô xong, mà mình nói mọi người là ít khi nào mà người ta giữ được tiền trong túi để người ta DCA lắm nha. Mua toàn bộ tiền vốn ở đây, xong nó rơi về đây 20 đô là nó mất 10 đô, 10 đô là nó rơi một 50% rồi đó. 50% tính từ cái đỉnh này rồi. Ở đâu? 30 mấy, 35% tính từ cái đỉnh này rồi. Thì khi mà rơi về đây không còn tiền để trung bình giá nữa, chạy đi vay mượn, gom góp ở bên ngoài vào trung bình giá ở ngay chỗ này một lần 20 đô. Vừa trung bình giá ở đây 20 đô xong, nó lại đi xuống tiếp, nó xuống về 15 đô. Thì từ 20 đô mà về 15 đô là nó lại rơi thêm 20%, 25% nữa. Tính từ cái đáy dưới này, tính từ giá mua ở dưới này. Từ 20 đô về 15 đô là nó rơi thêm 25% nữa. Tổng là từ trên này, nó rơi về dưới này là nó rơi 50%. Thì chúng ta DCA nó hai lần, một lần là ở đây và một lần chúng ta sẽ DCA ở đây. Nhưng mà cái lần DCA này tiền đâu ra nữa? Tiền đâu ra nữa để chúng ta trung bình giá nó nữa, bây giờ hết tiền. Chỉ có đi mượn thôi. Một là đi mượn, hai là đi cắt lỗ những con khác, ba là đi chốt lời những con khác đang ôm, ba bốn là một là đi mượn, hai là cắt lời những con đang ôm, ba là chốt lỗ những con đang ôm, bốn là chắc ngồi liếm nước miếng. Đéo còn chỗ để lấy tiền nữa rồi, đi ăn trộm. Thì chúng ta DCA nó ở đây thêm một lần nữa. Quan trọng nhất ở đây á là ở đây nó chưa thể hiện cái gì là sẽ tăng lại hết, đúng không? Hồi nãy mình có nói ban đầu, ở đây nó chả thể hiện cái con mẹ gì là cái thằng này nó có chắc chắn nó sẽ tăng trở lại hết, chưa thể hiện gì hết. Cho nên chúng ta DCA ở đây nó sẽ mang một cái rủi ro, đó là khi mà thằng này nó không tăng nữa và nó đi cái hình tam giác như thế này, nó đi cái hình xu hướng tăng và giảm như thế này, về lại cái NG mua chắc chắn chúng ta, thay vì chúng ta đang lời gấp đôi thì chúng ta trở về thành lỗ gấp đôi, mất cả lời và mất cả lỗ luôn, mất cả lời và lỗ luôn. Tại vì chúng ta biết vì sao không? Tại vì khi chúng ta trung bình giá thì cái số lượng con của chúng ta nó tăng lên, mà khi số lượng tăng con tăng lên mà chúng ta càng trung bình giá khi thị trường càng đi xuống thì chỉ cần nó rơi nhẹ một chút là chúng ta lỗ nhiều hơn một chút,
Còn ví dụ như chúng mình nói ví dụ nha, bạn mua 260, bạn có 260 đô vốn, bạn mua ở trên cái đỉnh này là 29 đô. Có nghĩa là ở bạn mua bạn có 290 đô vốn, bạn mua trên cái đỉnh này là bạn đang có sở hữu là 10 đồng GTC, 10 đồng con GTC đúng không? 10 đồng con GTC. Thì khi 10 đồng con đó nó rơi một nửa giá là nó rơi 15 đô thì bạn mất bao nhiêu? Bạn mất bao nhiêu? Bạn sở hữu 10 đồng mà bạn mua giá 29, khi nó rơi về 15 thì bạn thử làm bài toán cho mình là bạn mất bao nhiêu tiền. Cứ một đồng, một đô rơi, một đô là bạn mất 10 đồng. Nó rơi một đô là bạn, thằng GTC này rơi một đô là bạn mất 10 đô. Nó rơi 15 đô là bạn mất 150 đô, mà 290 đô trừ cho 150 đô là bạn đã bị chia đôi tài khoản rồi. Ok chưa? Hiểu không? Bây giờ mình có 290 đô ở đây. Mình mua ở đây. Toàn bộ tài sản mình có. Mình sở hữu được 10 đồng GTC. 10 đồng con. Nó rơi về 20 đô, mình trung bình giá một lần nữa là mình trung bình thêm 290 đô nữa là bằng cái giá mua ban đầu. À, bằng cái số lượng tiền bỏ ra ban đầu để trung bình giá thấp hơn thì 100% vốn ban đầu là thành mình mua gấp đôi số lượng con ở đây là mình mua 20 đồng này. Tổng số tiền của mình 290 là 580 đô. Đúng không? Là mình đang sở hữu 20 đồng. Và từ 20 đô này nó rơi xuống 5 đô, à 15 đô, có nghĩa là nó mất 5 đô giá, nó mất 5 đồng giá trị. Thì thay vì bạn để im ở trên này á, bạn có 10 đồng mà nó rơi mất 15 đồng là bạn chỉ mất có 150 đô thôi. Nhưng mà bạn về bạn DCA ở đây thêm một lần nữa là bạn đang sở hữu 20 đồng lận, mà 20 đồng nó rơi 5 đô thì bạn mất bao nhiêu bạn biết không? Một đồng là bạn mất 5 đô, 20 đồng là bạn mất nhiêu? 5 nhân 2 là 10, bạn mất 100 đô. Tổng tài sản bạn bị lỗ nó cực kỳ nặng. Nó nặng, nó cấp cấp số nhân cho nên là trung bình giá không thể nào chúng ta trung bình giá khi thị trường có xu hướng đi xuống. Chúng ta chỉ trung bình giá khi chắc chắn được thị trường có xu hướng đi lên. Hoặc là chúng ta có một số tiền gọi là không bị ảnh hưởng nhiều thì chúng ta phải DCA để chúng ta chờ đợi con sóng hồi để chúng ta cắt chạy để về lại vốn. Nhớ nha, chúng ta chỉ trung bình giá khi xác định được con sóng nó sẽ có những con sóng tăng. Không bao giờ chúng ta được trung bình giá khi nó đang có xu hướng giảm và không có xu hướng tăng. Còn trung bình giá cách tính như thế nào? Rất là đơn giản. Ví dụ như bạn mua ở đây 30, 29 đô. Bạn mua 1.000 đô, 29 đô. Về dưới 20 đô bạn mua thêm 1.000 đô nữa. Thì nó sẽ trung bình giá về 25 đô. Có nghĩa là bạn mua con này 25 đô. Và số lượng sở hữu của bạn nó đang là gấp đôi cái số lượng ban đầu. Thì chỉ cần nó rơi 1 đô thì bạn sẽ mất gấp đôi ban đầu. Nó là như vậy. Còn nghe mà không kịp nữa thì tua đi tua lại cái đoạn này nghe cho kỹ. Nghe cho kỹ cái đoạn này chứ không mà nghe không kỹ là tính không ra được đâu bài toán. Rồi từ gì nữa ta? FOMO, hội chứng, bỏ lỡ, đủ máy dấu hỏi hay dấu ngã, bỏ dấu luôn đi, hội chứng sợ bỏ lỡ. Thì hội chứng sợ bỏ lỡ là mình đã nói rất là nhiều rồi, có nghĩa là không mua sợ mất ăn. Thì ở trong group này, group của mình không bao giờ cho các bạn FOMO, trừ khi nào mà mình và cô Tèo chắc chắn được cái kèo đó FOMO thắng thì sẽ cho. Cái hội chứng FOMO này rất là nguy hiểm, nó rất là nguy hiểm. FOMO, hội chứng sợ bỏ lỡ, có nghĩa là gì? Có nghĩa là tự nhiên cái bạn toàn bộ vốn của bạn đang ôm một đồng con khác, hoặc là toàn bộ số tiền bạn đang nắm giữ bạn chưa sử dụng vào mục đích gì hết, khi mình kêu ở trong nhóm là không phải mình kêu, bạn vô tình bạn nhìn thấy một cái nhóm nào đó kêu mua con này, xong bạn mở cái chat, mở cái sóng con này lên, bạn nhìn bạn thấy con này nó đang có xu hướng tăng, bạn sợ là nếu mà bạn không mua thì bạn bị mất ăn đúng không? Không mua thì mất ăn. Nhưng khi bạn vừa nhảy vào mua, ở trên này nè, bạn vừa nhảy vào mua thì thị trường thì con này bắt đầu đi về điều chỉnh và những con sóng giảm, thì người ta gọi là FOMO, FOMO bằng đu đỉnh. Chúng ta không FOMO, chúng ta sẽ xác định là chúng ta sẽ chốt lời được ở vùng nào của những con nào, và chúng ta sẽ mua ở vùng nào giá đẹp nào, và chúng ta bắt buộc phải chờ đợi và nắm giữ và đi kiên trì với nó. Đó là mục tiêu mà mình nhắm đến trong group của mình, chứ tụi mình không chơi FOMO.
FOMO thì tụi mình chỉ cho lướt sóng cỡ 50% là chạy, không bao giờ cho FOMO đu đỉnh hết. Bởi vì những đồng coin mà tụi mình gọi mua ít khi nào mà các bạn bị đu đỉnh, bởi vì tụi mình không chơi FOMO, không cho FOMO, không cho luôn chứ phải không chơi, đúng không? Như con sushi đó là sai lầm của con sushi. Còn con phiêu của mình mua, con phiêu mình mua giá 68, mình chưa bao giờ coi nó là sai lầm, tại vì con phiêu mình cam đoan với các bạn chu kỳ dần này của nó đi phải lên gần 90 đến 100 đô nếu mà giữ nó được. Còn mình thì mình cắt bớt 50% để mình chạy mấy con khác thôi, chứ mình chưa có bỏ con đó đâu. FOMO là hội chứng sợ bỏ lỡ, đừng FOMO, đừng sợ bỏ lỡ, thấy nó tăng rồi thôi bỏ đi, đừng chạy qua con khác. Thị trường này nó có cả tỷ con, mỗi ngày con mỗi ngày luôn luôn nó sẽ có 5-10 con tăng 50 đến 100%. Bây giờ mình không bao giờ mình biết được, mình không bao giờ mình biết được là nó sẽ tăng đến đâu và nó sẽ dừng ở đâu, cho nên là khi đã thấy nó tăng quá cao như vậy rồi thì tốt nhất đừng nên nhảy vào mua. Chúng ta chỉ mua khi nó tăng 50% và nó có tăng lên 34% thì chúng ta chạy vậy thôi, chứ đừng có bao giờ nhảy vào mua những cái đồng coin nó đã tăng 100%, 50% rồi đu trên cái đỉnh trên này thì khi nào mà tụi mình mới về được bờ. Phải chờ đợi nó đi hết con sóng điều chỉnh 2 và nó phải xác lập được con sóng điều chỉnh 3 thì nó mới tăng, thì mình mới ăn được lâu lắm. Đừng bao giờ đầu tư kiểu như vậy, tốt nhất là không FOMO. Nhảy qua coi con hàng GTC của mình coi đâu rồi, CTI đâu rồi, má nó đi hình tam giác luôn, các bạn thấy mình nói không, nói có sai đâu. Rồi từ FOMO đủ má mấy bố nhớ chụp lại cái đoạn này lưu cho máy tính đi, mai mốt đừng hỏi tôi nữa nha, nhiều từ chuyên ngành lắm tôi không biết, tôi không nhớ nổi đâu. Đừng bao giờ vô group hỏi những cái từ ngữ đơn giản như thế này, hỏi sao tôi chửi. Rồi FOMO gì nhỉ, còn gì tự nhiên quên mẹ nó từ đó ta. FOMO nó hay đi kèm với cái từ siêu. Cái từ siêu này chắc là nhiều người không hiểu. Cái từ siêu này mình coi coi chính xác cái từ siêu này nghĩa là gì. Cái từ siêu này tiếng Anh nó có nó. Mẹ mày, ta tìm từ siêu mà siêu con là gì, ra từ skill. Siêu con là hành động kích thích tâm lý người khác khiến họ mua đồng tiền. Thôi nói gì đủ mấy khó hiểu lắm. Siêu siêu con à, nếu mà bạn đi xem nữa tí nữa nói bạn đi xem xong. Siêu con có nghĩa là gì, có nghĩa là ví dụ như bạn thấy khoa búp, nó kêu là Johnny Đặng có một cái dự án DBZ con, và khoa búp bỏ vào 1 triệu đô để mua cái đồng con đó, cái đó gọi là hành động siêu con. Mặc dù miệng thì anh ta kêu là miệng thì anh ta kêu là không nên đầu tư và cũng đừng đầu tư vào tiền của người nào mà người đó tự quản lý, nhưng mà lâu lâu anh ta hay có những cái hành động như là khoe tài khoản đang sở hữu bao nhiêu con DBZ, rồi lâu lâu lên trên mạng chọc một vài câu liên quan đến con DBZ. Đó là một hành động siêu khép kín, có nghĩa là quảng cáo cái đồng con nó đến cộng đồng một cách khép kín và từ chối cái thái độ quảng cáo của mình. À, những con cáo già đó, hai anh chàng đó, bữa nào mình like mình sẽ nói sau cho mọi người hiểu về thị trường crypto này, mình có đăng một bài rồi đó. Rồi siêu có nghĩa là bạn thấy những hội nhóm nó quảng cáo cái game này, nó đăng cái con đồng con kia được được bơm vốn rồi như vậy đủ máy hết hồn, được bơm vốn nè, rồi được quảng cáo, rồi được tâng bốc, rồi được đại khái này, nói chung là nó làm sao cho cái đồng coin nó đến tay của các bạn, gọi là sale, đại khái là một dạng quảng cáo, nhưng mà không không phải là quảng cáo đơn thuần mà là quảng cáo có nghệ thuật và kỹ thuật. Sale nó là đại khái nó là như vậy chứ nó không có một ý nghĩa rõ ràng đâu. Còn để chi tiết và rõ ràng hơn thì các bạn nhớ phải lên Google search cái từ sale này, sale coin là gì thì các bạn dễ hiểu. Bán sale là bán tháo, và sale này đại khái nó là quảng cáo, quảng cáo nhưng mà không có tâm á, quảng cáo mà không có tâm á, chứ không phải quảng cáo có tâm đâu. Quảng cáo là nó hay lừa đúng không, nhưng mà còn quảng cáo này không những lừa mà nó còn không có tâm nữa, gọi là siêu. Đừng có đi siêu nữa anh bạn, bán sale là bán tháo. À, bán tháo là gì chắc các bạn biết rồi đúng không, cái từ này chắc nghe nhiều rồi. Bán tháo nó là bán tháo, nó rất cái từ nó dễ hiểu, mà khi nào nó xuất hiện cái triệu chứng bán tháo
Khi mà các bạn tham gia quá nhiều hội nhóm, mỗi nhóm nó phân tích một kiểu, các bạn không xác định được đâu là thật, đâu là giả. Nhưng mà về tâm lý và hành vi giao dịch của con người sẽ bị kẹt cứng ở một chỗ, đó chính là khi thị trường tăng cho nó bình thản đối với nó, nhưng khi thị trường giảm chúng ta lập tức sợ hãi. Chúng ta lập tức sợ hãi. Đó, nó là tâm lý. Khi thị trường tăng, chúng ta luôn luôn tỏ ra bình thản và thảnh thơi. Nhưng khi thị trường giảm, chúng ta luôn luôn có triệu chứng sợ hãi. Bởi vì sợ hãi, cái thứ nhất là vì sao mà mình sợ hãi? Vì mình không hiểu về thị trường crypto này. Vì sao mình không hiểu về thị trường crypto? Cái thứ nhất là mình không học, cái thứ hai nữa là mình không nghe live duy livestream. Chỉ có hai cái đó là bạn mới không hiểu được thị trường đó. Nhưng mà bạn nghe mình livestream mà bạn nói bạn không hiểu về thị trường crypto thôi, tốt nhất bạn nên nghỉ mẹ, đừng đầu tư nữa cho nó nhanh. Nói thế cho nó nhanh. Nghe mình livestream, mình đưa ra những bài học, mình kêu học cái này, mình kêu học cái nọ, mình kêu tìm hiểu cái nọ, tìm hiểu cái kia, nhưng các bạn không làm theo. Các bạn cứ biết là vô nhóm mình kêu mua gì mua cái đó, mình nói như nào làm như nọ, xong mình phân tích như thế này nhỏ đéo hiểu. Lại hỏi có nghĩa là sao? Có nghĩa là sao Duy? Có nghĩa là sao Duy? Có nghĩa là bạn không có tư tưởng và không có cái định hướng nào cho cái tương lai của bạn ở trong thị trường này, bạn chỉ có biết đi theo thôi. Mà bạn đi theo mình hoài, một ngày nào đó mình bay lên mình rủ bỏ các bạn, ví dụ vốn của mình mà lên 100.000 đô, 1 triệu đô, mình đâu có đi chơi đầu tư nữa, mình đi thành làm quỹ đầu tư, mình đi đầu tư cái này đầu tư kia, giống như bạn Long đi đầu tư con game Titan gì nó kiểu vậy, mình đâu có thể nào dắt các bạn đi mãi được. Nên các bạn không học thì các bạn mãi mãi không bao giờ phát triển. Mình không bao giờ dạy cho các bạn mãi, hay là truyền đạt mãi kinh nghiệm, hoặc là mình không có dạy, xin lỗi, mình không có dạy ai hết, mình không bao giờ mình truyền đạt mãi, mình không bao giờ mình kêu gào mãi được đâu. Không lẽ giờ đủ má giờ đang ngồi live stream chạy vô kêu địt mẹ mày, thằng nào không coi live stream tao kích khỏi group. Đâu thể nào làm về được, tại vì cái kiến thức đó chính là mỗi người tự người ta tiếp thu, với mình đâu ép buộc ai, đúng không? Đúng không? Mà khi mà bạn không có kiến thức, bạn không chịu tiếp thu và bạn không chịu tìm hiểu về thị trường này, thì bạn sẽ bị mắc kẹt ở một chỗ, đó là bạn lơ mơ và bạn như con gà mắc tóc đang lơ ngơ ở trong một cái đại dương bên ở lộn, một con cá con lơ ngơ trong cái đại dương này, trong khi là xung quanh con mình là cá mập, cá heo, cá voi, cá bầy, cá đàn tùm lum hết, trong khi mình là con cá nhỏ xíu, mình cứ bơi lơ ngơ trong thị trường này, mình đéo biết mình nên làm gì trong thị trường này, mình mơ hồ, mình mông lung, mình không xác định được là mình ở đâu trong cái đại dương này luôn. Thà chỉ xác định được đang Bắc Đại Dương hay là Bắc Nam Dương, Bắc Đại Dương hay là Nam Đại Dương gì đó, đại khái là cứ biết là ít ra mình còn biết mình đang ở bên châu Âu, biển bên châu Âu hay biển bên châu Á gì đó, đại khái còn phải biết như vậy, còn đây không biết gì hết. Chỉ biết nhìn xung quanh thấy là cá mập đồ, cá con, cá nhà táng rồi nó bơi xung quanh mình đó. Còn mình ngơ ngác mình không hiểu gì. Buồn buồn là mấy con cá kia nó hạ cái miệng nó đớp vô mặt, nó đớp mình vô bụng nó ngay là xong, cháy hết tiền, hết tiền thôi chứ. Tiền đâu mà cứ chơi miết rồi bể nợ nó. Đó là sự khác biệt giữa người. Bạn không biết phân tích kỹ thuật, bạn không biết gì về thị trường, nhưng ít ra bạn phải hiểu được là cái tâm lý là gì, cái hành vi giao dịch là gì, cái xu hướng của thị trường là gì, đúng không? Bởi vì những cái khó là mình đã làm hết rồi. Cái gì khó là mình với Tèo làm hết rồi, đúng không? Tìm cái đồng con nào kêu các bạn mua, ra cái entry, ra cái target, rồi phân tích là xu hướng sắp tới của thằng Bitcoin. Nói chung là những cái gì khó là có mình với Tèo làm hết rồi. Các bạn chả làm mẹ, vì các bạn chỉ trong thời gian này là đi học, trau dồi kiến thức. Thế mà làm không được nữa thì thôi, tốt nhất rút tiền về nghỉ mẹ, đừng chơi nữa. Thiệt, chơi chỉ có chết thôi, không không thắng nổi đâu. Thì khi mà các bạn không có kiến thức, không có kinh nghiệm và không hiểu gì hết về cái crypto này, mà cái hội nhóm mà các bạn tham gia nó quá nhiều. Thực sự mà nói, Việt Nam mình bây giờ quá nhiều crypto hội nhóm luôn. Nhóm A, nhóm B, nhóm C, nhóm D, nhóm tùm lum hết. Nhóm thì làm quảng cáo game, nhóm thì chơi con rác, con xổ số, nhóm thì mỗi ngày kêu mua một con, nhóm thì cứ nói phân tích BTC không lên thì xuống, không xuống thì lên, nhóm thì ngồi kẻ ba trên live rồi mua con này mua con nọ đủ má lời ấy, thì khoe rầm khoe rang lên khoe, còn lỗ cái im mẹ luôn, xóa bài. Nói chung là quá nhiều hội nhóm, chúng ta không xác định được, chúng ta nên biết tin ai. Cộng thêm nhóm của mình nữa là mơ hồ luôn,
Mình thì mình kêu Bitcoin đang đi sóng điều chỉnh năm và đang có xu hướng tăng trở lại, nhưng mà trước khi tăng trở lại nó phải rũ bỏ thị trường. Và mình đã có vẽ trước cái bản đồ, cái biểu đồ ở những lần trước rồi. Thì trước khi mà thằng Bitcoin này nó tăng thì mình có vẽ đó, hôm bữa live stream là mình vẽ như thế này, đúng không? Thì khi nào mà nó tăng nó đi con sóng 5 thì nó xác định con sóng 5 này thì nó phải đi như thế này. Nhưng mà trước khi nó đi như thế này thì nó phải có một cái đợt điều chỉnh mạnh như thế này, rũ bỏ bớt thị trường, rũ bỏ mấy con cá với lại mấy con gà heo nữa. Thì bởi vì các bạn tham gia quá nhiều hội nhóm đi, cho nên là cái kiến thức mà các bạn không có nó bị pha loãng. Người nói như A, người nói B, người nói C, cuối cùng không biết nghe ai hết. Và khi mà mình không biết nghe ai, mình bị mắc kẹt cái tâm lý là hoảng sợ khi mà thị trường nó có xu hướng đi xuống, đúng không? Hoảng sợ ngay lập tức, không thể nào tránh được. Bởi vì mình không biết gì hết mà, không biết gì hết. Những cái thằng mà nó phân tích Bitcoin, những cái thằng mà nó phân tích như mình, đúng không? Như mình, khi mà mình kêu các bạn mua ở vùng này, nhưng mà mình xác định được cái xu hướng của thị trường là nó còn có khả năng dậm một cái rồi nó mới đi lên như thế này, thì ngay cả khi mình mua như thế này, hiện tại chúng ta đều đang lỗ, nhưng mà mình vẫn không cho các bạn cắt lỗ, bởi vì mình xác định được là thị trường nó còn xu hướng tăng. Khi nào tăng thì mình chưa biết, nhưng mà khi nào tăng thì mình đúng, còn khi nào mà nó không tăng nữa thì sẽ có kế hoạch B. Chúng ta sẽ có kế hoạch B, có nghĩa là chúng ta phải xác định được cái vùng đáy của thằng Bitcoin nó phải nằm ở đâu đó dưới vùng 51-52 ngàn. Khi nó lũng cái đáy hỗ trợ này thì chắc chắn một điều là nó sẽ đi về thẳng dưới 40 nghìn luôn, và nó sẽ tái diễn lại cú sập của ngày 7 tháng 9. Thì chúng ta sẽ bắt buộc cắt lỗ hết toàn bộ mọi đồng coin chúng ta đang cắt giữ, kể cả BTC hay là Ethereum hay là bất kỳ đồng nào chúng ta đang có ở trong cái portfolio. Còn cái từ portfolio nữa, nếu mà nó về dưới này chúng ta buộc phải cắt. Bởi vì cắt là sao? Bởi vì chấp nhận lỗ, nhưng mà chúng ta sẽ tối ưu lại cái lợi nhuận khi Bitcoin nó chạm về dưới cái ngưỡng hỗ trợ dưới này. Thì khi mà nó quay về lại con sóng 5 điều chỉnh thì chúng ta sẽ tối ưu được cái lợi nhuận của nó, chúng ta sẽ tối ưu được số lượng chúng ta tích trữ. Đó là cái dự đoán của mình. Còn có thể là mình dự đoán không đúng, có thể là nó sẽ đi như thế này mà nó không đập chúng ta một gậy ở đây nữa, mà nó sẽ bay thẳng luôn lên trên này luôn. Có thể nó sẽ đi như thế này, đi lên luôn, hoặc là có thể nó đi như thế này, đi lên xuống luôn. Mà khi mà chúng ta đang ở giữa chỗ này, chúng ta chưa xác định rõ ràng cái xu hướng của nó, chúng ta nên ngồi im. Mình nói rất là nhiều lần là chúng ta nên ngồi im, không nên làm gì hết. Ở đây nó cũng dạng là một đoạn đi sideways tích lũy thôi, nó chưa có thể hiện cái xu hướng nào hết, chúng ta nên ngồi im. Còn khi mà bạn không hiểu gì về thị trường mà bạn lỡ vô tình mua ở đây nha, vô tình mua ở trên cái vùng 66.000 này, mà chỉ cần thấy thị trường có dấu hiệu sụp đổ từ 66.000 về 60.000 này là bạn bắt đầu xuất hiện triệu chứng lo sợ và bắt đầu bán tháo. Đó chính là cái nghĩa của cái từ panic sell này. Bán tháo nó có ý nghĩa trong cái giai đoạn đó. Nếu bạn không hiểu gì, bạn sẽ đẩy sóng này nè. Tôi cam đoan 100% là nếu như bạn không biết gì về thị trường crypto thì ngay khi Bitcoin nó thể hiện những con sóng giảm như thế này, bạn chắc chắn bạn sẽ bán tháo, cắt lỗ ngay đâu ngay đây. Còn mà bạn không cắt được ngay đây là bạn sẽ cắt ngay đây, chắc chắn trong nhà bạn sẽ cắt. Và khi bạn cắt ngay đây, bạn nghĩ là Bitcoin nó đang rơi xuống đây là bạn vui, đúng không? Bạn nghĩ là vậy là bạn tính toán chính xác, đúng không? Nhưng mà xin lỗi nha, bạn mua ở đây mà bạn cắt lời, bạn cắt lỗ ở đây nè, vài ngày nữa thôi nó quay về lại đây là thành bạn lỗ kép. Còn vì sao lỗ kép thì đề nghị coi lại cái clip thứ tư hay thứ ba, con mẹ nó quên rồi. Đại khái là một trong hai cái clip đó mình có phân tích về sự lỗ kép đó, clip 2-3 gì đó. Còn tụi mình xác định được là nó sẽ quay ngược trở lại nên tụi mình ngồi đợi tiếp, mặc dù là mua trên cái đỉnh này. Mình cho nó đi thoải mái luôn, nó vẫn ở trong cái dự đoán của mình thì mình vẫn còn tự tin. Chúng ta sẽ có một trường hợp dự phòng, đó là khi Bitcoin nó bị gãy cái hỗ trợ, nó đi về dưới 40.000, nó lũng 52-51.000 thì chúng ta bắt buộc phải cắt lỗ toàn bộ thị trường. Nếu như nó giật một cái rau giả về đây để nó hù dọa chúng ta chạy thì chấp nhận, cuộc chơi chúng ta chấp nhận. Thay vì chúng ta chấp nhận, chúng ta cắt lỗ còn hơn là chúng ta ngồi gồng đến chết. Mà Bitcoin nó chỉ cần rơi về 40.000 nó, mình nói mọi người là tài khoản mọi người chia ít nhất là phải 5 lần, đừng có nói chia đôi, chia 5 nha. Chia 5 là 1.000 đô, là còn 200 đô thôi đó. Mặc dù là số lượng chúng ta đang nắm giữ là nó vẫn còn y nguyên, nhưng mà số lượng đô chúng ta thể hiện là bị chia 5 là còn, từ 1.000 đô chia 5 là còn 200 đô thôi đó. 200 đô thì lấy cái đường đâu mà gỡ. Đã cắt là cắt sớm, chứ còn mà về đây mà cắt 200 đô là vô hậu luôn, đúng không? Còn ví dụ như chúng ta cắt ở đây mà nó làm một cái râu giả xong nó giật lên lại thì chấp nhận. Chúng ta chấp nhận.
nên là chấp nhận chuyện đó, bởi vì luôn luôn có rủi ro và mình đầu tư thì mình phải luôn luôn phòng ngừa cái rủi ro, chứ mình đừng có nghĩ đến cái đường thắng chắc, đúng không? Đừng bao giờ nghĩ đến có đường thắng chắc, không lẽ bây giờ mình kêu mọi người mua đây, mình cứ vẽ cái sóng đi như thế này, nó sập ở đây nó bay lên lại, mình dự đoán như vậy, mình chắc chắn 100% nó như vậy á là mình dở. Cho nên là luôn luôn phải có dự phòng B như này, lũng 50 ngàn về đầu 49 ngàn là chắc chắn phải cắt lỗ chạy hết, chấp nhận lỗ. Lỗ xong chúng ta sẽ gỡ lại những con sóng hồi của nó ở con sóng cuối. Đó là cách chúng ta quản lý tiền, không thể nào mua đây mà ngồi nó lũng về 49 ngàn mà ngồi đợi được, ngồi đợi đầu máy nó về 40 ngàn là nó đưa chúng ta đi về địa ngục luôn. Cái thị trường này không có cái gì không thể ra đâu nha. Đừng có nghĩ là đầu máy nó không thể nào về được, đừng có lầm. Những ai mà đầu tư thị trường này trước ngày 7 tháng 9 người ta đều hiểu cảm giác đó hết rồi đó. Mình tuy là vào sau cái đoạn đó nhưng mà mình hiểu cảm giác đó lắm. Tại vì ngày đó là ngày đầu tiên mình tham gia vào thị trường mà. Stop loss có nghĩa là chúng ta quên, đừng đừng bao giờ FOMO, đừng bao giờ sell và đừng bao giờ bán tháo, đúng không? Chúng ta sẽ vào mua nếu chúng ta xác định được sóng tăng, không phải là FOMO mà là chúng ta xác định được nó sẽ tăng. Đó là chúng ta đầu tư. Chúng ta đừng đi sell cái này cái kia là mẹ nè. Mình đầu tư con nào mình biết con đó thôi. Đừng đi siêu mấy con mới mẻ rồi người ta vô người ta mua đồ má tội, người ta lỗ người ta chết. Bán hết sale là bán tháo, chúng ta không bán tháo mà chúng ta điềm tĩnh bình thản và chúng ta cắt lỗ nếu trong trường hợp thị trường xấu, chứ không bán tháo nha. Không bán tháo là nghe người này nói người kia nói cái chạy vô rầm 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 đi cắt bán bằng mọi giá là dở. Bán cắt lỗ nó cũng có nghệ thuật đó bạn, chứ không phải là cắt lỗ là cứ biết là rơi là cắt đâu. Cắt lỗ nó cũng có nghệ thuật của cắt lỗ đó. Ví dụ như bây giờ thị trường nó có xu hướng đi xuống, cứ mỗi ngày là nó đi xuống như vậy. Bây giờ nói đến cái này mình thấy nó ghê này. Đó, cứ mỗi ngày nó đi xuống như vậy. Bây giờ cắt lỗ không lẽ nó mới đi xuống tới đây chúng ta chạy vô đây chúng ta cắt lỗ. Đừng bao giờ, hãy đợi nó xác định được con đường nó đi là thị trường này có xu hướng đi xuống rõ ràng chúng ta hãy cắt. Chấp nhận lỗ. Chấp nhận lỗ nhưng mà cơ hội chúng ta quay đầu nó vẫn còn. Còn hơn là chúng ta cắt lỗ trong mơ hồ mà chúng ta không hiểu gì hết. Cắt lỗ nó có nghệ thuật đó, đôi khi cắt lỗ ở đây là sai lầm nè nha. Đợi con sóng hồi về đây mà nó không có xu hướng tăng là hãy cắt lỗ trên này đó. Đó là một cái khác nữa. Rồi tí nữa quay lại nó con này sau. Stop loss là má mình hỏi cái người mà never stop loss là stop loss là gì, sao trả lời bây giờ trời. Stop loss có nghĩa là cắt lỗ đó các bạn. Cắt lỗ là stop loss đó. Cắt lỗ vừa mới vừa nói kèm luôn mấy cái kia rồi. Portfolio có nghĩa là danh sách nắm giữ, nên danh sách mình hold con gọi là cái bọt. Thì những cái từ ngữ này là từ ngữ chuyên dụng mà thường xuyên nhìn thấy nhất, thì không nhớ thì chụp lại cái đoạn này rồi lưu về. Rồi hồi nãy mình có dặn mọi người là nói cái gì nha, mình biết ngay mình sẽ quên mà, cho nên nói cái gì nhắc lại coi, quên mẹ rồi. Bạn check thay tay thử ra, anh không có check con này con kia em ơi. Anh không có kiểm tra con này con kia rồi bày vẽ ra đâu. Đã đầu tư rồi thì tự tìm hiểu và nhận định. Ngó qua cho con cái thôi. Mẹ con thay ta con hàng, thằng ba nó lít lên mà nhảy vô mua làm đéo gì không biết. Ngày mà thằng này nó lít lên giờ mình thấy nó rơi mà đéo thấy nó lên luôn. Đó. Phải con theta này không ta? À không phải nhầm, không phải con theta, con beta mới là con này. Con theta thì cứ để im đi. Con theta để im đi, đợi đi. Con theta này đợi đi. Con theta này thì được, nhưng mà con beta thì mình chạy. Con Theta này giờ mua giá đẹp nè, dưới 7 đô mua đẹp lắm. Con Theta này mua đẹp, nếu mà giữ được con Theta này phải ăn được ít đôi, 12, 13, 14 đô.
Rồi, gia tăng số lượng con. Gia tăng số lượng con ở đây là gì? Cái biểu đồ này nó chưa xong cho nên mình sẽ nói. Mình hy vọng là sau cái livestream này là sắp tới mình sẽ nói đúng về con này. Nếu mà nó sai thôi mình chịu, tại vì con này mình không FOMO. Con này mình cho anh em mua và anh em hiện tại đang gồng trên lời rồi, mình không sợ. Mày để ý nhạc không thôi, tí nữa nó khóa mẹ kênh nữa. Tích chữ gia tăng số lượng con nghĩa là gì? Con GTC này mình cho anh em mua ở 12 đô đúng không? 12 đô. Đây là vùng chúng ta mua. Đây là vùng chúng ta chốt lời. Không, đây là vùng mình chốt lời. Còn anh em chốt lời đâu đây nè. Anh em hôm bữa mình có nói anh em mà mình lỡ đặt cái lệnh 29 đô nó bị dính. Mình chọc anh em chơi á, chứ mình đặt cái lệnh 29 đô này từ lúc mình mua rồi. Mình mua xong mình đặt cái lệnh mình đi ngủ, mình đặt lệnh bán trên 29 đô mình đi ngủ luôn. Mình ngủ vậy mà nó khớp 29 đô thì mình chơi, mình ăn rồi mình không khớp 29 đô thì mình sẽ coi lại sóng của nó đi và mình xác định lại. Thì mình sẽ biết mình chốt lời đâu. Còn anh em không biết là cho nên mình cho cái anh chị trước. Cho target trước. Thì để gia tăng số lượng con nó là một bài toán mà các bạn cần phải hiểu rõ về cái cơ cấu thống kê và cái cách tính toán về crypto. Nó không đơn giản như chúng ta nghĩ là 1 cộng 1 bằng 2 và 2 cộng 2 bằng 4. Đôi khi 1 cộng 1 bằng 4 đấy, 1 cộng 1 bằng 2 đó. Trong crypto này không thể nào dùng phép tính 1 cộng 1 bằng 2 và 2 nhân 2 bằng 4 được. Mình cho các bạn mua con ở cái vùng 12 đô này. Thôi mình tính đây cho nó chẳng dễ tính đi chứ tính lẻ lẻ lười tính quá, 10 đô. Và target của mình đặt ra là x2 đến x3 thì thôi mình cứ cho 30 đô đi là x3 đi, cứ cho vậy đi. Thì nếu như mà mình tính là chúng ta có 1.000 đô vốn, vốn của chúng ta có 1.000 đô. 1.000 đô. Thì chúng ta mua ở đây 1.000 đô và chúng ta chốt lời đây là chúng ta lợi nhuận được 3.000. Nhìn ở đây các bạn có thấy có cái vấn đề gì không? Nhìn đây người ta lầm tưởng là ở đây chúng ta đang có 4.000 tổng số lợi nhuận và vốn chúng ta thu về. Đúng không? X3 mà 1.000 đô vốn, X3 lên nữa là thành 3.000, là 4.000, đó là một cách tính sai. 1.000 đô vốn và chúng ta kiếm được 3.000 lợi nhuận này cộng với cái vốn chúng ta có nữa. Thì chúng ta phải dùng cái phép tính là 1.000 nhân cho 3 là chúng ta ra 3.000. Tính cả vốn lẫn lời là chúng ta có 3.000 đô. Chứ không phải là 4.000 như mọi người lầm tưởng nha. Nhiều người bị nhầm lắm á. Nhiều người nghĩ bỏ 1.000 ra mua xong lên để chốt lời đây là chúng ta có 4.000 đô là bị lầm đấy. Chúng ta có 3.000 đô thôi. 4.000 đô ít 2 lần nữa. Thì khi mà chúng ta có 3.000 đô và chúng ta bắt buộc phải chốt lời ở đâu đó trên vùng trên này, bất kỳ vùng nào trên này cũng được, chúng ta chốt lời được trên này là thành công rồi. Không cần nhất thiết phải như mình là chốt trên ngay cái đỉnh này là khó lắm, mình hên thôi. Mình hên thôi chứ chả hay ho gì đâu. Khó để chốt được cái đỉnh đó như mình lắm. Có ai không tin tí vào group Telegram mình gửi cho cái lệnh mình chốt 29 đô. Nó điều làm chó luôn. 29 đô chẳng luôn. Mày nó tăng lên tới 29 đô mấy luôn, mình đặt ngay 29 đô. Thì để gia tăng số lượng con thì các bạn phải hiểu được cái quy tắc là chúng ta phải tính, chúng ta phải nhớ về lại cái từ trung bình giá. Trung bình giá. Vốn ban đầu bạn có 1.000 đô. Bạn kiếm được lợi nhuận lên trên cái đỉnh này là 3.000. Tổng 3.000. 3.000 đô. Mình bỏ cái 1.000 đô ban đầu đi, vốn mình bây giờ là 3.000 đô rồi. Vốn chúng ta bị từ 1.000 đô chúng ta đã lên 1.000 đô, bỏ góc bên này đi nha. Bây giờ hiện tại là vốn chúng ta là 3.000 đô khi chúng ta chốt thành công trên cái đỉnh này. Thì ở đây chúng ta có 3.000 đô. Mà nếu như những ai mà chốt lời ra hết rồi mà muốn quay lại ăn con sóng của thằng này một lần nữa, hiểu không? Chúng ta chỉ tích trữ số lượng con khi chúng ta xác định được nó sẽ có xu hướng tăng trở lại nha. Chứ mà tích trữ con mà nó đang có xu hướng giảm thì chúng ta lụ mà treo tiền toàn ten trên thị trường luôn. Thì như mình nói rồi, khi thị trường có xu hướng giảm thì chúng ta không nên nắm giữ con, buộc chúng ta phải cắt lỗ.
Và không nên trung bình giá khi thị trường xuống giảm. Bây giờ chúng ta nói về thị trường xu hướng tăng cho dễ nói. Thì chúng ta có 3.000 đô ở đây. Khi mà nó đã lập cái đỉnh rồi thì mình có nói rất là nhiều lần rồi, khi một đồng coin nó lập một đỉnh thì luôn luôn có xu hướng giảm để điều chỉnh. Còn điều chỉnh về đâu thì chúng ta never biết được. Mình nếu mà để đo sóng Fibo để xác định vùng điều chỉnh thì nó cũng mang tính chất rủi ro rất cao. Không bao giờ xác định được bởi vì chúng ta chả bao giờ biết được cái mập. Đó, như bây giờ mình xác định được vùng điều chỉnh của nó là nằm ở 16 đô hoặc là 13 đô. Lũng 13 đô thì mình cắt lỗ. Đại khái là vậy. Thì cái Fibo, cái Fibo này rất là dễ đo từ cái đáy lên cái đỉnh của nó kéo xuống. Là mình sẽ xác định được đầu, cái điều chỉnh của nó nằm ở đầu dưới này. Từ 0.5 cho đến 0.236 là vùng điều chỉnh của nó. Thì để mà không xác định được vùng điều chỉnh thì các bạn chạy lên các bạn tìm, các bạn kéo đại cái Fibo cho mình. Kéo đại thôi cũng được, không cần chính xác hay chi tiết. Thì các bạn sẽ nhắm chừng được là từ 20 đô cho đến 15 đô là phạm vi an toàn. Các bạn có thể nhảy vào mua. Nhảy vào mua, nên nhớ cho mình là như vậy. Phải luôn luôn nhớ như vậy. Đừng bao giờ bán chốt lời ở trên cái đỉnh 29 đô này rồi, xong rồi nó vừa rơi về cỡ làm 25 đô nhảy vào mua tiếp. Đó là dở. Đó là dở. Đó là dở. Cứ tin mình đi. Cứ tin mình rồi thử áp dụng xem. Bây giờ thì các bạn kéo đại cái Fibo dưới này lên trên đỉnh như này, rồi kéo nó xuống về lại cái vùng bạn này. Thì bạn sẽ nhắm chừng, án chừng được là từ 21 đô cho đến 16 đô là trong vùng chúng ta có thể mua được. Trong phạm vi này chúng ta mua được. Trong cái hộp này là chúng ta mua được. Đó, trong cái hộp này là chúng ta mua được. Thì khi mà chúng ta xác định được cái hộp để chúng ta mua thì chúng ta phải luôn luôn biết được là nó sẽ có xu hướng tăng trở lại. Nhớ cho kỹ nha, nó phải có xu hướng tăng trở lại chứ đừng có mua mà nó đi xuống luôn là chết luôn á. Thì khi mà xác định được cái xu hướng mua rồi, chúng ta sẽ nhảy vào, chúng ta mua ở trên chỗ này, hai chỗ 20 đô này nè. Đó là mình mua lại một lần 20 đô này với 500 đô trên tổng số lợi nhuận của chúng ta kiếm được. Sau khi chúng ta mua 500 đô, chúng ta để lại 2.500 đô, chúng ta chờ đợi con điều chỉnh tiếp. Nó cũng chạy trong vòng hợp này thôi chứ nó không chạy lệch đi đâu được đâu. Chúng ta sẽ tìm ở đâu trên cái vùng này chúng ta mua thêm một lần nữa 1.500 đô. Lần này chúng ta mua nhiều luôn, 1.500 đô. 1.500 đô. Thì ở đây chúng ta đã bỏ ra 2.000 đô trên tổng lợi nhuận chúng ta kiếm được để chúng ta mua con này rồi. Và cái lúc này cái giá trung bình của nó là nó rơi về tầm 15 và 20, thì nó rơi về tầm 17,5. Thì 17,5 có nghĩa là chúng ta đang sở hữu 2.000 đô số con trên cái trung bình giá là 17,5 đô. Và tiếp tục chúng ta chờ đợi để lại 1.000 đô còn lại. Chúng ta chờ đợi cái con điều chỉnh của nó đi rõ ràng, thể hiện rõ ràng, chúng ta sẽ tiếp tục. Nếu chúng ta xác định được nó tăng, thì chúng ta có thể chấp nhận mua nó ở dưới vùng 15, 14, 16 đô gì đó. Chúng ta trung bình giá nó. Càng xuống sâu chúng ta càng khoái, tại vì khi chúng ta chắc chắn được nó tăng thì chúng ta càng xuống nó càng khoái. Và cái số lượng con mà các bạn nhìn thấy được nó thay đổi như thế nào, đó là nó là như thế nào. Các bạn sẽ thấy được cái sự thay đổi của cái sự gia tăng số lượng con là gì. Nghĩa là ban đầu bạn có 1.000 đô mà bạn mua con này á, bạn mua 10 đô con này là bạn được có 10 đồng này thôi, 10 đồng GTC này thôi. Nhưng mà khi bạn lợi nhuận lên đây rồi, các bạn lợi nhuận được lên đây rồi, mà bạn cắt được cái đỉnh, bạn chốt được cái lời trên cái đỉnh này rồi, mà bạn quay là bạn mua nó thêm một vòng nữa về dưới này là bạn sở hữu lên bao nhiêu đồng? 30 đồng rồi, 30 đồng. Chứ nó không còn là 10 đồng nữa, không còn là 10 đồng nữa mà nó là 30 đồng. Đây là số lượng con của bạn nó đã tăng lên gấp 30 lần. Đúng không? Nó đã tăng lên gấp 30 lần. Và nó còn một điểm nữa là nếu như mà bạn lanh, bạn đủ kinh nghiệm và bạn đủ hiểu về nó, đủ hiểu về những con sóng, đủ hiểu về cái cách thị trường này nó hoạt động, hiểu về quy tắc của những con sóng chạy. Thì ngay cái khi mà bạn chốt, bạn DCA, đây là lần thứ 3 này, đây là lần thứ 2 chúng ta DCA nè. Bỏ cái lần thứ 3 này đi nha. Khi bạn hiểu về cái cuộc chơi này á, giống như mình á, mình sẽ nói cho các bạn nghe. Nó về vùng 20 đô mình mua một lần, nó về vùng 18 đô mình mua thêm một lần. Mình không mua được ở dưới cái đáy đâu mà mua lệch lệch đâu từ 18-19. Khi nó có một cái cột tăng ở trên này vùng đến 20 đô mình biết thừa nó chỉ là một con sóng hồi giả thôi, thì mình chốt lời con này ở trên vùng 19 đô
chốt nó trên vùng 10 đô. Tại vì khi mình mua 20 đô mà nó về dưới 16 đô mình DCA là cái trung bình giá của mình nó còn có 17,5. 17,5 mà khi nó lên trên này nè. Nó lên 20 đô là mình lời được đại khái là phải hơn 10%. Thì có phải lúc nãy mình nói với các bạn là cái vốn ban đầu á 3.000 mà mình nhảy được một con sóng ở ngay đây nữa, mình lời được thêm 300 đô nữa, đúng không? Mình lời được thêm 300 đô 10% cái hồi sóng. Thì khi mà nó hồi về con sóng này và nó có xu hướng giảm thì mình lại nhảy vào, mình mua ở ngay cái nến đỏ này một lần nữa để mình giữ cái vị thế của nó. Cái giữ cái vị thế này là vị thế mình mua ngay cái thời điểm ban đầu, lần đầu tiên mình mua này, ngay đây. Và mình chờ đợi nó xuống như này, mình DCA thêm một lần nữa, có nghĩa là mình lặp lại cái quy trình nó một lần nữa, mình DCA nó ở ngay đây. Thì nếu như mà mình lặp lại quy trình đó thì thay vì mình còn dư 1.000 đô thì đến giờ mình còn dư bao nhiêu đô các bạn biết không? Mình dư còn 1.300 đô lần. Mình còn tới 1.300 đô. Thì khi mà nó về dưới này nè, hồi tối hôm qua là mình canh nó là mình DCA nó thêm một lần nữa, không được phải 15 đâu nhưng mà tầm là 15,9. Mình DCA nó thêm một lần nữa toàn bộ số vốn mình còn lại. Thì các bạn tính nhẩm nha, mình xem là ban đầu các bạn có 10 đồng coin này các bạn kiếm được 30 đồng. Mà 30 đồng các bạn nhảy mấy con sóng thì các bạn kiếm được thêm 30 đồng, 10 đồng nữa. Tổng toàn bộ từ đầu đến cuối là mình có tới 10 đồng ban đầu nè. Lời được 20 đồng đem về nè. Nhảy được con sóng này lời được thêm 3 đồng nữa nè. Và đến thời điểm hiện tại là mình đang có 33 đồng GTC. Mình đang có 33 đồng. Có nghĩa là cái số lượng coin của mình nó đi lên dần, các bạn có để ý không? Nó đi lên dần. Có thể là con sóng này, cái 3 đồng này có thể các bạn không thể nào các bạn lượm được giống như mình, nhưng ít nhiều vậy các bạn, đến thời điểm hiện tại các bạn phải sở hữu được ít nhất là 30 đồng coin này. Mặc dù các bạn đã chốt được một lần lời ở trên này rồi mà các bạn vẫn sở hữu được 30 đồng này là các bạn thành công. Gia tăng số lượng thành công. Đúng không? Các bạn hiểu ý mình nói không? Không hiểu nữa. Để biết nói sao luôn chứ phải nói lại. Đúng không? Ban đầu chúng ta đầu tư ở chỗ này có 10 đô. Có 10 đồng. Chúng ta chốt được ở chỗ này chúng ta đem về 30 đồng. 30 đồng con. Mày nói về tính toán khó quá nhỉ. Mình thì mình biết đó nhưng mà để biết nói sao các bạn. Ở đây mình 30 đồng con, nhưng mà nếu các bạn mà lanh á, các bạn mà lanh á là các bạn sẽ ăn được con sóng hồi ngay chỗ này nè. Là các bạn sợ phải tích lũy được thêm được 1 đến 2 đến 3 đồng coin nữa thì mình tính của mình là mình tính đến giờ là mình có 33 đồng này rồi. Và toàn bộ cái số tiền vốn ban đầu mình bỏ vào và số tiền lời ban đầu hiện tại mình nhét vào con này hết. Của riêng con này thôi. Của riêng con này thôi chứ không phải là toàn bộ vốn mình có. Có nghĩa là từ đầu mình bỏ ra 1.000 đô mình mua nó, mình lời được 3.000. Và đến bây giờ là tổng số tiền mình kiếm được từ con này là 3.300 chứ không còn là 3.100, 3.000 nữa. Là 3.300. Và hiện tại mình đang đợi, mình đang chờ đợi. Chờ đợi này mình nói các bạn luôn nha. Nếu như ở đây nó còn những con sóng tăng lên trên chỗ vùng 19 đô này nữa, mình hứa với các bạn mình sẽ chốt lời, mình nhảy thuyền. Bởi vì cái giá trung bình của mình bây giờ nó còn thấp hơn cái giá mình mua lần đầu nữa. Nó chỉ quanh quẩn cỡ 18 đô trở lại thôi. Nó lên 19 đô là mình có lời rồi. Tại vì 33 đồng này nè, 30 đồng thì mình lời được có 1 đồng. 1 đồng nó lên 1 đô mình lời được 30 đô. Nhưng mà 33 đồng 1 đồng nó lên 1 đô là mình lời được 33 đô lần. Tích lũy nó là như vậy đó. Nó 30 đô. Thì lên 19 đô này chắc chắn mình sẽ chạy hết. Mình chỉ để lại cỡ 20% thôi. Mình để lại 20% bởi vì mình sợ là nó không đúng như mình dự đoán, là nó bay một mạch lên đây luôn thì mình mất ăn, thì mình để lại 20% cho nó trôi. Còn mình sẽ nhảy một lần nữa và mình đợi con sóng điều chỉnh nó về đây, mình sẽ múc thêm một lần nữa. Thì số lượng con lúc đó của mình nó sẽ trở thành 36 con. Thì từ 3.000 đô ban đầu thì mình chạy tới chạy lui vòng vòng thì mình lên 36 con. Và chúng ta phải nên hiểu một điều ở trong crypto, chúng ta nên tính số lượng con mà chúng ta sở hữu chứ đừng tính số đô. Đừng bao giờ tính số đô chúng ta đang sở hữu mà hãy tính số lượng con nha. Đừng có tính số đô là bị sai, sai quy tắc thị trường. Bạn nào chơi cái này mà mở điện thoại lên. Mình nói luôn. Ông nội nào chơi cái crypto mà mới chơi á, mở điện thoại lên. Nhảy vào Binance.
coi coi nó có hiện lên camera không nha. Nhảy vào Binance. Việc đầu tiên nhảy vào Binance làm gì? Ấn vô thị trường, mở lên mấy cái đồng mình đang coi trong wallet, ấn đại vô, ấn đại vô con mình đang coi, coi nó bay sóng như thế nào. Đụng mà nó tăng rồi, nó tăng rồi. Ngồi, bắt đầu ngồi ngóng, tăng, ngồi đợi, tăng. Xong rồi chạy đi coi mấy con khác, mấy con nhỏ lẻ khác. Xong rồi thấy mấy con nhỏ lẻ khác cũng đang tăng, xong rồi chạy đi vô, mở, thoát ra, chạy vô trong nhóm Telegram. Coi hôm nay có ai kêu mua con nào lướt sóng không? Không ai thấy lướt sóng, bắt đầu quay lại cái Binance. Vô ví, nhìn tổng tài sản, nhìn tổng tài sản coi hiện tại mình đang sở hữu được bao nhiêu. Nhìn vô tài sản thấy đang lời, thấy đang cộng 50, 100 đô, 1000 đô, 5000 đô lợi nhuận gì đó đéo biết. Nói chung đại khái là quay lại nhìn thấy đang lời. Nhìn vô số đô, nhìn vô thấy bạn đang lợi nhuận được 1000 đô. Nếu mà nhìn vào số đô mà bạn lợi nhuận là bạn sai, không hiểu gì về crypto hết. Mỗi ngày các bạn phải vào, các bạn nhìn thử xem là hiện tại mình đang nắm giữ bao nhiêu số lượng coin. Ví dụ như mình nhìn vào, mình đang nắm giữ hiện tại là, nói bé bé thôi chứ nói to của chủ nợ nó đòi, mình đang nắm giữ hiện tại là 500 đồng GTC. Thì mình không cần biết thị trường nó lên hay xuống, mình cũng không cần nhìn vào mình đang có bao nhiêu đô và mình đang âm bao nhiêu đô. Mình chỉ biết là mình có 500 GTC. Vốn ban đầu của mình bỏ ra là, mình có 33 đô, mình có 33 đồng GTC. Thì vốn ban đầu của mình bỏ ra là 10 đồng GTC, đúng không? Vốn ban đầu mình bỏ về mình mua là mình mua 10 đồng. Đến thời điểm hiện tại mình đang sở hữu 33 đồng. Thì mình chỉ cần quan tâm là cái giá, cái vị thế của mình nó đang nằm ở đâu. Nó đang nằm dưới 16 đô, thì chỉ cần nó lên 1 đô là mình có 33 đô. Nó lên 10 đô thì mình có 330 đô. Hết. Thế thôi. Và khi chúng ta chỉ được tính số đô khi nào? Khi chúng ta chốt lời nó rồi. Khi chúng ta chốt lời rút tiền về tài khoản ngân hàng Việt Nam, lấy số tiền đó đem về túi cất, thì đó mới là lúc chúng ta nên tính số đô. Đừng bao giờ tính số đô khi tiền nó còn nằm trên tài khoản, trên thị trường. Nghe chưa? Đéo biết, nói chung đại khái là nói ví dụ sơ sơ vậy thôi. Đại khái nó là cơ bản nó là như vậy. Nói chung là đừng có tính cái số đô làm lùn, cứ tính cái số lượng con mà mình sở hữu ban đầu bao nhiêu và đến cuối cùng là mình sở hữu nó bao nhiêu. Và cái sự cái vị mình phải tính được cái trung bình giá của mình đến cuối cùng là mình nó đang nằm ở cái vị thế nào ở trên cái biểu đồ đang chạy, và nó tăng lên bao nhiêu thì mình lời được bao nhiêu, và nó giảm bao nhiêu thì mình lỗ bao nhiêu, dựa trên cái số con mà mình có. Tại vì sao? Tại vì nếu như chúng ta chơi dài hạn thì chúng ta không bao giờ bị mất đô, mà chúng ta vẫn, tại vì chúng ta vẫn còn giữ con, đúng không? Cái số đô nó chỉ là cái số tiền thể hiện ở thời điểm hiện tại mà chúng ta nhìn vào thôi, chứ nó không phải là ở cái sự dài hạn mà chúng ta kỳ vọng. Còn cái số lượng con mà chúng ta nắm giữ nó luôn luôn nằm im như vậy. Chúng ta mua 100, chúng ta mua một Bitcoin thì chúng ta để 10 năm nó vẫn là một Bitcoin. Chúng ta sở hữu một Bitcoin. Không tin nữa, các bạn lên những cái tweet người nổi tiếng hay là những người mà đầu tư lớn, người ta luôn luôn nói là chúng tôi đang có một Bitcoin. Chẳng ai kêu là tôi đang có 54.000 đô, cái ngày mai tôi lại có 55.000 đô à? Không đúng. Tôi sở hữu một Bitcoin. Bởi vì người ta luôn luôn tính số lượng con mà mình sở hữu, chứ người ta không tính số đô. Hiểu không? Bởi vì khi chúng ta mà hiểu được cái cách mà chúng ta tính số lượng con chúng ta nắm giữ, thì chúng ta phải biết cách để chúng ta tối ưu cái số lượng con chúng ta tích trữ đem vào. Các bạn mà để ý ở trên Telegram á, ở trên nhóm chat Telegram, bạn nào mà để ý á, thì tôi đảm bảo với các bạn là các bạn không bao giờ thấy cu tèo kêu là cu tèo mua, kêu mua là 10.000 đồng đó, 10.000 đồng sen hay là 10.000 đồng, 10.000 đô mana, 10.000 đô sen hay 10.000 đô con này con kia. Không bao giờ cu tèo nói như vậy nữa. Tên để ý đi. Cu tèo mỗi lần mà vô nhóm kêu là mình mua 10.000 con mana, là sở hữu 10.000 cái đồng mana, chứ không phải là 10.000 đô mua con mana nha. Thông tin thì các bạn lục lại Telegram coi có đúng cô Tèo chat, cô Tèo nói kiểu nói chuyện như vậy. Ví dụ như cô Tèo hỏi là bạn mua con bạn đang đầu tư con gì á, mình kêu là
và mình đang cầm cỡ 10.000 con mana, 10.000 con mana. Thì lúc đó cú tèo chạy và mở biểu đồ lên nhìn, à 10.000 con mana, biết là hiện tại đang lỗ rồi. Thế thôi. Chứ bây giờ hỏi kêu đầu tư con gì á, kêu tao mua 10.000 đô con mana, giờ lời lỗ, mở mở điện thoại lên vô nhìn thấy đang âm, ngồi tính nhẩm 10.000 đô giờ còn 8.800, âm 1.200 đô. Tính vậy thì đồ má không bao giờ theo đuổi thị trường này được. Phải tính cái số lượng con mình nắm giữ và nhớ cái vị thế mà mình mua. Và phải làm bằng mọi cách để mình tối ưu được cái con mà mình nắm giữ nó tăng lên theo cái cách đầu tư của mình. Tối ưu được càng nhiều con nắm giữ thì cái số lượng mình kiếm được lợi nhuận nó sẽ nhiều hơn. Chứ không phải là kiếm được số đô, đừng bao giờ tính số đô, tính số đô là tính sai. Phải tính số lượng con. Sau này anh mà vào nhóm Telegram anh hỏi là thằng Văn, thằng Hào hay thằng Lịch gì đó, hay ông Trung hay là ai đó mua bao nhiêu con GTC em. Đừng kêu đổ mắt em mua 200 đô GTC anh ơi, 200 đô GTC là bao nhiêu con? Cho tao tính được. Hãy chạy vào mở lên nhìn vô kêu em đang có 10 đồng GTC. Thì lúc đó tao nghe 10 đồng GTC tao sẽ biết rồi, tao mở cái biểu đồ lên tao nhìn thị trường tao sẽ biết mày đang lời hay đang lỗ. Hiểu không? Chứ bây giờ kêu anh cho cái NG là mua con GTC ở 12 đô. Bây giờ là nó rơi xuống 10 đô. Xong anh hỏi là mày mua con GTC bao nhiêu á? Kêu em mua 12 đô. Kêu mua nhiêu đô á? Kêu mua 5, kêu mua 200 đô. Cái giờ nó rơi xuống 10 đô, má giờ ngồi tính sao ra lỗ bao nhiêu được trời, khó tính lắm. Mua 12 đô nó xuống 10 đô mà có 200 đô là lỗ cỡ 20 đô. Tính mệt đúng không? Nhưng mà ví dụ như giờ vô kêu em mua bao nhiêu GTC á? Em đang có 10 đồng GTC. Hỏi em mua giá nhiêu á? Kêu em mua 12 đô. Mở biểu đồ lên nhìn. Từ 12 đô xuống 10 đô. Nó có 10 đồng thì nó mất mỗi đồng nó mất 2 đô, 10 đồng nó mất 20 đô, đúng không? Tính cuối cùng cũng ra 20 đô đó, nhưng mà có phải là tính cái số lượng con nó dễ hơn không? Tính nhanh, dễ tính. Đó là cách mà chúng ta đang tính toán cái cách cái số lượng chúng ta nắm giữ và cái cách mà chúng tối ưu được cái đồng con này để đem về ví của mình, là chúng ta phải hiểu được những con sóng nó đi. Những con sóng nó đi luôn luôn có những con sóng tăng và những con sóng giảm, thì trong chúng ta phải tận dụng hết được những con sóng đó để chúng ta nhảy vào, chúng ta gia tăng số lượng con. Mà lời khuyên của mình, các bạn hãy để ý đến Bitcoin nhiều hơn. Mình thấy là 90% số lượng người ở trong nhóm Telegram của mình đều không bao giờ để ý đến Bitcoin hay là Ethereum. Các bạn muốn theo cái thị trường này lâu dài thì các bạn phải biết thằng nào là vua. Yêu một thằng vua không bao giờ mà bạn thiệt thòi bằng yêu một thằng nông dân. Yêu vua thì bạn được làm hoàng hậu, chứ mà bạn yêu nông dân là bạn chỉ có đi làm cô, đi chăn bò, đi chăn râu. Bạn phải để ý đến Bitcoin nhiều hơn. Để ý đến Bitcoin để làm gì? Ví dụ như tôi bày cho các bạn một cái mẹo như thế này. Con sen đợt trước, con sen trên con trên trên BTC nó chạy sóng, nó chạy rất là đúng sóng của thằng Elliot. Bằng cách nào đó là bạn gia tăng được số lượng BTC, thì bạn hãy dùng USDT, bạn đi tìm cặp sen USDT bạn mua. Bởi vì khi đó bạn không có nắm số lượng Bitcoin đúng không? Tôi cá chắc là bạn không nắm Bitcoin trong tay luôn. Thì bạn nắm đô thì bạn hãy cầm đô bạn đi mua con sen. Và khi con sen nó đang có cái trend tăng như thế này, có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó chạy, xu hướng tăng của nó không bị ảnh hưởng bởi thằng Bitcoin, đúng không? Những con trend tăng như thế này là nó chạy ngoài vòng phụ sóng của Bitcoin và nó sẽ tăng đến một mức độ nào đó mà chúng ta không bao giờ nắm chữ được. Thì khi mà cú tèo gọi các bạn mua sen giá 0,9 đô, nếu mà các bạn giữ được đến bây giờ là các bạn lời được ít nhất là gấp 9 lần. Quan trọng là đéo ai giữ được hết, tại vì các bạn không... Bởi vì lúc mà tôi kêu mua các bạn mua cái đó, các bạn trong này chả ai biết gì về Elliot hay là chả ai biết gì về sóng, cũng chẳng ai biết là định ở đâu và đáy ở đâu hết. Các bạn không bao giờ nắm giữ được. Khi mà các bạn được hiểu được về bản chất của nó, các bạn sẽ giữ được ít nhất là nó lên 5 đô, các bạn phải bán. Tôi cá chắc luôn. Không bao giờ bán non ở vùng 2 đô, 2 đô mấy. Thì bây giờ lúc đó chúng ta chưa hiểu, chúng ta còn nhiều cơ hội để hiểu về sau này hơn. Thì khi mà các bạn mua mua con sen ở giá 0,9 đô, bạn có 100 con sen. Khi con sen lên 5 đô, khi con sen lên 5 đô mà Bitcoin nó đang ở vùng 50 mấy ngàn đô, thì bạn hãy bán con sen về cặp BTC. Là mình hay nói cái ngôn ngữ là altcoin trên BTC.
Ancon trên BTC. Và muốn vẽ sóng mà chuẩn xác nhất là chúng ta hãy nhìn vào sóng Ancon ở trên BTC, đồ thị BTC, chứ chúng ta không thể nào vẽ một con sóng dựa trên đồ thị của USDT được. Bởi vì USDT nó không phải là cái nền tảng và cái căn bản chúng ta dựa vào nó là chúng ta quyết định con sóng, mà nó là sóng BTC. Và hãy lưu ý là sóng Ancon chạy trên BTC nó không giống như thằng USDT nha. Hãy quan sát, dành thời gian ra ngồi quan sát và tìm hiểu kỹ coi là nó khác nhau và nó giống nhau ở chỗ nào. Ví dụ như mình mua thằng Sen, thôi mình ví dụ luôn con GTC đi cho nó, nói luôn cho nó dễ. Lỡ nói rồi nói luôn con này đi. Ví dụ như mình kêu các bạn mua GTC trên cặp BTC, mình có nói khéo rồi đó mà không biết có ai hiểu không thôi. Mình là mình không mua USDT rồi. Mình cho các bạn mua con GTC trên 2280 Satoshi đúng không? Mình nhớ chính xác con số là 2280 Satoshi. Đơn vị của BTC. Thì khi mà các bạn mua 2280 BTC mà lên đây các bạn chốt lời là các bạn thu về Bitcoin các bạn sở hữu được 6.000, bạn sở hữu được 6.000 BTC Satoshi và bạn thu về nó thành Bitcoin. Có nghĩa là khi bạn chốt lời con này bạn sẽ bán nó về BTC cho bạn không bán nó về USDT. Bạn bán nó về Bitcoin. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường hiện tại Bitcoin nó đang ở sóng điều chỉnh 4 và nó đang ở gần dưới vùng đáy điều chỉnh test đáy. Thì khi mà chúng ta đưa cái số lượng của thằng GTC, ban đầu chúng ta dùng đô chúng ta mua nó ở cái vùng dưới này, thì cái số lượng chúng ta tận dụng cái số lượng đó, chúng ta đổi nó về đô, tại vì số lượng chúng ta lúc đó tăng lên gấp 3 lần. Và khi chúng ta đổi về Bitcoin là cái số lượng Bitcoin của chúng ta nó tăng lên gấp 3 lần nếu như chúng ta quy đổi nó từ chỗ này. Thì khi các bạn quy đổi thằng GTC này từ USDT qua GTC xong ăn x3 GTC quay về lại Bitcoin thì bạn đang sở hữu số lượng Bitcoin là gấp 3 lần. Chứ bạn không bao giờ bạn mua được Bitcoin từ chỗ này mà bạn ăn được con Bitcoin 3 lần. Đó là sự khác biệt. Và khi bạn sở hữu được số lượng BTC đúng không? Khi bạn sở hữu được số lượng BTC, bạn phải dùng cái phép tính này nữa. Nếu như Bitcoin nó tăng lên 68.000 khi bạn quy đổi ra BTC ở giai đoạn này. Khi Bitcoin lên 68.000 thì cái số lượng BTC bạn đang sở hữu nó sẽ kiếm thêm cái lợi nhuận cho bạn nữa. Đó là vì sao người ta luôn luôn dùng cặp tỷ giá Ancon trên BTC và người ta luôn đổi Ancon về BTC và người ta tích trữ số lượng BTC. Luôn luôn tích trữ BTC. Đó là cái điểm mà chúng ta cần phải tận dụng vào cái thị trường crypto này. Khi mà Bitcoin nó lên 68.000 bạn thoát hết toàn bộ Bitcoin về USDT. Bởi vì bạn xác định được là ở đâu lên 80.000 đi ha. Bạn xác định được cái vùng đỉnh của nó là 80.000 thì bạn thoát hết toàn bộ số lượng con Bitcoin bạn đang nắm giữ về USDT. Bạn bán toàn bộ cái số lượng Bitcoin bạn đang nắm giữ về USDT. Xong bạn lại đi lấy cái USDT bạn đi lướt sóng những cái đồng coin mà nó đang có những con sóng hồi á. Bạn đi lướt những cái con sóng hồi xong rồi bạn lại lấy cái số lượng lời của con sóng hồi bạn đi về lại Bitcoin. Với điều kiện Bitcoin nó đang giảm. Bitcoin nó đang giảm mà mình mua con đó mà con đó đang có xu hướng tăng thì mình hãy quy con đó về Bitcoin. Còn Bitcoin nó đang tăng mà mình mua con kia giảm là mình bị giảm số lượng Bitcoin. Nghe chưa? Chứ không phải là đồ dễ chơi đâu, khó lắm á. Tính cho kỹ vào. Hiểu không? Bạn chỉ quy đổi ra Bitcoin khi cái con bạn mua nó tăng và Bitcoin đang có xu hướng điều chỉnh giảm. Là những con đi ngược sóng thì chúng ta hãy tận dụng những con sóng ngược đó để chúng ta quy đổi về số lượng Bitcoin. Bởi vì khi Bitcoin đi về điều chỉnh giảm thì nó sẽ có một đợt sóng hồi và chúng ta sẽ thoát về đô thì chúng ta sẽ tích lũy được cái số lượng lời của nó. Mà ngay cả khi chúng ta chưa cần thoát về đô thì mà chúng ta muốn cần Bitcoin để chúng ta giao dịch một cái gì đó thì nó luôn luôn mang lại cái tối ưu lợi nhuận. Nhưng mà ví dụ bạn vô tình bạn mua con Sen. Vô tình bạn mua con Sen ở thời điểm này ở trên cái đỉnh này. Bạn dùng USDT bạn mua con Sen ở thời điểm này. Đúng không? Con Sen nó đang có xu hướng giảm. Nhưng mà bạn thoát con Sen ở thời điểm này về Bitcoin thì bạn chắc chắn lỗ. Bạn thoát con Sen về cặp BTC thì bạn chắc chắn lỗ. Bởi vì khi bạn mua con Sen, bên này bạn nhìn hai cái thằng sóng của nó đi, bạn sẽ thấy nè. Quá nhiều bài học trong ngày hôm nay.
clip này các bạn nhớ phải coi ít nhất 5 lần. Thấy không? Nhìn rõ ràng là thằng Bitcoin nó đang có xu hướng đi lên. Xu hướng đi lên. Nhưng mà ông nội này đang có xu hướng đi xuống. Thì nếu như mà chúng ta mua, chúng ta dùng USDT, chúng ta mua nó ở trên này, sau mà chúng ta cắt lỗ mà chúng ta thoát về Bitcoin ở ngay trên này, thì chúng ta bị lỗ kép. Bởi vì nếu mà hơn á, mà Bitcoin nó tăng lên như này thì may ra chúng ta gỡ lại được phần lỗ. Còn mà Bitcoin nó quay về nó điều chỉnh như này mà chúng ta cắt thêm lần nữa, chúng ta về đô thì chúng ta lỗ kép. Trời ơi, đủ má ngồi 3 tiếng rồi nói chưa xong đề tài ngày hôm nay nữa. Mà đề tài ngày hôm nay nói nó hơi dài, cái clip này mình nghĩ chắc phải cắt đôi ra người ta mới nghe nổi thôi mấy bạn ơi. Đúng má, nó cắt ra 3 cái clip. Tại vì cái đề tài ngày hôm nay nó rộng quá, không nói không hết được. Đúng không? Bây giờ các bạn cứ bây giờ mình nói là toàn bộ anh em chúng ta ở trong Telegram này, toàn bộ những người đang coi live và toàn bộ những người trong Telegram, mình cam đoan là 90% số lượng người trong Telegram không ai hiểu về quy tắc của crypto. Và không ai xác định được cặp tỷ giá altcoin trên cặp BTC và cặp altcoin trên cặp USDT. Và không bao giờ các bạn để ý đến Bitcoin. Các bạn không bao giờ để ý đến Bitcoin, các bạn luôn ngó lơ Bitcoin đi. Luôn luôn ngó lơ, các bạn chỉ quan tâm đến Bitcoin trừ khi nào mà các bạn thấy nó tăng. Mỗi ngày các bạn vào thị trường, các bạn luôn mong mong là Bitcoin tăng để những con các bạn ôm nó có xu hướng tăng theo. Và nếu như mà mỗi ngày các bạn vào thị trường các bạn thấy Bitcoin giảm thì các bạn luôn cầu cho nó đừng có giảm nữa. Bởi vì nó mà giảm quá thì mấy con altcoin của bạn nó bị rơi theo. Đó là cái sự quan tâm duy nhất bạn dành cho Bitcoin. Nhưng mà mình nói cho các bạn nha, các bạn muốn giàu từ cái thị trường này, muốn giàu á, muốn giàu thì các bạn phải hiểu nhiều. Bạn không hiểu gì về nó đó. Bạn cũng như là những chú cá mơ hồ đang chạy trong cái bể bơi cá mập. Bạn không bao giờ bạn quan tâm đến Bitcoin thì bạn không bao giờ bạn giàu được từ thị trường crypto. Bạn quan tâm nó không phải là quan tâm nó lên hay quan tâm nó xuống để cho cái thằng altcoin của mình nó lên nó xuống theo. Mà là quan tâm nó khi nào nó xuống và khi nào nó lên để mình tích trữ nó, tích trữ Bitcoin. Đừng có nhìn giá Bitcoin 60.000 đô mà sợ mua. Vậy là thêm một cái sai lầm, đẻ ra thêm một cái sai lầm nữa. Tại vì khi bạn mua một đồng coin, bắt đầu chúng ta phải tính cái số lượng chúng ta nắm giữ, chứ chúng ta không tính cái tỷ giá của nó trên biểu đồ. 6.000, nó đang có giá 60.000 đô. Bạn có 6.000 đô có nghĩa là bạn mua được 0.1 Bitcoin. Thì khi Bitcoin lên 120.000 đô thì bạn cũng lời được gấp đôi tài khoản. Bởi vì cái số lượng coin bạn nắm giữ nó quy đổi ra cái giá, chứ chúng ta đừng có nhìn cái giá để quy đổi về số coin. Đúng không? Cái đó mà các bạn không cập nhật được thì thôi, các bạn thua rồi. Mình hôm nay mình nói nhiều như vậy mà các bạn vẫn không nắm được cái cốt lõi của nó là không bao giờ các bạn đi dài được với thị trường này. Chắc chắn các bạn sẽ thất bại. Ai đủ má trong người rất không? Tí nữa mình vào mình lọc group tiếp. Lọc nội quy. Các bạn hiểu ý mình nói rồi gì nữa, đúng không? Mình nói với các bạn là cái bài học mà altcoin ở trên cặp tỷ giá altcoin với BTC đéo có thằng nào dạy luôn. Mình coi Simon, mình coi tùm lum thằng thầy dạy ở trên crypto trên mạng. Mình nói thiệt là đéo quá một thằng nào dạy cho các bạn về mấy cái này. Mình hứa với mọi người đéo có thằng nào dạy cho một thằng nào giải thích. Thậm chí bây giờ bạn lên Google bạn search cặp tỷ giá altcoin trên BTC và cách tối ưu của altcoin, đéo ai chỉ cho các bạn, không có một cái bài Google nào luôn. Không có bất kỳ một cái Google nào bạn có thể tìm được cái tài liệu đó hết. Mình không biết là các bạn bỏ tiền ra mua khóa học ở đâu đó thì các bạn có thể thấy được mấy cái đó không. Nhưng mà mình không tìm ra ở trên Google đó. Các bạn có biết không, cái ngày mà mình bắt đầu mình nghe thầy của Bùi Mộ Văn livestream và nói về cặp tỷ giá altcoin và BTC đó. Simon đấy. Mình nghe về cái cặp đó mình cảm thấy rất là lạ. Mình nói thiệt mình đéo hiểu luôn. Đủ má mắc lồn gì cứ phải đủ mẹ altcoin trên BTC. Rồi mình thấy ông nội này giống như là màu mè. Xong rồi này nọ, bắt đầu mình ngồi mình mở biểu đồ lên mình nhìn. Mình quan sát sóng chạy của thằng altcoin trên BTC và altcoin trên USDT, mình thấy nó đéo giống nhau.
Mình thấy nó không giống nhau mà mình cũng đéo hiểu tại sao nó lại không giống nhau. Bắt đầu mình quan sát, mình phải nói mất gần 5 đến 10 ngày trời để mình ngồi mình tìm hiểu là tích trữ BTC là gì, tích lũy BTC là gì, cặp tỷ giá altcoin trên BTC có tác dụng gì, cặp tỷ giá altcoin trên USDT là gì. Mình mất rất là nhiều thời gian để mình tìm hiểu về cái này. Nhưng mà mình chỉ mất có 15 phút để mình giải hiểu cho giải nghĩa cho các bạn nghe, mà mình nói thì các bạn chưa hiểu hết đâu. Tại vì sự hiểu biết của mình nó vẫn chưa đủ. Về cái tỷ giá này mình thấy là nó có nhiều cái lỗ hổng lắm, nhiều cái lỗ hổng để chúng ta có thể tận dụng được để tích lũy. Nếu ai mà pro ở trong tính toán á, pro trong toán học nó có nghĩa là tính được xác suất thống kê thì nhảy vào đầu tư cái này khó lỗ lắm. Thiệt á, tính được xác suất thống kê khó lỗ thị trường gì lắm. Hiểu về xác suất thống kê mà hiểu được về indicator hay là hiểu về kỹ thuật này nọ, mình nghĩ là khó lỗ lắm thị trường. Cái lời này, lời nhiều hay ít thôi chứ khó lỗ lắm. Các bạn mà tận dụng được cái cặp tỷ giá altcoin trên BTC ấy. Đúng rồi, bữa trước BTC về 54.000 mà vào Binance mua USDT là dở, đúng không? Nếu mà lúc đó mình lúc Bitcoin về 54.000 mình nhảy vào dùng cái tiền Việt Nam đồng của mình nhảy vào Bitcoin luôn. Để Bitcoin đó nó lên cỡ 56, 57, 58.000 vậy đó, quy đổi về USDT xong mình lấy USDT chạy đi mua altcoin. Chạy đi mua altcoin mà thằng Bitcoin này nó lại xu hướng giảm thêm một lần nữa về 53, 54.000 gì đó, mình là quy đổi ra về BTC. Đồ mấy cái số lượng của mình nó đẻ ra thêm. Chứ mà bây giờ mình cứ ngồi mình chơi altcoin hoài, nó có đẻ ra được số lượng BTC đâu. Mà thị trường này nó chạy theo BTC là cái, nó chạy theo cái gì, nó chạy theo BTC mà. Nhà vua mà các bạn không để ý đến là các bạn là thua rồi. Các bạn mỗi ngày các bạn chỉ vào thị trường, các bạn coi nhà vua là cái quẩy đuôi hay là đổ má uống nước ngọt không, hay là uống nước trà, hôm nay là trà, hôm nay đàm trà cho nó thanh tịnh, hay là đổ má hôm nay nóng giận cáu gắt, hay là nhà vua hôm nay cao hứng tột độ lên bài hát. Mỗi ngày các bạn vào các bạn chỉ quan tâm nhà vua chỉ có mỗi như vậy, khác nào nhà vua là đi mua vui cho các bạn, đúng không? Phải bám vào nhà vua, phải yêu nhà vua thì mới làm hoàng hậu được. Chứ mà yêu mấy mấy nông dân, mấy cái thằng mà GTC hay là Sen hay là CTS gì đó thì mấy nông dân rồi. Mà yêu mấy nông dân thì làm sao làm hoàng hậu được? Đụ mẹ làm bà chăn rau chăn bò chứ. Đừng bao giờ quên BTC. Phải luôn luôn trong BTC, có luôn luôn phải có trong ví. Bởi vì BTC mà có trong ví của bạn 5 năm, 10 năm nữa bạn không bao giờ lỗ được những cái lời. Chứ bạn đầu tư con này con kia nó vẫn có lỗ đấy. Buồn buồn nó cắm cái đầu nó xuống lỗ đít, vui vui là nó chạy lên lại, còn buồn buồn là đéo thấy nó về lại luôn, đi luôn. Đó, nhìn cặp BTC nè đang tạo một cái nến xanh, còn ông nội GTC trên BTC lại đâm đầu đi xuống, thấy không? Khác lắm. Mà hôm bữa mình đăng một cái bài mình nói về GTC trên Bitcoin thì có vài người lại kêu không hiểu. Không hiểu mà hôm nay không chạy vô coi clip này nữa thì đúng là không biết làm sao cho hiểu luôn. Các bạn gặp mình là các bạn hên đấy. Các bạn gặp mình là các bạn hên đấy. Mình dắt đây các bạn vào đây mình ngồi mình nói 3 tiếng đồng hồ mà mình chưa muốn nghỉ nè. Để hôm nay mình có hứng mình mới like mình nói vậy. Còn các bạn mà không hên gặp mình nó xui xui chứ ha. Các bạn bỏ tiền vào thị trường xong các bạn chạy đi vô nhóm này nhóm kia mà cứ theo theo tụi nó biết. Các bạn chỉ có đường lỗ không bao giờ lời được. Tại vì sao biết không? Tại vì người ta chỉ đưa ra cái entry và cái target cho các bạn thôi, chứ người ta không có nói cho các bạn hiểu là nên làm như thế nào khi thị trường có biến động mạnh. Không thể nào người ta đưa cái entry mua 2.000, mua 12 đô đợi target 30 đô bán, nhưng mà nó về nó rơi về tới 9 đô hay 7 đô rồi nó chia đôi rồi mà các bạn vẫn ngồi đợi thì thua, đợi khi nào nó mới quay lại thua luôn. Nhưng mà nó chỉ cần rơi về cỡ tầm 10 đô là mình sẽ kêu thôi chúng ta cắt lỗ, con này chấp nhận lỗ. Mình luôn luôn có trường hợp B, luôn luôn có trường hợp phòng ngừa. Tại vì khi mà mình thấy biến động mạnh mà mình chỉ cần thấy là rủi ro từ con này nó lớn là mình sẽ cho cắt 10 đến 20% lỗ chạy. Với điều kiện nó có biến động mạnh thôi, còn biến động nhẹ mình không ăn thua. Biến động nhẹ thì mình sẽ khuyên là giữ im. Chúng ta mua altcoin bằng U nếu như chúng ta không có BTC. Chúng ta mua altcoin bằng BTC và bất kỳ lúc nào cũng được. Bởi vì chúng ta mua altcoin bằng cái gì nó không quan trọng.
nó không quan trọng, thực sự nó không quan trọng. Chúng ta mua Ancon bằng bất kỳ loại đồng nào nó cũng không quan trọng hết. Nhưng mà khi chúng ta bán nó ra thì chúng ta phải hiểu và chúng ta phải xác định được chu kỳ sống của thị trường, và chúng ta sẽ nắm được là những nhịp lên xuống của thằng Bitcoin. Nếu mà bạn các bạn tối ưu được cặp tỷ giá Ancoin trên BTC, mà các bạn cũng nên tập chơi Ancoin trên BTC đi. Có nghĩa là trong ví của mình luôn luôn sở hữu BTC, đừng có sở hữu USDT. Luôn luôn sở hữu BTC, bởi vì cái số lượng BTC nó sẽ quy ra được là bạn sẽ mua được số lượng bao nhiêu thằng này, chứ không phải là giá BTC. Giá BTC chỉ có tác dụng khi các bạn quy đổi từ BTC về USDT thôi. Đó là lý do vì sao người ta tạo ra cặp Ancoin trên BNB, Ancoin trên BTC. Có một cái điểm, cái lỗ hổng nữa là thằng Ancoin trên thằng BNB. Mình đang đi tìm cái lỗ hổng của nó và mình phát hiện ra được, các bạn mà để ý á. Các bạn mà để ý, các bạn sẽ nhìn thấy được cái thằng BNB á, nó luôn luôn có cái biên độ dao động cực kỳ lớn. Có nghĩa là nếu như các bạn chữ USDT thì khi BNB nó rơi về một cái đáy nào đó, các bạn hãy nhảy vào mua BNB hết cho mình, mua hết BNB luôn. BTC có thể biên độ của nó lớn quá, nhưng các bạn chưa nắm được, các bạn hãy thử cặp Ancoin trên BNB. Khi BNB, khi bạn đang có số lượng đô chưa cần phải làm gì, đúng không? Bạn thấy rằng BNB đang có giá ở dưới đáy, bạn nhảy vào mua hết BNB cho mình. Bạn để BNB nắm giữ đó, tại vì biên độ chạy của thằng BNB mỗi ngày nó rất lớn. Các bạn có hiểu vì sao thằng BNB mỗi ngày nó chạy lớn không? Những cái thằng stablecoin là các bạn phải hiểu được cái quy tắc. Những cái thằng stablecoin á, nó sẽ không đi theo bất kỳ một con sóng nào hết, mà nó sẽ chạy theo thằng Bitcoin. Và lâu lâu nó sẽ bị lạc khỏi thằng Bitcoin bởi vì những thông tin người ta đẩy ra thị trường. Ví dụ như thằng Binance này sắp tới nó sẽ có cái low bat stack BNB để lấy thằng Santos, đúng không? Thì khi mà bạn muốn stack BNB để bạn stack BNB để bạn lấy về Santos thì yêu cầu bạn có là gì? Là BNB. Thì khi mà BNB để farm thằng Santos thì bắt buộc bạn phải vào mua BNB, đúng không? Mà khi mà bạn vào mua BNB thì số lượng người giống như bạn nó rất nhiều và nó sẽ đẩy thằng BNB lên một con sóng tăng. Bởi vậy nếu như mà bạn mở cái biểu đồ của thằng BNB lên, bạn sẽ nhìn thấy mình mới bữa giờ mình đang nghiên cứu cái lỗ hổng của thằng BNB, nhưng mà mình chưa tìm ra được cái điểm nào để mình tối ưu được cái thằng này. Đó, bạn nhìn hai thằng này nó đi coi. Nhìn nó chạy giống mẹ nhau nè. Nhìn kỹ nha. Một ngày thằng BTC nè, một ngày BTC nè, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày BTC. Và 6 ngày trước là thằng BTC là một gậy rơi xuống. Và đến hiện tại là 5 ngày sau là thằng BTC nó mới về lại cái gậy đỏ này thôi, đúng không? Nhưng mà các bạn nhìn thằng này đi. Các bạn mà nhìn thằng này các bạn sẽ thấy nè. Thằng Bitcoin này nó giật một cái râu. Đúng chưa? Nó đi một cây nến đỏ đóng full râu luôn, giật hai cái râu cực kỳ bé. Nhưng mà các bạn nhìn thấy thằng BNB không, nó giật một cái râu ở hai đầu rất lớn. Có nghĩa là khối lượng giao dịch của nó mỗi ngày, biên độ và biến động của nó cực kỳ lớn, đúng không? Và nếu như các bạn nhìn rõ cái xu hướng chạy của cái thằng này nó chạy bất quy tắc, khỏi cần sóng mẹ gì hết, cứ thấy nó về cái giá mà cảm thấy đẹp là mua, về giá đẹp là mua cho mình, mua hết BNB cho mình, đừng có mua BTC. Muốn mua BTC các bạn phải hiểu rõ về bản chất của BTC trước khi bạn nhảy cái cặp Ancoin trên BTC. Trước khi nhảy Ancoin trên BTC thì hãy tìm hiểu cặp Ancoin trên BNB, nó sẽ đơn giản hóa hơn cái vấn đề mà mình nói. Bạn không tích trữ được BTC thì bạn hãy tích trữ BNB cho mình. Đến thời điểm hiện tại mình vẫn chưa tìm được cái lỗ hổng của thằng BNB này để mình tích trữ nó, nhưng mà mình nghĩ là sớm muộn gì mình cũng sẽ tìm được cái lỗ của nó rồi. Mình là chuyên gia đào lỗ mà. Mình đào lỗ ghê lắm. Chỗ nào có lỗ hổng là mình bơm cái đầu mình vô liền. Mình ăn mấy cái lỗ hổng là nhiều thôi.
như hôm bữa mình nhìn thằng này nó rơi về dưới vùng 520 đô. Thì lúc đó mình đang sở hữu khá là nhiều USDT, tại vì lúc đó mình chưa biết mình sẽ nên mua gì hết. Lúc đó mình mới cắt lỗ con phiêu với lại con sushi á. Thì lúc đó mình chưa biết nên đầu tư vào con nào. Thì mình quy đổi toàn bộ số U mà mình có về thằng BNB hết. Thì mình nói ví dụ nha, cái này mình nói ví dụ thôi chứ mình không có nhiều tiền gì đâu, mình nói ví dụ thôi. Thì khi mà mình bắt được cái đoạn này của thằng BNB là 520 đô á, thì mình đi ngủ, tối hôm đó mình cắt lỗ hai con kia xong mình chưa biết đầu tư con nào, mình vô mình bắt đại BNB, mình thấy giá nó đẹp. Thì ngay ngày hôm sau thằng BNB nó tăng lên gần 100 đô. Thì tính với cái số lượng mà mình sở hữu BNB là mình lời được, trước mắt mình lời được 600 đô trước rồi đã. Mình ngủ dàn đêm mình lời được 600 đô trước. Thì khi mình lời được 600 đô BNB rồi, mình không dùng BNB để mình nhảy qua con GTC mà mình quy đổi BNB về USDT. Mình quy đổi BNB về USDT xong mình lấy USDT mình chạy đi mua GTC. Mình chạy đi mua GTC. Mình chạy đi mua GTC bằng USDT, nhưng khi mình đổi USDT ra Bitcoin thì mình đổi ra khi mình đổi mình bán GTC thì mình bán GTC trên cặp BTC. Thì mình bán ở đâu đó, chỗ nào chính xác nhất nha. Mình bán ở đâu ngay chỗ cái đoạn này của con BTC nè. Mình quy đổi nó ra từ GTC ra BTC ở đâu ngay đây. Rồi mình lại dùng, và khi BTC nó tăng lên được chút xíu như đây, mình lại dùng BTC mình chạy vào mình mua thêm con GTC và mình DCA thêm bằng BTC. Bây giờ mình dùng toàn bộ số lượng thằng GTC này mình đang có mà mình quy đổi về BTC, thì mình sẽ không đổi về BTC giai đoạn này. Mình sẽ không quy đổi về BTC giai đoạn này, bởi vì hôm bữa mình có nhận định với các bạn rồi đúng không? Theo mình nhận định thì nó sẽ chạy như thế này, cho nên mình sẽ không đổi BTC giai đoạn này. Mình sẽ quy đổi về USDT. Mình cũng không đổi về BNB luôn. Tại vì mình bắt được cái đáy BNB ở đây. Mình nhảy, mình lời được cái đỉnh ngay đây, mình cầm BNB mình chạy qua mình mua GTC. À, mình cầm BNB mình đổi về USDT xong mình chạy qua mình mua GTC. Bây giờ mình mà quay lại mình đổi về BNB thì nó đã tăng lên tới đây là mình lỗ. Mình lỗ. Mình không lời không lỗ gì nhưng mà tính thẳng ra là mình lỗ. Vậy là lỗ. Mà mình nhảy về mình mua thằng mình đổ về Bitcoin ở chỗ thời điểm này mình cũng không an tâm. Không an tâm lắm. Mình không an tâm bởi vì mình vẽ cái hình như thế này mà mình không tin được mình vẽ thì làm sao mà mình đầu tư được đúng không? Nếu BTC nó có tăng luôn thì ok, coi như mình không lại kép được cái đoạn này thôi, chả mất mẹ nhé. Mà cái chỗ này mình chả ai chắc chắn được cái chỗ này để ăn được cái lãi kép chỗ này. Chứ bây giờ mình nhảy ra mình mua mình quy đổi về BTC ở cái giai đoạn này, cái nó đi theo con sóng mình chạy nó về dưới này mình lỗ mẹ luôn. Mình mà cắt lỗ BTC mình về USDT là thành ra mình lỗ mẹ lỗ kép. Chính là đôi lúc các bạn phải nhảy múa kinh vào, nhảy múa nhiều vô nhưng mà phải hiểu được cái bản chất nhảy múa của mình. Nãy giờ đủ má tôi livestream tôi nói chuyện với ông rồi, tôi bỏ lỡ hơi bị nhiều tiền rồi đó. Đúng không? Hợp lý không các bạn? An toàn nhất nếu thời điểm này mình muốn cắt, thời điểm này nha, hiện tại này mình muốn chạy con GTC này thì mình chạy nó về USDT. Mà nếu như cái này nó đi đúng như cái sóng mình vẽ thì mình sẽ chạy và mình mua Bitcoin nữa ở thời điểm này. Mình giữ Bitcoin trong ví trước cái đã. Tại vì khi Bitcoin nó mà rơi về đây thì mình nói mọi người là thị trường nó đéo còn cái gì để mất luôn. Đủ má nó chia 5, chia 7, chia đôi, chia tùm lum á. Thì khi nó rơi về đây thì mình sẽ cầm USDT mà chạy cho mình mua nó ở đây, tại vì USDT không có mất giá. Chứ còn mấy thằng này mà nó thằng Bitcoin rơi về đó, mấy thằng này nó rơi về dưới này nè, thì mình đi đổi về BTC làm đéo gì, đổi về đô, bắt đô, dùng đô bắt đáy thằng BTC ở đây. Khi BTC nó quay trưởng, nó quay tăng trưởng lại thì mình sẽ cắt lời BTC ở đâu ngay đây về đô, là mình cầm đô mà lại chạy đi mua mấy con anh con tiếp. Còn nếu như mình giai đoạn đó mà thằng 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 này nó có cái vấn đề gì đó mà đại khái là ví dụ như tháng sau mà thằng BNB này á nó mà ra thêm một cái low bat nữa để farm BNB thì mình sẽ chạy và
mình dùng cái U mình chạy và mình đổi BNB, mình nhét đi farm. Mình nhét hôm bữa giờ chứ nói gì nói với mình không bao giờ mình nói mọi người là mình mua BNB, tại vì BNB không phải là con để chúng ta đầu tư. Nhưng mà mình có giữ nhiều BNB lắm, vừa rồi mình mới farm Santos được 2 đồng Santos là được lời được đầu rồi. Mình farm 2 đồng Santos thì lời được bao nhiêu nhỉ? Santos nó lên sàn rồi đó. Nó chưa hiện bên này. Mình lời được đâu á? Giá hiện tại của con Santos là mười mấy đô á, mình lời được thêm 30 đô Santos, trong khi mình đâu mất mẹ đâu. Mình chả mất gì hết, mình nhét BNB vô, mình bắt BNB ngay đây, mình nhét BNB vô mình farm Santos thì giờ con BNB đi về đây, mình rút BNB về mình lời được thêm một cái khoản ngay đây nữa nè. Cộng thêm 30 đô hai cái đồng Santos nữa. Được 60 đô Santos với lại lời được thêm khúc BNB. Đó giờ mình đéo cần biết BNB nó chạy lên xuống thì mình cứ đổi BNB về USDT trước cái đã rồi tính sau. Bởi vì cơ bản bây giờ BNB nó chưa có sự kiện gì hết. Nó chả có cái sự kiện mày hết, thôi mình cứ đổi nó về USDT mình đợi. Đợi nó về đâu dưới vùng như này mình chạy vô mình bắt thêm một cái nữa mình đợi nó ra cái low bat mình vô mình farm tiếp. Đó là cái lỗ hổng đầu tiên mà mình nhìn thấy. Với điều kiện là thằng Binance này nó phải có low bat. Nhưng mà mình nói là người luôn, các bạn thấy dạo này thằng Huobi nó đang nhiều cái low bat không? Còn bữa giờ các bạn vào tele 3 tuần là nó có 3 cái low bat. Mục đích nó làm ra low bat là gì các bạn hiểu không? Là nó kiếm người, kiếm nhà đầu tư mới vào thị trường. Nó luôn tạo event để thu hút nhà đầu tư mới vào thị trường. Thì khi mà nó thu hút người nhà đầu tư mới vào thị trường á thì thằng này sẽ cạnh tranh với thằng đó. Cái thằng đó mà ra một cái low bat là thằng này cũng đi tìm low bat ra cho bằng được, hiểu không? Nghĩa là những cái sàn lớn nó sẽ có cái sự cạnh tranh với nhau bằng những cái sự kiện như vậy để thu hút member về, đổ tiền về sàn. Mà khi mà thằng Huobi nó ra nhiều event như vậy thì chắc chắn những cái thằng như thế này không bao giờ bỏ lỡ cơ hội rồi. Như cái thằng Mobot vừa rồi các bạn nhận NFT là ví dụ rồi. Rồi mình có nói với các bạn về cái vấn đề low bat đúng không? Thì đây, sẵn đây mình nói luôn. Mẹ mày cái live stream thì 3 tiếng vãi luôn thì. Cái low bat nè, Santos bữa mình farm nè, farm được 2 đồng Santos. Thì cái low bat nếu như mà bạn có một số tiền cỡ 100 đến 200 triệu mà các bạn không tiền nhàn rỗi, không ảnh hưởng về nó mà cũng không cần về nó nhiều, mà các bạn cũng không có tham vọng là phải kiếm nhiều lợi nhuận từ nó, hay là đại khái là thôi nói thẳng luôn là các bạn không có nhu cầu tham vọng, không có nhu cầu kiếm nhiều, cũng không thích rủi ro. Thế nhưng mà những kiểu người như vậy thích an toàn và thích nằm ở trong vùng an toàn, sau này chúng ta sẽ khi thị trường có xu hướng đi xuống thì mình sẽ hướng các bạn đi tới low bat cho mình không ra kèo khi thị trường đi xuống nữa. Nếu các bạn bị biến động lắm các bạn chịu không nổi nhịp đó. Sau này thị trường đi xuống chúng ta sẽ chạy vào low bat chúng ta chơi. Low bat hoặc là farm. Thì các bạn cứ tính đi, một cái pool thanh khoản của nó, một cái pool, một cái hồ thanh khoản như thế này á thì nó có tổng cộng 1.500.000 đồng Santos. Nó sẽ chia đều ra cho toàn bộ những người farm ở trong này thì cái API của nó là 2.96. Mà cái API này nó sẽ tính ở trên API nó tính trên 5 hay sao? API này nó sẽ tính trên 5. Thì có nghĩa là tính trên 5 có nghĩa là bạn bỏ một BNB vào thì một năm bạn sẽ farm được tầm 2.96 đồng Santos. Hình như là như vậy. Đại khái là hiểu cơ bản là cái API này là nó tính trên 5, nghĩa là một năm bạn sẽ kiếm được 2.96% lợi nhuận. Nói chung là mình chưa có tính kỹ về cái này. Đại khái là các bạn cứ hiểu là các bạn cứ nhét BNB vào đây là các bạn sẽ farm được cái đồng Santos này. Cái đồng Santos này nó list sàn thì các bạn bán sẽ có lời. Và các bạn được quyền farm 30 ngày. Và cái tổng của cái thằng Santos này, toàn bộ nhà đầu tư nhét BNB vào đây sẽ nhận được là 1.500.000 đồng Santos. Nó sẽ chia đều cho tất cả toàn bộ nhà đầu tư. Thì nếu muốn tính kỹ hơn thì các bạn phải lấy tổng số BNB đang stack chia cho tổng số cái total reward này, nó sẽ ra được cái phần của bạn là bao nhiêu. Không nhầm, bạn lấy tổng cái total stack này cộng với cái total
BUSD. Bạn chia cho 1 triệu năm cái total của thằng con này phát hành. Rồi bạn chia thêm một lần nữa cho cái tổng cái số BNB mà bạn đem vào bạn setup, nó sẽ ra được cho bạn là một năm bạn sẽ kiếm được bao nhiêu thằng xanh tốt. Tính như vậy là dễ ra nhất. Bạn phải chia mấy lần như vậy là nó sẽ ra. Nhưng mà cái này là farming. Farming có nghĩa là bây giờ bạn thích thì bạn nhét vào. Bạn thích thì bạn nhét cái đồng BNB vào bạn farm 5 ngày, 3 ngày bạn chán mà bạn cảm thấy là thôi đến muốn farm rồi lấy tiền cái đi đầu tư con khác thì bạn rút nó về. Nó không có lock cái BNB của bạn nhé. Còn cái low bat. Còn cái low bat kiểu như là xanh bọt cô như thế này á thì nó bắt bạn phải nhét BNB vào và bạn phải nắm giữ BNB, bạn nhét vào trong này nó sẽ lock cái BNB của bạn lại. Bạn không được sử dụng BNB đó và trong giới hạn là trong 7 ngày. Thường thường là 7 ngày, trong 7 ngày đó thì nó sẽ phân bổ toàn bộ cái token bọt cô này ra đến tất cả người nắm giữ BNB. Và nó sẽ tính theo bậc thang là từ cái thằng nhiều BNB nhất ném vào đây cho đến thằng thấp BNB nhất thì nó sẽ chia theo một cái biểu đồ là cái thằng thấp BNB nhất sẽ nhận được bao nhiêu và thằng nhiều nhất sẽ nhận được bao nhiêu. Nó là một cái bài toán thì các bạn phải tự vào, các bạn hãy tìm hiểu những cái nội quy và tính toán của nó. Thêm nữa, khi các bạn bỏ, mình hứa với các bạn luôn nha, 100 triệu. Bây giờ BNB đang là giá là 600 đô, 600 đô hiện tại là 12 triệu, 100 BNB là cho bạn sở hữu cỡ 10 BNB đi. 100 triệu là cỡ 10 BNB. 10 BNB bạn nhét vào bạn farm cái đồng bọc cô này hoặc là cái đồng xanh tốt kia thì mình nói với các bạn là sau 7 ngày hoặc là sau nửa tháng là 15 ngày chắc chắn các bạn sẽ đem về lợi nhuận được khoảng tầm từ 300 cho đến 200 đô. Đó là khoảng mà mình có thể chắc chắn được, có thể là sẽ nhiều hơn. Với điều kiện là những thằng này nó lít sàn, nó phải phải có cái gì đó nữa. Các bạn nhìn thằng xanh tốt đi. Đây xanh tốt đây. Mình farm nó được hai đồng xanh tốt này. Mà mình chiều nay mình quên mẹ nó mất, chiều nay mình bận nhảy vào mình làm cái thằng Huobi kia cho nên mình quên đặt cái lệnh bán cái thằng xanh tốt này. Chứ mình đủ má mình hồi chiều mình mà kịp bán ở trên 30 đô này là mình phải kiếm được 60 đô cơ. Hồi nãy mình bán được có 15 đô, đủ má mình tính ra mình kiếm được có đâu mình bán được 17 đô chứ. Hồi nãy mình bán ở đâu ngay chỗ 17 đô này nè. Mình quên. Mình kiếm được ba mươi mấy đô của nó à, nhưng mà mình lời được thêm cái khoản thằng BNB tăng giá nữa. Mình quên thôi chứ mình mà không quên là mình phải bán nó được ở trên vùng 30 đô này nè. Tin mình đi, nếu mà có tiền hãy nhảy vào chơi low bat hoặc là farm BNB cho nó an toàn, không có lợi nhuận, không có rủi ro và cũng chả có con mè mất mát hết, chỉ có lời rồi đéo giờ lỗ. Đúng má thằng 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 GTC của tôi nó đù má lên 18 đô rồi. Ôi từ từ nha, để vô kiểm lại tài khoản cái rồi. Má màu xanh hy vọng. Dạ thôi, mày đừng có lừa tao. Tí nữa mày sẽ rơi xuống lại còn gì nữa. Thôi mình chắc mình cũng chuẩn bị off livestream nữa. Hôm nay đến nay là mình đã nói khá là nhiều về cái này. Cái livestream này các bạn phải nghe nhiều lần đấy, xuyên nghe vô. Rồi mấy bạn nhìn thấy con CT ở đây mình nói có sai không? CT ở đây mình nói đâu sai đâu. Các bạn nghe xong các bạn hiểu quy tắc lướt sóng của mình rồi gì? Mà mình lướt sóng là mình lướt margin đấy. Mình vay margin ghê lắm chứ mình đéo cho các bạn vay ghê, các bạn đéo tính được cái tỷ lệ lời lỗ của nó, mình đéo cho vay. Còn mình chơi margin rồi mẹ mình vay một hai ba không, nhưng mà mình tính được xác suất của nó nhưng các bạn tính không nổi đâu. Các bạn không bao giờ tính được là các bạn mua ở đây lên đây các bạn lời được nhiêu mà nó rơi vào đây các bạn lỗ bao nhiêu, các bạn không tính nổi đâu. Cho nên tốt nhất là lời khuyên của mình là đừng bao giờ chơi margin nếu như mà không hiểu về nó. Còn nếu như muốn kiếm được lợi nhuận từ margin để muốn nhân nhiều lên tài sản thì hãy chơi 30% thôi, đừng có tham. Bạn chơi 50% nó chỉ cần quét một cái râu thôi là bạn cháy, quét râu nhẹ là cháy, quét một cái râu như thế này là bạn cháy nè, quét cái râu như thế này là cháy, như thế này là cháy, như thế này là cháy, chắc chắn 100% sẽ cháy. Đừng bao giờ chơi ít hai ba nếu không hiểu về thị trường. Cứ nghe mình, cứ mua, cứ vay 30% lợi nhuận nhảy vào đầu tư, cứ bám sát vào những cái kèo mình con mua thì đéo giờ có đường lỗ luôn, tự tin tuyên bố luôn đó. Ủa má lướt sóng trên livestream luôn thấy không, anh em thấy không, lướt sóng trên livestream luôn á, bảnh không chứ đéo như mấy thằng lồn kia là chơi xong rồi mới nói thôi,
mày chơi xong rồi lời đem khoe lỗ rồi đem đi giấu luôn, đéo có, mình chơi trên livestream luôn các bạn nhìn thấy. Còn thằng nào tò mò về lệnh thì tí nữa inbox cho mình gửi lệnh, nhưng mà đâu ngại đâu. Hôm bữa mình gửi cái lệnh mình FOMO con Doge, con Shiba, con Ethereum các bạn cũng thấy rồi đúng không? Ba con đó mình chạy con nào mình cũng lời hết, chứ con nào mình lỗ ban đó thì mẹ con Shiba mình muốn lời hơn mà lời đéo được. Má là cuối cùng mình lỗ ít luôn, con đĩ mấy con đĩ me me con. Tối nay mình ngủ ngon rồi. Tối nay thằng GTC cũng má nó lên 18 đô giữ luôn cho nó, mình ngủ ngon. Thấy không? Đủ má cái nến đỏ quay đầu thành cái nến xanh khiếp. Giờ bộ xanh lên đây xong rồi lại rơi một cái nến đỏ về đây lại xanh lên 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 đây. Đó, 42. Max sóng là 63 đô. Là về bờ. Năm nay nghỉ, để đầu tư nữa. Đi trả nợ bớt, năm sau chơi tiếp. Qua nhìn lại đồ máy anh Đại coi. Nãy giờ livestream nếu coi được gì thị trường hết. À, con sen, con sen, con mana, cả hai con. Hai con này các bạn bắt nó ở con sen với con mana này các bạn bắt nó ở. Để ý con này nha, con này mình nhắc nhở rất là nhiều lần. Mình nhắc nhở anh em rất là nhiều lần là để ý con này rồi. Sen trên BTC chắc các bạn khó. Cho sen trên USDT đi. Các bạn để ý con sen này cho mình. Lưu vào, lưu nhớ trong cái đầu á. Con sen này các bạn phải nhớ trong đầu cho mình. Chắc chắn các bạn sẽ có lợi nhuận từ con sen này. À, các bạn hãy bắt con sen này. Nếu như để ý nha, con sen này nếu như nó đi cây nến 4 giờ. Nó đi cây nến 4 giờ nó về dưới 4,9 đô hoặc là nói chung là dưới 5,6 đô, nhớ cho kỹ nha. Kèo này là kèo mình cho trên livestream, mình không có nhắc lại trên Telegram đâu. Con sen này về 5,6 đô các bạn chạy vào các bạn bắt cho mình. Nhớ bắt con sen này ở vùng 5,6 đô hoặc là thấp hơn càng tốt. Nói chung là dao động từ 4,9 cho đến 5,6 đô. Các bạn khi mà các bạn bắt được con sen ở cái vùng đó rồi, 4,5,9 5,6 đô cho đến 4,9 đô. Đó, các bạn làm gì thì làm, bắt con sen này ở đây trong cái giai đoạn này, trong cái khoảng thời gian này nè. Cỡ ngày mùng 5. Cỡ ngày mùng 5 hoặc là đại khái là từ đây đến ngày mùng 5 các bạn sẽ thấy con sen ở đâu đó vùng này. Khi nó coi về dưới này nè, các bạn cứ bắt nó cho mình. Dưới 5,6 đô là được bắt. Dưới 5,6 đô là được bắt. Bắt con sen ở đây. Càng xuống càng mua. Nhớ nha, kèo này đủ mày đéo gọi trên livestream đó. Bắt con sen ở đây, càng xuống càng mua. Và đặt luôn cái lệnh bán con sen ở trên này. Đặt luôn cái lệnh bán con sen trên này cho mình. Luôn cái lệnh bán con sen cho này cho mình. Về trước luôn đồ má mấy mốt vô ngồi coi lại coi livestream của mình nói đúng không nha. Còn nếu đúng thôi. Xóa clip có mẹ khó đâu. Đúng thì khoe, nếu đúng thì xóa clip. Bạn cứ bắt con sen ở dưới vùng từ 5,6 đô. Dưới 5,6 đô mới được mua nha. Dưới 5,6 cho phép on in con này luôn. Cho phép các bạn mua toàn bộ tài sản các bạn có nếu như thời điểm này các bạn dư tiền. Cho phép các bạn mua con sen từ 5,6 đô cho đến 4,9 đô. 4,9 đến 5,6.
Nhớ cho kỹ nha, 5,6 đến 4,9 bạn cứ bắt dần từ 5,6 bạn DCA dần xuống 4,9 cho mình. Chắc chắn trăm trăm kiểu gì nó cũng sẽ đi dao động trong này cho mình. Nếu nắm được là nó sẽ đi về tới vùng nào. Cho nên là bắt từ 5,6 bắt xuống. Mình là mình bắt 4,9, nó đéo xuống 4,9 mình đéo bắt. Mình là mình bắt 4,9, còn các bạn không biết cách thì các bạn cứ bắt từ 5,6 bắt dần xuống. Chia ra 30 30 sống 30 30 40% vốn chia vậy 30 30 40% bắt nó xuống dần cho mình. Thì khi các bạn bắt xuống bạn đặt luôn cái lệnh bán ở trên ít nhất là trên 7,2 đô. 7,2 đô. 7,2 đô cho xuống dưới này, trung bình giá xuống dưới này đi. Là bạn lời được 30% lợi nhuận nha. 30% lợi nhuận đó, chứ không ít đâu. Nhớ nha, nhớ canh mà tự bắt mà tự thử đi, đừng có hỏi, đừng có vô group hỏi mình là nên bắt hay là như nào, mình đéo nói lại đâu, kèo này mình không nhắc lại trong group luôn. Riêng con sen này về về đây bạn bắt. Đặt luôn cái lệnh bán ở vùng 1 1,7,19 mấy cho mình, lẻ lẻ thôi cho nó dễ dính. Kiểu lồn vậy nó cũng đi giống như mình nói thôi, đéo lộn đâu. Không tin không, nếu mà không tin thì cứ cứ thử trải nghiệm xem. Đừng mua bán gì hết, quan sát thôi. Rồi. Còn ai hỏi gì nữa không? Không hỏi gì nữa. Đụng mẹ té đây. Mệt quá rồi. Livestream cặc 3 tiếng đồng hồ giống như chơi game luôn. Má mấy anh chơi game like đéo lại mình nữa. Đúng rồi đó. Món quà cuối live đó. Đụng mẹ không chụp được. Ráng chịu thôi chứ. Quà Noel đấy. Sao? Hỏi gì hỏi đi. Anh có em nào ngon không cho em số điện thoại. Gọi cái lồn đủ má mày điên hả? Ôi, nó lên 18 đô luôn các bạn ơi. Điệt mẹ mày. Chạy từ từ đó chứ. Nhanh quá anh em bắt kịp. Mày là chạy lên 20 đô mày lừa tao rồi đúng không? Mày lên 19 đô đi mẹ mày. Mày lên 19 đô tao chạy hết. Tao thoát hết. Tao bán hết. Này tao coi tao bán về cái gì. Biểu diễn kỹ thuật luôn. Tao được mà tao bán hết về BTC luôn. Lên 62 ngàn BTC chạy về được. Ai, mày khỏi lừa. Mẹ mày lên 19 20 mày lại quay đầu thôi, ngay cái đoạn này thôi, có cái gì đâu mà. Ui giời. Ông BTC nhiêu đây, ông BTC lên nhiêu mà nó lên dữ vậy? Hèn gì ông này không tăng mà lấy gì nó không tăng. Ông BTC này không tăng nãy giờ nè. Còn gì? ETH sao? Đủ má anh ơi, con ETH đéo nói ETH sao biết đường nào trả lời mày mày. Ngại quá, ngại ghê, ai vẽ con ETH kỳ vậy? Vẽ toàn bắt dưới đáy không à, đụng mẹ mày, ai vẽ đây? Này hình như đéo phải mình vẽ đâu. Ừ, cái này mình vẽ rồi. Này hôm bữa dắt mình ngồi mình nghịch, mình vẽ, mình tính toán, mình mua nó hay sao á. Mày hết mấy livestream, mấy livestream hôm trước nói nó qua loa lắm, hôm nay cái ngày hôm nay là nói đủ luôn của hai cái clip trước trên Facebook vậy em ơi, khỏi cần phải up. À, từ giờ anh em cứ ngày mai là không like nè, ngày mốt là like, cứ cách ngày anh em nghỉ ngày, cách ngày nghỉ ngày vậy đó, ngày nào like thì anh thông báo trước. Đúng rồi, lên 19 anh cắt, nó lừa thôi. Nó lừa mày đấy. Lên tầm 19 20 ngay chỗ cái Fibo này là anh chạy 1800 18651 này bắt đầu đặt cái lệnh lời là vừa rồi. Đặt cái lệnh stop loss dương á, hiểu không? Nhưng là nó chạy qua cái Fibo này anh sẽ đặt stop loss dương ngay cái Fibo này luôn. Nếu mà nó chạy qua được cái Fibo này mà nó chạy lên trên này á thì anh cứ đặt stop loss ngay đây. Nó rơi về lại thì thôi. Anh lời như nó anh sẽ đợi nó điều chỉnh nó về như này. Kiểu như nó quay lại đây nó điều chỉnh thôi, nó chưa đi xong đâu, chưa đi đủ đâu. Chưa có đi đủ đâu. Ngại quá, đụng má tăng hoài.
Sao con ETH sao? Có ETH lực mua cái gì? Hôm qua tao kêu tụi bay á. Hôm qua tao FOMO con ETH là nó rồi, ở trên tờ Twitter và tất cả hội đồng cộng đồng lớn. Và cá mập nó gom ETH rất nhiều, cực kỳ nhiều. Nó gom để làm cái gì? Cá mập nó đâu có ngu đâu mà nó đi gom. Nó gom là để nó đẩy. Chuẩn bị vài ngày tới sẽ thấy thông tin về cái thằng ETH này như nọ như kia. Và hiện tại anh nói nghe, chỉ còn cách 200 điểm nữa thôi là nó lập cái đỉnh mới. Thì tao nói mày ra thấy cái đỉnh mới của nó bây giờ, ETH này bây giờ hả, nó phải đi lên vùng 8.000. Đâu xem nào, Theta nãy nói rồi, Theta nãy khả năng chu kỳ này chạy lên quá 10 đô, 10 đô trở lên là an toàn, chốt chốt từ 10 đô lên dần. Mẹ mấy thầy kỹ thuật rồi các thứ các thứ. Đô. Mày thấy hát mùa này nó phải lên cỡ 6.000, 8.000. Còn Roro, tao nói tụi bay mà Roro, Roro mà con ETH này mà đủ má nó mà FOMO mà ghê gớm này nọ là 12.000 đô. Hay, phải không? Không phải tự nhiên người ta kêu nó lên 12.000 đô đâu, mát cái sóng của nó 12.000 đô đấy. Với điều kiện nó phải được FOMO và đẩy mạnh cơ. Tao mua con này lúc qua tao vô group tao kêu tụi bay đủ má FOMO con này đi. Lúc nó đang ở 4.400 mấy á, 4.300 mấy á. Đó, giờ chỉ có lời lên lời thôi chứ đâu có lỗ nữa. Đúng không? Tỷ này lên 18 đô xuống 17 là lỗ lừa thôi. Theta này đó rồi, Theta này trên 10 đô, Serum SRM đúng không? 4.000 năm cũng được, nhau. Giờ có lời cứ để đi. Không chết rồi đâu. Giờ thằng Ethereum này em chỉ có từ lời đến lời. Con SRM này thì lần trước là cu tèo kêu mua từ giá 7 đô. Nhưng mà hơn cái đéo nào mua. Đéo nào mua. Cu tèo kêu mua từ vùng 7 đô. Vừa kêu mua xong là lúc mà kêu mua con SRM này là cùng lúc kêu mua con Sushi và con Phil của anh nè. Sushi là tèo kêu nè, Sushi là tèo kêu, còn con Phil là anh kêu. Thì con Phil hiện tại là web 3 cho nên anh vẫn tự tin là nó sẽ quay về lại, còn con Phil thôi chịu chạy. Đấy, con Sushi là chạy. Còn thằng SRM này á, thật ra là thằng SRM này thật ra là nó nói thì cũng để biết nói làm sao, nhưng mà thằng SRM này hiện tại anh không có niềm tin vào nó, anh không có niềm tin vào con này. Đợt trước nó về 5 đô là anh bắt nó một lần rồi. Cái đợt mà nó về 5 đô 4 đô mấy anh đã nói với mọi người trong tele là SRM dưới 5 đô là một món quà đúng không? Thì trước mắt là anh đang có lại con này rồi, còn lại được bao nhiêu thì con này anh đéo xác định được, tại vì con này nó bị một vài thứ gọi là thông tin xấu. Thì không biết là thông tin xấu là cái mập nó gom hàng hay là thông tin xấu là nó đẩy con này xuống luôn. Con này hiện tại là chia đôi rồi đó. Đồ má, giống con sushi thôi, hai con này giống nhau. Hôm bữa anh bắt nó ở dưới 5 đô rồi. Tụi bay nghe live xong tụi bay thấy đồ má sao con nào ông lồn này ông cũng mua đó đúng không? Con nào ông này ông cũng có. Chưa có con nào mà ông tha. Mấy thằng mà nghe livestream xong kêu đủ má, nó chưa thấy con nào mà ông này ông tha hết, con này nhắc đến con nào ông cũng có mặt hết. Mà nãy giờ mọi người để ý không, con nào mà nãy giờ mà tao nói đến toàn những con mà tao đã chat trong tele, tao kêu là món quà thượng đế ban cho mà đéo ai mua thôi. Biết vì sao không mua không? Vì đéo có tiền. Biết vì sao đéo có tiền không? Vì đủ má cứ hô con nào là chạy vô all in xuống sát con đó mà, cho nên gặp món quà đâu có nhận được. Không có group VIP xe kèo và tương lai anh cũng không bao giờ lập group VIP xe kèo, nhưng mà anh nhận quản lý và coaching cho từng cá nhân. Sẽ không có group nào phím kèo lướt và kèo ngắn hạn hết, toàn bộ kèo là anh đưa lên trên tele hết. Còn những cái con hàng như thế này thì anh chơi một mình
chơi một mình thôi. Lâu lâu anh nhảy vào chat, anh có nhắc khéo ai mà quan tâm thì biết kiếm tiền, còn ai không quan tâm thôi chịu. Mình đủ mẹ tiền thằng nào nó tự kiếm chứ đúng không? Việc gì anh cứ phải đi nhét tiền vào tay tụi bay làm gì? Hôm qua anh vào trong group, hôm kia tối hôm kia là anh vào anh kêu là con Dog Ghe chuẩn bị được siêu dưới vùng 2,1 mua được, bán ở trên 2,2 lời ít nhiều phải được 5-7%. Tiếp theo ngày hôm sau anh kêu là hôm nay là chen của con me me đúng không? Đồ má anh nói chuyện xưa giờ là có sao anh nói vậy á, nếu có đặc điều hay là đủ mấy bị chuyện nói thằng nào mà nó đéo tin đó, là nó đéo có trong Telegram mình là nó nghe anh là nó thấy anh xào lồn không, mà anh em ở trong live này á đều là trong Telegram đúng không? Anh em có xác nhận không? Có đúng là ngày hôm qua anh kêu là chen của con meme meme tụi dog con ship con đúng không? Mà không những anh nói là chen meme mà anh còn phân tích luôn là dòng tiền từ con dog nhảy qua con ship, từ con ship chạy về con dog, một trong hai con sẽ thay phiên nhau tăng chứ không tăng cùng cả hai. Bởi vì cộng đồng của hai con này rất là ghét nhau và tụi nó sẽ đấu đá với nhau. Và thêm một thông tin nữa là ngày hôm qua con ship nó được list sàn Kraken. Được list sàn Kraken cho nên là mình thiên hướng đẩy tiền về con ship nhiều hơn. Thì anh có nói với anh em rồi, nếu mà thích thì vô FOMO con ship, đừng vô con đó ghê. Tại vì con đó ghê tốn quá, nó đầy dựng cái cột rồi, bây giờ khả năng mình có lợi nhuận lướt sóng không đủ. Thì đó anh chỉ vô anh buổi sáng sớm 7 giờ sáng anh vô anh nhắn nhẹ nhàng. Anh vô channel anh nhắn nhẹ nhàng 2-3 dòng vậy thôi. Thằng nào mà lanh á, thằng nào mà hay nghe tao live stream, nghe tao dạy, nghe tao chỉ cho kinh nghiệm á, thằng nào mà lanh là chắc chắn hôm qua anh lụm được con ship. Hôm qua chắc chắn lụm được con ship. Ship hôm qua tao lụm được 30% á. Nhưng mà những con hàng lướt sóng mình không có mua nhiều nên mình lời nó không được bao nhiêu á. Con SRM này hôm bữa ở trong group tao cũng nói rồi, dưới 4,9 đô là một món quà, nhưng mà đậu mẹ nếu ai tin đó, nếu ai mua thôi, sợ thì thôi tao ăn mình. Giờ tao chỉ có lời thì tao hết đường lỗ rồi, giờ đéo con đường nào mà đi về được dưới 5 đô. Giờ chỉ có lời bao nhiêu thôi. Con SRM này chắc cụ tèo cũng có lùm ít này. Con CLV à, CLV thì dưới 1 đô là một món quà. Thằng nào tao nói tụi mày nghe nè, thằng nào hôm nay coi live stream để ý nha. Cứ lo lo thấy anh chọn vô trong tele anh chat vài câu mà có nói khéo là con này con kia là cứ tụi bay cứ nhảy vô tụi bay mốt cho anh. Đặt cái lệnh lời 10% lũi, 10% lũi mỗi một ngày vài lần 10% vậy là tụi bay kiếm được hơi bị nhiều đấy. Không biết đâu. Hôm bữa FTM dưới 2 đô làm kêu món quà thì mẹ nó lên 5, nó lên 2,5 đô là tụi bay biết bao nhiêu phần trăm không? Má con FTM lên 2,5 đô là nó phải 30-40% đấy, đéo ít đâu. Tao ăn con nào cũng từ 30-40% cho nên vì sao mà bữa nào tao làm một cái clip bữa live sau đi. Bữa live sau tao sẽ làm clip là đủ mát chủ đề là từ 200 đô tôi đã lên 10.000 đô như thế nào. Thằng nào mà lên đây kêu tao bóc phét tao sâu lệnh sâu ví luôn. Con CLV này dưới 1 đô là một món quà, còn target bao nhiêu thì đủ má chưa biết được đâu. Target bao nhiêu chưa biết được, con này nó ảo lắm. Nhưng mà con này là hội nhóm lớn kêu mua nhiều. Con này mấy hội nhóm lớn kêu mua nhiều. Nó đi tích lũy bữa giờ cũng lâu mà. Giờ nó chỉ cần như thế này nhá, giờ nó chỉ cần mà bẻ được cái râu này nó chạy lên như này thôi là nó sẽ. Cái này tao bẻ trước luôn cho. Giờ nó chỉ cần mà đó. Ủa, cái này kỳ vậy. Chuẩn bị offline nha, ai hỏi gì hỏi lẹ đi cho tao off. Nếu mà nó bẻ qua luôn cái đường này, cái đường trắng trắng trên line này nó đi như vậy nè. Còn nó mà không được thì nó cứ đi vậy thôi. Con này khó xuống lắm, nó xuống được tầm 0,9 đô rồi. Mà khi nào mà tụi bay mà thấy con này xuống 0,9 đô tụi bay có bắt cho tao bắt tiếp. Có một số con là nó đéo còn đáy nữa rồi. Đáy, hết đáy rồi thấy không? Đáy đâu ra nữa. Hết đáy rồi. Dưới 1 đô là hết đáy rồi. Sâu lắm thì giật cái râu vào đây hết đáy. Không hỏi gì nữa tao họp. Con SRM mà mua được dưới 4,8 đô giữ đi.
nó mà điên điên lên, nó quay lên đầu 8 đầu 9 là x2 là bình thường. Mua được giá đẹp để giữ, mua được giá đẹp đừng có lướt. Mình chỉ lướt khi mình mua những cái giá mà nó không đẹp mà nó cũng không xấu thôi. Ăn 10, 20, 30% mình chạy, còn mà đã mua được giá đẹp thì cứ để x2, x3. Thôi đủ má, bớt hỏi đi, hỏi đừng có hỏi mấy cái đồng con nữa, con đéo nào tầm này nó cũng như nhau thôi. Nè, đó, tụi bay vô coi con CTSI rồi, nãy tao nói có đúng không? Đây, CTSI nãy live stream là lướt sóng trực tiếp trên live stream luôn, đây, vùng mua đây. Vùng mua đây. Vùng chốt lời đây. Đó, giờ nhìn ra đó, đủ má giờ mà để im á, mà ngồi mà chờ đợi hy vọng nó lên như này á, đủ má cái mà chết. Thấy không? Chốt lời. Đặt ở đó trước. Giờ thích hả? Nhảy vào đây mua lại. Mua ở đây nó còn thấp hơn hồi nãy mua ở đây nữa nè. Hồi nãy ai mà bán được cái này giờ quay về lại đây mua, nó còn thấp hơn cái giá nãy đây. Đó là người biết chơi đó, nó không biết chơi đủ mẹ mày. Thấy nó lên tưởng là nó đẩy sóng rồi, con má ngồi gồng. Nhìn nó phải về dưới này, nó muốn đẩy nữa thì nó sẽ đẩy như vậy đó. Cá mập nó đéo dễ dàng cho mình ăn đâu. Thấy không? Tụi mày thấy tao nói không? Mày nó lừa đó. Nó lừa đấy, đừng có tin. Mẹ mày nó lừa đấy, có cái lồn lên được cái vùng trên kia. Mẹ mày thấy tao nói có sai đâu. Nó đi ngang cái vùng này thôi, thấy không? Đi ngang cái đường Fibo này thôi. Đéo qua được, nó mà qua được vùng Fibo này là tao chốt liền. Tao lụm tiền. Tao lụm nó đã, tao đợi nó về lại tao mua, tao tính sau, tao lại thêm số lượng nữa. Đó. Đồ má nhiều khi á, ngày mai anh phải mở cái lớp gọi là lớp trực lướt sóng trực tuyến, livestream cả ngày luôn. Livestream cả ngày luôn, cứ ngồi livestream đồ má, tụi anh em mình đi tìm coi có con nào ngon nhảy vô lướt, con nào ngon lướt trực tiếp luôn. Đồ má mở lớp đó ngon á. Mở lớp thu phí hơi đắt á nha. Nói tụi anh nhìn coi đồ má, giờ tao vẽ trước đường có đi luôn này, tí nữa tí nữa nó chi thế nè đó, rồi nó chạy tiếp. Tao đoán trước luôn nó chạy được bao nhiêu lâu nha. Đó, nó chạy đâu rồi, đến một lúc nào đó đồ má mình đi ngủ cái là nó lại lên trên này. Mấy cá mập nó vậy đó, mấy cá mập nó đéo cho mình ăn đâu, nó cứ lên xong rồi nó rủ bỏ mình, nó lên nó rủ bỏ mình. Quan sát ở ở trước là sẽ thấy nè, nó cứ lên xong nó rủ bỏ mình dần 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 dần, nó rủ mình dần, rủ 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 cái dạ bộ lên đây cái nó rủ bỏ mình tiếp. Thì ở đây nó cũng rủ à, mình mà chốt được cái vùng mà đủ máy mình lợi nhuận được rồi, mình tối ưu được lợi nhuận là mình đợi nó rủ bỏ tiếp rồi, rồi mình vô mình lùm. Một ngày nào đó ngủ dậy đủ má thấy nó lên 50 đô xong, mùa này coi như xong, chu kỳ lần này coi như là hoàn thành nhiệm vụ, nghỉ qua năm tính tiếp, đi Đà Lạt. Chắc vợ đi Đà Lạt chơi, vợ tao đang coi live stream đó bay. Vợ tao đang coi live stream ngồi cười túc tích nãy giờ đó. Tao đảm bảo tụi bay luôn. Tính vợ tao biết mà. Thằng nào mà đọc truyện Đà Lạt mùa chinh vên rồi sẽ biết vợ anh tên gì. Kéo lên trên tí có comment đó. Người yêu anh, chắc năm sau cưới. Không biết thì vô đọc cái bộ truyện Đà Lạt Mùa Chinh Vinh đó là thấy. Kéo lên comment, thằng nào mà vô đọc bộ Đà Lạt Mùa Chinh Vinh rồi quay lại lục comment đi, ở trên có comment rồi đó, có cái tên đó, nhìn tên là biết. Bữa tao úp cái tay lên tụi em thấy à. Mùa này tao chốt lời được thì hai vợ chồng tụi đi Đà Lạt chơi. Ăn Tết Đà Lạt xong. Năm sau tính tiếp. Nó mà đi chu kỳ mà đi downtrend thì chỉ có đụng máy vô kết có hậu chứ, kết có hậu mới biết chuyện chứ, đụng mày kết không có hậu biết chuyện chứ. Biết bộ đó rồi đó, anh em vô đó mà đọc.
mẹ cái con này tao vẽ sống Helios kiểu của tao luôn. Thằng nào mà đọc chuyện nó rồi mới biết tên. Thằng nào đọc chuyện nó rồi mới biết tên, mới biết tên thì mới tìm được comment chứ. Comment biết của ai ra đâu. Đến 1 giờ này, nếu đúng cái đến 1 giờ này nó đéo thể hiện được cái xu hướng đi. Cái này là tao vẽ dự định của tao thôi chứ nó chưa đi đúng cái dự định của tao. Nếu mà đi đúng thì lúc đó tao sẽ kêu tụi bay vô mua. Còn thằng nào mà liều ăn nhiều giống tao vậy nè, đầu má vô. Một ăn cả, hai lỗ ít. Một ăn cả hai lỗ ít là quá ngon rồi còn gì nữa bay. Người ta một ăn cả ngã về không, mình một ăn cả. Mình một ăn cả lỗ ít, má quá ngon. Sao kỳ vậy ta? À, đó. 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 Đó, tao vẽ vậy đó. Mà nó đi đúng như tao vẽ không? Tao không biết. Tao vẽ trước rồi. Đâu rồi? 41 đô đâu rồi? Này. Bây giờ cái đáy số 4 đúng không? Đi tìm đáy số 4 luôn. Số 4 đâu, đi tìm trước cái đây số 4 luôn, cho mày về đây luôn cho nó an toàn. Đỉnh số 5 đâu, đi tìm đỉnh số 5 luôn. Đó, 58 đô nha, trên 41 đô là vùng an toàn, là từ đây lên nó là ít mấy rồi, ít hai hơn rồi. Nếu nó đi đúng như tao dự định, còn nó mà đi đúng không đi đúng thì thôi tao thua, tao lỗ. Nó mà lụng cái đáy hỗ trợ tao chạy, mà hiện tại nó vẫn đi đúng. Mà ở trong con sóng lớn thì nó phải có những con sóng nhỏ nữa nó mới đáp ứng đủ điều kiện được. Giờ con sóng nhỏ là phải về 1 giờ coi, thấy không? Má nó khổ vậy chứ đâu phải. Trong con sóng nhỏ này nó phải đi đúng của nó nữa. Nếu mà nó không lủng về dưới lại 16 đô thì kể từ ngày mai chúng ta sẽ nhìn thấy GTC trên 18 đô đổ lên. Thì thôi, offline đây. Hôm nay quá nhiều bài học rồi mà tụi bay không học được gì nữa, đúng thất vọng. Thôi nha, anh off đây. Chúc tụi bay đầu tư lỗ. Mình tao lời thôi.